Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 118. Từ Nghệ, Hướng Dương các người, nghe vậy cũng là lớn vui. Gật đầu liên tục nói, đa tạ công tử, chúng ta ắt phải đem cái này nghiệt chướng huyết mạch đoạt thuận lợi bên trong để tránh hắn làm hại thế gian. Này cùng ma loại sao có thể lưu chi? Chúng ta đây là thay trời hành đạo à? Không sai, chúng ta thân là linh võ 10 gia tộc lớn, đây cũng là trách nhiệm của chúng ta. Bảo thương sinh, diệt ma loại. Diệp Thần vậy gần như không chết thể chất, nhưng mà quá rõ ràng à. Bọn họ ngoài miệng mặc dù xem thường Diệp Thần, trong lòng sớm bị Diệp Thần rung động vô số lần. Vô Danh hài lòng nhìn Từ Gia cùng Hướng Gia người thần sắc, khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm, ngự hạ chi đạo đơn giản chính là ân uy cũng thi, cho dù đối mặt cái này hai cái linh võ đại lục cao cấp nhà giàu có, cũng không ngoại lệ. Muốn bọn họ toàn tâm toàn ý làm việc cho ngươi, tự nhiên cấp cho bọn họ một chút ngon ngọt. Có 10 gia tộc lớn bên trong 2 gia tộc giúp đỡ, cho dù là thần hỏa học viện cũng sẽ bị ung dung nghiền ép chứ. Bất quá, vì để ngừa vạn nhất, Vô Danh trầm ngâm chốc lát, vẫn là nói, cái đó Diệp Thần giết không ít thiên tài, nhà giàu có con em chứ. Các ngươi trở về sau đó, liên lạc những người này thế lực sau lưng chung nhau giết ma. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Vô Danh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời vòng xoáy to lớn. Hắn biết, phía trên này cấp bậc đấu tranh, không phải mình có thể tham dự. Mấu chốt, vì sao lại đột nhiên bùng nổ? Biết hay không và Diệp Thần có quan hệ thế nào? Hắn không nghĩ nhiều nữa, lại càng không dự định ở chỗ này lưu lại, xoay người, nhàn nhạt nói, tốt lắm, ta đi về trước, có tin tức sau đó, thông báo tiếp ta đi. Dứt lời, thân hình một chui, liền hóa thành một đạo thanh quang hướng đảo Phi Lôi bên ngoài bay đi. Rời đi đảo Phi Lôi sau đó, thân trên không trung Vô Danh chợt dừng lại độn quang, khạc ra một ngụm máu tươi, mặt hiện vô cùng là thâm độc thần sắc, cười gằn nói. Ha ha, Diệp Thần, ngươi lại dám đem bổn công tử bị thương thành như vậy. Tốt, rất tốt, ha ha, ngươi lấy vì ngươi chết liền có thể trả lại mình lỗi. Ta muốn cho mạch máu ngươi. Ở nơi này linh võ đại lục bên trên, trở thành bị mọi người phỉ nhổ ma loại. Cho dù có nghịch thiên huyết mạch, cũng chỉ có thể trở thành bổn công tử đồ cưới. Ha ha! Vô Danh hít sâu một hơi, hắn thương thế so tưởng tượng bên trong nặng hơn, nếu không, lần này hành động, hắn nhất định sẽ đích thân ra tay, hiện tại nhưng chỉ có thể trở lại động phủ chữa thương, nếu không, có thể ảnh hưởng đến hắn căn cơ. Cùng lúc đó, đảo Phi Lôi lên. Vậy hư không thần lôi tạo thành lưới xét dưới, là một chỗ bí ẩn chống trải lòng đất hầm đá. Hầm đá trên vậy đạo lôi mạc, thành thiên nhiên phòng vệ, không chỉ có cơ hồ không có người có thể vượt qua lưới xét đi tới nơi này, thậm chí, liền thái hư cảnh, chảm ách cảnh tồn tại thần niệm lực, đều không cách nào thông qua kinh khủng kia hư không thần lôi. Có thể hiện tại, ở đó thần lôi tia sáng ánh chiếu dưới, nhưng mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh, xuất hiện ở đá này quật bên trong. Một đạo máu tươi đầm đìa bóng người, tràn đầy máu tươi bề mặt bên trên, còn mơ hồ có chút nám đen vẻ, tựa như toàn thân đều bị nướng chín tới vậy. Tên này nhìn như vô cùng thê thảm nam tử, chính là Diệp Thần. Diệp Thần, không có chết. Hơn nữa còn xuyên qua cái này quá hư chém ách tồn tại, đều không cách nào xuyên qua hư không thần lôi lưới xét, đi tới thần bí này hầm đá bên trong. Ngay tại lúc này, một đầu sâu đậm gầm thét chi tiếng vang lên. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp một đạo tương đương thái hư cuồng bạo sấm sét hóa hình tới. Vậy sấm sét cảm thấy Diệp Thần cái này người ngoại lai, lại muốn xóa bỏ Diệp Thần. Diệp Thần muốn động thủ, có thể vào nơi đây, xài hết hắn linh lực trong cơ thể. Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch cũng kích không sống được. Mà ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo thân ảnh bỗng nhiên chắn trước người của hắn. Vô cùng to lớn, uyển như thiên thần. Đơn giản một quyền đánh ra, vậy quá giả sấm sét, lại tại chỗ tán loạn. Còn chưa cùng Diệp Thần kịp phản ứng, vậy thân hình khổng lồ bóng người, chợt xoay người, quỳ một chân liền Diệp Thần trước người. Đại ca, Viêm Khôn hộ giá tới chậm. Diệp Thần bối rối mấy giây, sau đó chính là mừng như điên. Cái này thượng cổ thống trị linh võ đại lục Càn Khôn tộc người cuối cùng, lại xuất hiện. Mấu chốt hiện tại Viêm Khôn thực lực lại khôi phục được tình cảnh này.
Viêm Khôn ngươi làm sao tới? Mau dậy đi. Nhưng mà Viêm Khôn căn bản không chịu đứng lên. Trong mắt hắn thấy Diệp Thần thương thế, càng nhiều hơn chính là tức giận cùng với tự trách. Hắn nếu như tới sớm, mình đại ca thì không thể bị thương. Đại ca, ngày khác ta như khôi phục lại đỉnh cấp, ta liền để cho mọi người cũng ở anh cả trước mặt thần phục. Dù là thần quốc thiên đạo cung. Diệp Thần hơi ngẩn ra, giờ khắc này, ngược lại có chút cảm động. Hắn và Viêm Khôn không đánh nhau thì không quen biết, Viêm Khôn tâm tư đơn thuần, đối đãi mình như vậy. Hắn Diệp Thần liền sẽ đem hắn làm huynh đệ. Viêm Khôn, đứng lên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Diệp Thần sống chết huynh đệ, ai nếu dám động ngươi, ta thề, ta sẽ để cho hắn rõ ràng vì sao là cửu u địa ngục. Đúng rồi, Viêm Khôn, ngươi như khôi phục lại đỉnh cấp, là cái gì tu vi? Đây cũng là Diệp Thần trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Viêm Khôn nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng nói. Đại ca có chỗ không biết, chém ách bên trên, chính là hỗn độn cảnh. Ta như khôi phục đỉnh cấp, là được chiến hỗn độn cảnh cường giả. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, chém ách đã quá xa vời, hỗn độn cảnh sợ rằng chỉ có thần quốc mới có. Hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Hắn nhìn một cái chung quanh, đường tu hành quá mức xa xôi, hôm nay, ta bước vào nơi đây liền một lần hành động đột phá phong môn cảnh. Vô danh, bước lên huyền bảng thứ nhất thì như thế nào? Nếu như không phải là vì phần cơ duyên này, người chỉ sợ sớm đã vẫn diệt. Đối với ta đột phá, hôm nay tất cả mọi người, đều phải trở thành ta dưới kiếm hồn. Viêm Khôn biết Diệp Thần muốn đột phá, liền đi ra bên ngoài, đại ca, ta vì ngươi hộ pháp, có ta ở đây, bất kỳ uy hiếp đều không cách nào đến gần. Hơn nữa, nơi này sấm sét đối với ta khôi phục tựa hồ cũng có chỗ tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, vừa định nơi cái gì, một quả trứng khổng lồ vậy bay ra. Chính là Tiểu Hoàng. Hiển nhiên, nơi này năng lượng đối với Tiểu Hoàng mà nói cũng là tư bổ vật. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ, và vô danh đối chiến lúc đó, hắn vốn muốn cho Tiểu Hoàng đi ra đối kháng. Nhưng phát hiện Tiểu Hoàng ở luân hồi mộ địa ngủ cực kỳ chi quen thuộc, mình dùng mọi cách kêu gọi cũng không có tác dụng. Hiện tại phát hiện ăn, Tiểu Hoàng mới tỉnh lại. Tiểu Hoàng à Tiểu Hoàng, ngươi lại không phá xác ra, ta sợ rằng đều phải lão. Tiểu Hoàng hiển nhiên là nghe được Diệp Thần thanh âm, nhìn một cái Diệp Thần, lại tiếp tục hướng những cái kia sấm sét chiếm đoạt đi. Mà trứng của hắn xác bên trên lại bắt đầu phủ đầy sấm văn. Quỷ dị sấm văn. Ngay tại lúc này, để cho Diệp Thần càng bất ngờ phải, một đạo thân ảnh trôi lơ lửng. Chính là Thương Cổ Y Thần. Lão đầu, là ngươi để cho ta tới nơi này, trong này rốt cuộc có huyền cơ gì? Thương Cổ Y Thần nhìn Tiểu Hoàng và Viêm Khôn, con người thoáng qua một chút kinh hãi, nhưng cái này kinh hãi thoáng một cái đã qua. Thằng nhóc, lão phu ở thần quốc gặp qua không thiếu nghịch thiên cơ duyên người. Nhưng là những người đó, ở ngươi trước mặt, thật ảm đạm đến mức tận cùng. Vậy trứng khổng lồ hấp thu lực lượng càng mạnh, sợ rằng ra đời sau thân xác liền càng cường đại, cái này sấm sét nếu như toàn bộ hấp thu. Ta không dám nghĩ. Còn như ngươi, yên tâm, phải biết, ngươi vượt qua phong môn dẫn động dị tượng tất nhiên sẽ bị thiên đạo cung cung chủ phát hiện, nơi đây, hoàn toàn có thể đem dị tượng thu nhỏ thành trình độ cao nhất. Đây chẳng qua là một trong chỗ tốt. Trừ che đậy thiên đạo cung phát hiện trở ra, còn có những chỗ tốt khác. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, kích động nói. Hắn làm bộ như thua ở vô danh, bất quá chỉ là vì dưới đất cơ duyên. Bất quá dùng lăng phong thần mạch đối đãi cái này bước lên huyền bảng người thứ nhất, quả thật có chút phí của trời. Có thể không dùng tự nhiên tốt nhất. Thương Cổ Y Thần con ngươi híp lại, nhìn chung quanh hết thảy nói, đó là tự nhiên, nơi này năng lượng đối với đột phá mà nói có quá nhiều chỗ tốt. Ngươi có thể biết nơi này phủ đầy sấm sét, ngươi luân hồi huyết mạch bước vào phong môn cảnh phải chịu lôi kiếp tất nhiên mạnh mẽ, mà ngươi bất hủ thần thể và ma khu đều có nhất định thăng cấp cơ hội, nếu như hấp thu những thứ này sấm sét, được ích lợi vô cùng. Những thứ này thật ra thì cũng không trọng yếu hơn chính là một cái khác chỗ tốt, ta trước không nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên thì biết. Diệp Thần có chút không biết làm sao, cái này Thương Cổ Y Thần rốt cuộc đang bán cái ải gì tử. Hắn chỉ có thể mặt lộ vẻ cười khổ nói, lão Thương đồng chí, ngươi có thể hay không nói một hơi,
lần này ta thật đúng là thiếu chút nữa lại phải chết à, thương thế nặng như vậy, cho dù là ta khôi phục vậy được hoa chút thời gian. Khả năng này là hắn tu võ đến nay, gần gũi nhất chết một lần. Thương cổ y thần nhưng là cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử. Ngươi đã biết đủ đi, thật may lần này ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân, cái này đảo phi lôi hạ, lại như vậy đúng dịp có đạo này sấm mạc, mà ngươi lại có sương mù hóa thần thông có thể miễn cưỡng vượt qua thần lôi. Nếu không, cho dù là ngươi cũng chỉ có thể chết được không thể chết lại. Hiện tại, bất quá là tốn thêm chút thời gian mà thôi, huống chi, ngươi vẫn có thể một bên hấp thu chung quanh lực lượng cùng với ngươi ở trên buổi đấu giá thu hoạch. Một bên khôi phục thương thế, cái này chút thời gian không coi vào đâu. Thật ra thì ở trong mắt mọi người, Diệp Thần đúng là chết. Hơn nữa dù là chém ách cường giả cũng là cảm nhận được Diệp Thần tử vong. Vô Danh càng không cần phải nói. Vậy Diệp Thần là làm sao sống được? Nguyên lai, Diệp Thần bị Vô Danh vẫn thần kiếm kiếm uy đè xuống hố trời sau đó, dần dần thoát khỏi cấm linh pháp vực phạm vi, bất quá, lấy hắn lúc đó trạng thái. Cho dù thi triển sương mù hóa thần thông, vậy sẽ bởi vì vẫn thần kiếm mang theo cấm linh lực mà hoàn toàn chịu đựng một kiếm này uy lực, bị một kiếm chém chết thôi. Ở nơi này sinh tử tồn vong giây phút, Diệp Thần lại là nhanh trí, ở mình trước người thả ra vậy đạo thân ngoại hóa thân. Lấy phân linh thú luyện thành thân ngoại hóa thân, có Diệp Thần một bộ phận thực lực, thân thể mạnh cũng là vô cùng là kinh khủng. Hơn nữa, Diệp Thần thả ra phân linh thú đồng thời cũng đem hết thảy bảo vệ giao cho hắn. Mà Diệp Thần mình chính là lấy Nguyệt Trần sợi bông che giấu thân hình, hướng dưới người sấm mạc nhanh chóng chui đi. Mặc dù Diệp Thần thân ngoại hóa thân toàn lực phát động rồng đất khải dưới tình huống, vẫn bị Vô Danh vẫn thần kiếm đánh thành xương máu, liên đới phòng vệ, cũng hoàn toàn hư hại. Nhưng, cũng đem vẫn thần kiếm phần lớn uy năng hao hết. Diệp Thần gian nan như vậy giữ được tánh mạng sau đó. Thuận tiện lấy sương mù hóa thần thông chuyển kiếp hư không thần lôi lưới xét, đi tới thần bí này hầm đá bên trong. Bất quá, mặc dù hết thảy bảo vệ hoàn toàn phá hư, phân linh thú nhưng chưa có hoàn toàn chết đi, thân xác bị đánh nổ sau đó, phân linh thú bản thể cũng không biết làm sao trốn thoát, trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, phân linh thú cũng là bị thương nặng sắp chết không biết phải lấy máu tươi ẩn dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục. Trong thời gian ngắn thì không cách nào sử dụng nữa hóa thân thuật. Diệp Thần đột nhiên giương tay một cái, mấy đạo mãnh liệt linh quang, ở hầm đá bên trong hiện lên, canh kim chi tinh, uẩn linh châu, thần viên linh huyết, đan dược cực phẩm, thần tính tinh hoa, thiên ma xương thú, sát ý kết tinh cùng chí bảo, rối rít xuất hiện ở trước mắt. Nhìn trước mắt Phật, Diệp Thần trong mắt không khỏi thoáng qua một chút nóng như lửa cùng với đâm vào cốt tủy sát ý lạnh như băng. Bắc Hải Từ gia, bước lên huyền bảng thứ nhất Vô Danh. Ha ha, thật là mong đợi cùng các ngươi lần nữa gặp mặt lúc đó, các ngươi trên mặt sẽ là dạng gì diễn cảm à? Rất nhanh, Diệp Thần liền thu liếm tâm thần, sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo trông rất sống động, vô cùng uy nghiêm cường đại bạch hổ hư ảnh, hắn chỉ một cái trước mặt canh kim chi tinh, khối kia tầm thường cục sắt liền tựa như cảm ứng được cái gì vậy, kim quang lớn thả tựa hổ muốn chống cự Diệp Thần lực lượng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sau lưng hư ảnh phát ra một tiếng gầm thét, canh kim chi tinh tản ra kim quang, lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Rất nhanh, kim quang liền phai nhạt xuống, bản thể cũng bị Diệp Thần nhiếp vào bên trong cơ thể, hắn nhắm mắt ngưng thần liền ở phong thanh dương dưới sự chỉ điểm toàn thân luyện hóa, theo hắn luyện hóa, Diệp Thần sau lưng hư ảnh vậy bộc phát ngưng tụ. Một ngày sau, Huyền Nguyệt Tông. Không thể nào. Tử Ngưng mắt đẹp đỏ thẫm một phiến, có chút cuồng loạn hướng về phía Cát Thanh hô lớn, thanh âm bên trong đã mang theo một chút nức nở. Diệp Thần không thể nào lại chết như vậy, tuyệt không thể nào, ta không tin. Diệp Thần chết, làm sao có thể, Diệp Thần thực lực, đã đủ để sánh bằng Thái Hư, thậm chí sinh mạng lực vẫn còn ở Thái Hư cảnh cường giả bên trên, làm sao sẽ chết. Tử Ngưng không tin, nhưng mà nếu như Diệp Thần không có chết. Hắn bây giờ ở đâu đâu? Nàng tim, tựa như bị một chuôi lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, vô cùng được đau đớn, nàng ở trong lòng từng lần một cầu nguyện, cầu xin, chỉ hy vọng Diệp Thần có thể xuất hiện ở mình trước mặt, nói cho nàng, hắn không có sao, hết thảy chỉ là một hiểu lầm thôi. Nhưng mà, Diệp Thần xuất hiện sao? Không có.
Cái này không lúc nào không có ở đây mình đầu óc bên trong lóng lánh thiên tài trẻ tuổi bóng người, tựa hồ thật từ trên cái thế giới này biến mất. Giống như Tử Ngưng đã từng là người sư đệ kia như nhau. Tử Ngưng chặt chẽ cắn răng, móng tay cũng lõm vào bàn tay bên trong, máu tươi chảy ròng, nàng nhưng tựa như không có cảm giác nào vậy. Nàng liều mạng áp chế gần như muốn hỏng mất tâm trạng, liều mạng tự mình nói, thượng thiên sẽ không như thế tàn nhẫn, sẽ không một lần lại một lần, đem người mình yêu từ bên cạnh mình cướp đi. Đúng vậy, Tử Ngưng hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng liền mình đối với Diệp Thần cảm tình, triệt để rõ ràng. Cát Thanh gương mặt bên trên, vậy hiện ra vô cùng là nồng nặc đau thương vẻ, liền hắn mấy ngàn năm lịch luyện thành tựu đạo tim, cũng mơ hồ có một chút chập chờn, hắn thở dài một tiếng nói. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng, ngày đó, rất nhiều người đều chính mắt thấy được một màn này, bao gồm Trần Chi Phàm, mà Diệp Thần, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Vừa nói, vị này gần đây có chút bất cần đời, tựa hồ cái gì cũng không để ở trong lòng ông già, một đôi mắt lại là có chút lượn vòng. Đây chính là Diệp Thần à. Thần Hỏa Học Viện mấy chục ngàn năm qua, cực kỳ kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Là Thần Hỏa Học Viện kiêu ngạo. Thậm chí là toàn bộ linh võ đại lục tương lai à. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần tâm tính là Cát Thanh đặc biệt chung ý. Ở Cát Thanh trong lòng, cơ hồ đã đem Diệp Thần coi thành cháu mình giống vậy tồn tại. Cát Thanh nguyện ý tin tưởng Diệp Thần đã chết rồi sao? Tự nhiên không muốn, nhưng thực tế có lúc và ngươi suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Cho dù hắn không muốn đi nữa thừa nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái này ở không lâu tương lai ắt sẽ quân lâm toàn bộ linh võ đại lục tuyệt thế thiên tài, đã chết. Cát Thanh hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục nói, nhưng, trừ cái này ra ta còn chiếm được một cái tin. Linh võ thập đại gia tộc lánh đời bên trong Bắc Hải Từ Gia và Nam Cảng Hướng Gia, liên hiệp rất nhiều thế lực cao cấp, không biết từ nơi nào lấy được Diệp Thần người bên người tung tích, bọn họ đem Diệp Thần bêu xấu là tội nghiệt ngập trời ác ma. Đánh thay trời hành đạo cờ hiệu, được gọi là muốn nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt ma loại. Thậm chí mất trí muốn tới Thần Hỏa Học Viện mang đi và Diệp Thần có liên quan người phụ nữ. Bọn họ cho rằng, Diệp Thần trên người phụ nữ có thể có một phần chia Diệp Thần huyết mạch. Cho nên ta mới dự định bí mật đem phần anh và tôn di mang tới nơi này, đã để cho thương trưởng môn an trí đi xuống. Mà ngay lúc này, một cái ông già đột nhiên đi tới Cát Thanh bên người. Ở bên tai nói mấy câu, một giây kế tiếp, Cát Thanh sắc mặt đại biến. Không tốt, bí mật rời đi lại bị những thế lực kia phát hiện. Đáng chết, bọn họ muốn xông lên Huyền Nguyệt Tông tới. Ngươi nói gì sao? Một mực trầm mặc Bạch Chấn Đường, chợt điên cuồng hét lên một tiếng, lửa giận vô tận bay lên, hơi thở cuồng bạo không bị khống chế điên cuồng bùng nổ, phóng lên cao, đem Huyền Nguyệt Tông đại điện mái vòm đánh vỡ một cái lỗ thủng to. Cùng trong chốc lát, linh võ đại lục một nơi hoàng thất, một người phát ra thái hư ý, khí thế vô cùng tôn quý, không giận tự uy người đàn ông trung niên ngồi ở ngai vàng bên trên, chính là linh võ đại lục một vị hoàng thất đế vương, hắn bên người đứng mấy tên tâm phúc đại thần, cùng bị coi trọng hoàng tử. Lúc này, đế vương đang khẽ cau mày, mặt đầy trầm ngưng, ngón tay không ngừng gõ ngai vàng tay vịn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Thấy đế vương thần sắc. Phía dưới một người hoàng tử trẻ tuổi, lạnh lùng gương mặt bên trên, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng vẻ, người này, chính là Diệp Thần đã từng có duyên gặp qua một lần Tư Không Phi Tinh. Tư Không Phi Tinh hướng về phía đế vương thi lễ nói, Phụ Hoàng, Diệp Thần là ta bạn tốt, lại là ta cho rằng linh võ đại lục đệ nhất thiên tài, hiện tại có người đem bêu xấu là ma đầu, đem huyết mạch bêu xấu là ma chồng, còn muốn ở chúng ta trên bản đồ ra tay cướp đoạt người khác, này cùng làm ác. Hoàng thất chúng ta như thế nào có thể đủ dễ dàng tha thứ? Đây là, Tư Không Phi Tinh bên cạnh một người thần sắc âm lãnh nam tử nhưng là hừ lạnh một tiếng nói. Linh võ đệ nhất thiên tài. Ha ha, ta thừa nhận, căn cứ tư liệu xem ra, cái này Diệp Thần đã từng tựa hồ rất xuất sắc, nhưng là bây giờ thế nào? Lại ưu tú thiên tài, chết, thì có ích lợi gì? Chết, chính là liền một tên phế vật cũng không bằng. Vì một người chết. Đế quốc chúng ta sẽ đối lên những cái kia thế lực cao cấp, còn có trong 10 đại gia tộc hai cái. Ha ha, Phi Tinh, ngươi hồ đồ. Tư Không Phi Tinh quét âm lãnh kia nam tử một mắt, mặt không thay đổi nói. Phải không, Hoàng huynh,
Diệp Thần còn sống là bạn của ta, chết, đồng dạng cũng là. Hắn lại có thể trở thành đế quốc chúng ta kiêu ngạo, cả đời đều là sự kiêu ngạo của chúng ta. Nếu để cho chúng ta con dân biết, đã từng có một cái tên là Diệp Thần Thiên Tài, xuất từ Thần Hỏa Học Viện, tiếu ngạo thế gian, đem bước lên huyền bảng một đám siêu cấp yêu nghiệt dẫm ở dưới chân, hắn sau khi chết, chúng ta chính là như vậy đối đãi hắn, chẳng lẽ bọn họ sẽ không cảm thấy lòng nguội lạnh sao? Huống chi, Nhi Thần đã từng cùng Diệp Thần tiếp xúc qua nhiều lần, liền Nhi Thần biết mà nói, hắn không phải một cái như thế dễ dàng sẽ chết người. Âm lãnh nam tử khinh thường quét tư không phi tinh một mắt, hướng về phía đế vương nói, ha ha, sẽ không như thế dễ chết. Ngươi làm nhiều cường giả như vậy ánh mắt, là mù sao? Phụ hoàng, chuyện này còn xin nghĩ lại, Nhi Thần vẫn là câu nói kia, vì một người chết không đáng giá được. Mà đế vương, chính là trong mắt tinh quang, không ngừng lóe lên. Cửu U Quốc, trong hoàng cung. Cửu công chúa hai tròng mắt sưng đỏ, hiển nhiên khóc rất lâu. Lúc này nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn cầu, đang quỳ xuống Cửu U Quốc đế vương trước người, kéo ống tay áo của hắn nói, phụ vương, mời ngươi giúp một tay Diệp Thần ca ca đi, hắn đã từng cứu tiểu cửu tánh mạng, là tiểu cửu ân nhân. Cửu U Quốc đế vương đau lòng nhìn mình nữ nhi, tiểu cửu biết được Diệp Thần tin chết sau đó, lại là đạo tim không yên, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, mặc dù phát hiện được sớm, đi qua cứu chữa không có gì đáng ngại. Nhưng lúc này hơi thở cũng lại yếu ớt vô cùng. Thậm chí ngay cả đứng khí lực cũng không có thể nàng cự tuyệt Diệp Thần như vậy cầu xin mình đã một giờ. Bất quá, Cửu U Quốc đế vương vẫn còn là thở dài một cái, từ cửu công chúa trong tay, nhẹ nhàng rút về mình ống tay áo, bất đắc dĩ nói. Tiểu cửu, linh võ đại lục là một cái tu võ thế giới, vô cùng tàn khốc, Diệp Thần đúng là tươi đẹp tuyệt thế yêu nghiệt, có thể ở chỗ này. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, hiện tại, hắn chết liền cái gì cũng không phải. Huống chi, chúng ta Cửu U Quốc, vì trì hoãn Mục gia, không để cho bọn họ phát hiện Mục gia đã chết sự việc, đã phái ra 10 tên cường giả cung phụng cùng Mục gia giao hảo, còn dư lại lực lượng đã không nhiều lắm. Hơn nữa ma tộc khép kín, dị tượng kia liền, ta cảm giác không lâu sau, ma tộc và Cửu U Quốc cũng phải trải qua đại kiếp, chúng ta thật không cách nào phân ra lực lượng. Phụ vương, tiểu cửu chợt ngẩng đầu lên, vậy đôi đen nhánh linh động hai tròng mắt, lúc này lại là một phiến để cho người gặp chi tan nát cõi lòng đau thương vẻ. Phụ vương, ngài nói những thứ này nữ nhi đều biết, nhưng xin ngài tha thứ nữ nhi tự do phóng khoáng một lần. Nếu như lần này ngài không chịu xuất thủ cứu Diệp Thần ca ca bằng hữu, nữ nhi liền vĩnh viễn quỳ xuống trước mặt ngài. Nếu như Diệp Thần ca ca bằng hữu, có cái gì bất chắc, như vậy. Nữ nhi chỉ có một đường chết hướng Diệp Thần ca ca xin tội. Tiểu cửu, ngươi, Cửu U Quốc đế vương nóng nảy, hắn biết, tiểu cửu nói được rất nghiêm túc, cho dù mình cưỡng ép để cho tiểu cửu nghỉ ngơi, cuối cùng, nàng vậy nhất định sẽ tự tìm ngắn gặp. Tiểu cửu, nhưng mà hắn sủng ái nhất nữ nhi à. Giống nhau một màn, cũng ở đây sở ra, bí cảnh các nơi diễn ra. Trong chốc lát, toàn bộ linh võ đại lục, đều là một phiến mưa gió sắp tới khí sơ xác tiêu điều. Vạn kiếm đế cung. Bầu không khí ngưng trọng. Tất cả mọi người bày trận mà đợi. Liền liền Hạ Nhược Tuyết quanh thân vậy thả ra cực mạnh dùng mình. Trong mắt của nàng là tức giận. Nhưng là càng nhiều hơn chính là tin chắc. Nàng không nhận là Diệp Thần sẽ chết. Tuyệt không thể nào. Băng kiếm tiền bối, ta sẽ đi ngay bây giờ Huyền Nguyệt Tông. Vậy linh võ đại lục 10 lớn thế lực cao cấp thì như thế nào? Chỉ cần có ta ở đây, quyết không cho phép bọn họ động Tôn Di các người. Tôn Di là ta bạn gái thân, hiện tại Diệp Thần không có ở đây, ta không cho phép bất kỳ tổn thương nàng. Mà dưới đài băng xương tiền bối cùng với rất nhiều vạn kiếm đế cung cường giả, cũng tay cầm trường kiếm. Audio điện tử võ tấn bền. Tùy thời chuẩn bị là Diệp Thần động thủ. Bọn họ thực lực cố nhiên không sánh bằng vậy 10 gia tộc lớn. Nhưng Diệp Thần đã từng bảo vệ bọn họ, hiện tại, Diệp Thần bằng hữu, Huyền Nguyệt Tông gặp nạn, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Vạn kiếm đế cung bởi vì Diệp Thần mà sống, vậy nguyện ý là Diệp Thần mà chết. Mà trên đài băng kiếm thánh vương tròng mắt khép hờ, hồi lâu sau, tròng mắt mở ra. Nhược Tuyết, ngươi không thể đi. Ngươi cũng là Diệp Thần người phụ nữ.
bọn họ bây giờ còn chưa có điều tra được trên mình ngươi, ngươi đi, chỉ sẽ để cho chuyện này càng khó giải quyết. Hơn nữa ngươi thực lực còn chưa đủ. Dù là ta đi, cũng không được. Hạ Nhược Tuyết có chút tức giận, mới vừa muốn nói cái gì, băng kiếm Thánh Vương tiếp tục nói, có một việc ta có thể hướng các ngươi xác định, Diệp Thần còn sống. Cục này bởi vì Diệp Thần mà hình, vậy chúng ta phải tin tưởng Diệp Thần có thể giải quyết. Lời này vừa nói ra, Hạ Nhược Tuyết và tất cả mọi người kinh ngạc. Băng kiếm Thánh Vương một mực trấn giữ Vạn Kiếm Đế Cung, làm sao như vậy chắc chắn Diệp Thần còn sống. Bọn họ dĩ nhiên không biết, băng kiếm Thánh Vương thần niệm đến từ luân hồi mộ địa, hắn có thể cảm giác luân hồi mộ địa giữa liên lạc. Diệp Thần quả thật còn sống. Một ngày sau, không có một bóng người đảo Phi Lôi bên trên, đột nhiên vang lên một tiếng uy thế vô cùng thét dài, một tiếng này thét dài ở trên đảo quanh quẩn, liền liền phong môn cảnh yêu thú, đều ở đây cái này tiếng huyết sáo chi run lẩy bẩy. Lúc này Diệp Thần, đứng ở hầm đá bên trong, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phía trên hư không thần lôi tạo thành lưới sét, gương mặt bên trên lại hiện ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Hắn cả người thương thế đã hoàn toàn khôi phục, càng làm cho người ta khiếp sợ là, Diệp Thần cả thân hơi thở lại là vô cùng trầm ngưng, tối tăm, so với rơi vào hầm đá trước, không biết cường đại nhiều ít lần. Mà hắn tu vi, cũng được công đột phá đến phong môn cảnh. Phong môn cảnh nhất tầng thiên. Mặc dù, chỉ là phong môn nhất tầng thiên mà thôi. Nhưng, Diệp Thần hiện tại cho dù đối mặt thái hư cảnh cường giả, đều có lòng tin có thể nghiền ép chi. Vốn là, hắn trong thời gian ngắn ngủi liền có thể đột phá phong môn cảnh đã là kinh người nghe, đủ để rung động linh võ tất cả mọi người. Nếu để cho bọn họ biết, Diệp Thần bây giờ có được thực lực có thể đối kháng thái hư giai đoạn trước, sợ rằng cho dù là phong môn tồn tại cũng có thể miễn cưỡng ngất đi chứ. Quá nghịch thiên, quá khó có thể tưởng tượng. Lần này luyện hóa phần lớn ở trên buổi đấu giá lấy được chí bảo, Diệp Thần thu hoạch chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi to lớn. Đầu tiên, chính là hắn thần niệm, hắn bây giờ thần niệm mạnh, đã bao trùm thái hư tồn tại bên trên, nếu như hắn toàn lực vận dụng hồn kỹ mà nói, vậy thái hư giai đoạn trước tích trữ đang đối mặt hắn, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Đồng thời, hắn hiểu hóa huyết kiếm. Chạm đến võ đạo căn cơ sau giác ngộ, cũng để cho hắn ở kiếm pháp một đạo lên, đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, hấp thu vậy cái sát ý kết tinh, cũng để cho Diệp Thần sát ý lãnh vực, hơn nữa thuần túy, mà canh kim chi tinh cũng để cho Diệp Thần có canh kim chi khí, sinh ra một lần biến chất. Đơn giản mà nói, nếu như hắn bây giờ, lại thi triển phong thanh dương kiếm pháp, cho dù là vô danh cấm linh pháp vực cũng không cách nào đem Diệp Thần kiếm ý hoàn toàn triệt tiêu. Mà hắn huyền diễm, đi qua Uẩn Linh Châu cường hóa, vậy rốt cuộc lên cấp. Lần tu luyện này sau đó, Diệp Thần thực lực, có thể nói là toàn phương vị tăng lên. Nhưng, kinh khủng nhất nhưng là Diệp Thần lực lượng. Luyện hóa canh kim chi tinh, Diệp Thần lực lượng, thể chất, vốn là có cực lớn tiến bộ, mà tu vi lên cấp phong môn cũng đem máu thần lực lượng lớn hơn trình độ kích thích ra. Bất quá, trọng yếu nhất nhưng là Diệp Thần bất ngờ hấp thu một đạo linh huyết. Phá thiên thần viên linh huyết. Phá thiên thần viên ở trên cao cổ hung thú bên trong, cũng thuộc về vô cùng là cường đại tồn tại, mà hắn nhất chỗ kinh khủng liền ở chỗ vậy cả người kinh thiên cự lực. Chính là cái gọi là một lực hàng mười sẽ. Bây giờ Diệp Thần, cho dù không sử dụng tất cả loại thần thông, bản thân lực lượng đã đạt đến vô cùng là kinh khủng tồn tại. Nói cách khác, Diệp Thần tùy ý vung tay một cái, nghịch thiên kia lực lượng, liền đủ để trong nháy mắt giết một người phong môn, thậm chí nửa bước thái hư tồn tại. Hơn nữa, Diệp Thần luyện hóa thần viên linh huyết sau đó, lấy được một môn tên là phá thiên lực thần thông, cái này phá thiên lực cũng coi là phá thiên thần viên cường đại nhất một môn thần thông, công hiệu quả nhưng rất đơn giản, để cho ngươi lực lượng tăng vọt 10 lần. Mặc dù đơn giản, cũng đã khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, Diệp Thần thi triển phá thiên lực sau đó, một quyền oai liền có thể chiến vô danh à. Cho dù là thái hư cảnh nhất tầng thiên tồn tại, bị Diệp Thần kết kết thật thật đánh lên một quyền nói, cũng phải ngay tức thì bị đánh thành cặn bã à. Diệp Thần cảm thụ thân thể bên trong lao nhanh lực lượng, khóe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười châm biếm, ha ha, bước lên huyền thứ nhất vô danh. Cấm linh pháp vực. Cấm linh pháp vực có thể hạn chế thiên địa linh khí lực lượng, quả thật rất nghịch thiên,
nhưng là ở Diệp Thần kinh khủng này cự lực trước mặt, lại coi là cái gì chứ? Không nói bây giờ cấm linh pháp vực đã không cách nào hoàn toàn phong bế hắn lên cấp sau lục đạo kiếm, chính là bằng vào cái này cả người cự lực, cũng đủ để đem Vô Danh tùy tiện nghiền ép chứ. Diệp Thần cuối cùng lấy ra cuối cùng một kiểu đồ. Thanh Liên yêu hỏa. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Thanh Liên yêu hỏa. Ngọn lửa này cường độ lại chỉ so với Viêm Bia yếu một chút. Mấu chốt Thanh Liên yêu hỏa còn có linh tính, không ngừng ở chung quanh chạy trốn. Thậm chí còn có thể biến dạng hư không. Nhiều lần, Thanh Liên yêu hỏa cũng suýt nữa chạy trốn. Nếu không phải Diệp Thần hiện tại lực lượng mạnh mẽ, căn bản không cách nào nắm trong tay. Diệp Thần thử ước chừng 100 lần, nhưng đều không cách nào hoàn toàn luyện hóa Thanh Liên yêu hỏa. Bất quá, ở thứ 101 lần thời điểm, rốt cuộc hay là đem Thanh Liên yêu hỏa tạm thời phong tỏa ở trong đan điền. Xem ra cái này Thanh Liên yêu hỏa không người luyện hóa không phải là không có lý do, ta lên cấp huyền diễm đều không cách nào chiếm đoạt. Ngay tại lúc này, Thương Cổ Y Thần thanh âm vang lên, thằng nhóc, ngươi hiển nhiên là đánh giá thấp cái này Thanh Liên yêu hỏa. Nếu như ta không đoán sai, lần trước vị luyện hóa cái này Thanh Liên yêu hỏa nhưng mà một vị thái hư đỉnh cấp yêu nghiệt chi tử. Chỉ tiếc, hắn bỏ mình. Cái này Thanh Liên yêu hỏa chắc là vào lúc đó trốn ra được. Ngươi hiện tại cố nhiên có thể địch thái hư cảnh, nhưng là Thanh Liên yêu hỏa còn chưa cảm thụ qua ngươi xuất thủ năng lượng, lúc này mới không cách nào hàng phục. Lần kế đánh một trận sau đó, ngươi thử lại lần nữa. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn phát hiện Thương Cổ Y Thần tựa hồ Mạc Minh đối với mình khá hơn. Còn chủ động lên tiếng. Chẳng lẽ đây là Thương Cổ Y Thần muốn truyền thụ mình vậy cả người y thuật? Thương Cổ Y Thần hiển nhiên là đoán được Diệp Thần đang suy nghĩ gì, cười lạnh một tiếng, thằng nhóc, đừng cho lão phu nghĩ vớ vẩn, lão phu không thu học trò. Không thu học trò, không thu học trò. Ta sở dĩ mở miệng, là chuẩn bị để cho ngươi hấp thu cái này nghịch thiên thần lôi. Đây mới là cơ duyên lớn nhất. Đừng quên, bên trong cơ thể ngươi nhưng có hỗn độn tinh thụ. Vậy tình huống, ngươi cái cảnh giới này võ giả là không cách nào hấp thu những thứ này thần lôi, nhưng là đối với hỗn độn tinh thụ mà nói, nó như hấp thu. Đối với ngươi tốt chỗ quá nhiều. Mau, ta ở ngươi trong đầu truyền vào một đạo thuật pháp. Diệp Thần cũng không nói nhảm. Lần nữa ngồi xếp bằng. Vận chuyển công pháp. Một giây kế tiếp, vô số thần lôi lại không ngừng hội tụ đến trong cơ thể hắn. Hắn quanh thân phân bố lôi hồ. Cách đó không xa Tiểu Hoàng và Viêm Khôn hiển nhiên là phát hiện. Bọn họ giống vậy đang hấp thu, nhưng là phương diện tốc độ lại xa xa không đạt tới Diệp Thần. Thậm chí rất nhanh, những thần kia lôi lực lượng cũng yếu đi. Tiểu Hoàng có chút không vui. Nhưng hắn biết đây là chủ nhân cơ duyên, liền đàng hoàng trở lại luân hồi mộ địa. Mà Viêm Khôn chính là đứng lên, khẽ mỉm cười, xem ra đại ca huyết mạch so ta Càn Khôn nhất tộc huyết mạch mạnh hơn. Có lẽ đi theo đại ca, Càn Khôn tộc mới sẽ lần nữa sừng sững ở cái thế giới này. Viêm Khôn trong mắt tràn đầy kiên quyết. 3 tiếng sau đó, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, ngưng mắt nhìn trên đỉnh đầu không ngừng lóe lên thêm yếu hóa hư không thần lôi. Đột nhiên bây giờ trong miệng phát ra một tiếng tương tự viên minh thét dài. Mà hắn thân hình, vậy nhanh chóng biến hóa, cả người bắp thịt cực hạn bành trướng, thân hình đổi được vô cùng cao lớn, bề mặt bên trên, mơ hồ tản ra một hồi kim quang. Phá thiên lực. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, từng cơn màu vàng năng lượng ở trong huyết quản điên cuồng lén lút, chợt hướng về phía vậy hư không thần lôi, một quyền đánh ra. Âm một tiếng. Diệp Thần mặt đất dưới chân ngay tức thì xuất hiện vô số đạo thâm thúy vết rách, không trung phát ra một hồi nổ ầm, cường đại lực lượng đem không khí nén thành gần như thật thể, hướng trời cao lưới sét cực nhanh đánh tới. Quyền phong chỗ đi qua, trong không gian lại là hiện lên vô số đạo đen nhánh kẽ nứt. Một quyền này đánh ra uy áp cơ hồ đem hư không đều phải trực tiếp đánh bể. Liền liền vậy linh võ ba đại thần lôi. Thái hư cảnh tồn tại đều không cách nào chống cự hư không thần lôi hình thành sấm mạc, ở Diệp Thần gần như thực chất quyền phong chạm đến ngay tức thì, lại cũng mở ra một cái lỗ thủng to. Khủng bố đến làm người ta nghẹt thở à. Đây chính là hư không thần lôi à, có thể đem thái hư cảnh tồn tại mất đi năng lượng cường đại, nhưng cũng không chịu nổi Diệp Thần quyền uy. Hơn nữa,
Diệp thần quyền còn không có thực tế chạm được vậy sấm mạc à, thì có những uy lực này. Nếu là bị diệp thần quả đấm đụng chạm, vậy sẽ là như thế nào kết quả? Không cách nào tưởng tượng. Chỉ là nổi dậy từng tia ý niệm, liền để cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Diệp thần khẽ mỉm cười, trên gương mặt là khá là hài lòng thần sắc. Ngay sau đó, hắn ánh mắt, liền hoàn toàn âm hàn xuống. Từ ra, hướng ra, vô danh. Là thời điểm, và bọn họ tính sổ một chút. Diệp thần hướng về phía tan vỡ mặt đất rậm chân một cái, trong cơ thể cự lực mãnh liệt ra, ngay tức thì chìm ngập toàn bộ hầm đá, cái này ở sấm mạc bảo vệ dưới, không biết tồn tại bao lâu bí mật hầm đá, lại ở diệp thần cái này tùy ý một cước dưới, hoàn toàn sụp đổ. Mà diệp thần thân thể mượn tác dụng ngược lại lực, giống như tên lửa bay lên không vậy, ngay tức thì hướng trời cao bắn tới, xuyên qua vậy đạo bị hắn đánh ra sấm mạc. Mà diệp thần trong mắt nhìn thương khung nhưng là ngoài ý muốn, bởi vì bầu trời lại bùng nổ cực mạnh chiến đấu. Rốt cuộc thế nào? Cùng lúc đó, trên bầu trời, Ngụy Dĩnh, Vĩnh Hằng Thánh Vương, thần quốc thái hư cảnh đỉnh cấp Lâm Hải Viêm, chạm ách cảnh Lương Hoành Nghĩa, trận chiến ấy lại còn không kết thúc. Đánh dòng dã 3 ngày. Vậy bao phủ bầu trời năng lượng vòng xoáy càng ngày càng lớn. Thậm chí không người dám đến gần. Đảo Phi Lôi, có phong môn cường giả có chút hiếu kỳ đi trước cha xem, lại trực tiếp bị biến dạng. Thái hư cảnh cường giả đi, kết quả vẫn như nhau. Điều này có thể tính quá mạnh mẽ. Đến đây sau đó, lại cũng không có người dám đến gần. Mà vòng xoáy bên trong, 4 đạo thân ảnh cũng bị thương nặng. Vĩnh Hằng Thánh Vương bầu rượu vỡ vụn. Ngực hắn có một cái to lớn lỗ máu. Mà trước mặt hắn lại vậy đứng một cái sắc mặt tái nhợt ông già. Chạm ách cảnh Lương Hoành Nghĩa. 2 người ở nơi này 3 ngày thi triển dòng dã hơn 10.000 chiêu. Lại vẫn không có phân ra thắng bại. Lương Hoành Nghĩa khóe môi nhếch lên máu tươi và nụ cười. Vĩnh Hằng Thánh Vương, nguyên lai Thiên Đạo Cung một mực đánh giá thấp ngươi. Ngươi cố nhiên trước đây không lâu mới bước vào chạm ách cảnh, lại không nghĩ rằng lại tăng lên như thế nhiều nhỏ cảnh. Hơn nữa ngươi nội tình hoàn toàn không thua ta. Nếu có như thực lực này, tại sao không ra sức Thiên Đạo Cung đây? Thần quốc có thể cho ngươi cao nhất tài nguyên tu luyện. Vĩnh Hằng Thánh Vương khạc ra một bãi nước miếng, ta Vĩnh Hằng Thánh Vương cho dù chết, cũng không làm thần quốc chó. Lương Hoành Nghĩa vừa cười, nếu như ta không có đoán sai, ngươi thực lực đã đến cực hạn, mặc dù ta cũng trọng thương, thực lực hiện tại chỉ có thái hư cảnh 3 tầng thiên. Nhưng là ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Trò chơi cũng nên kết thúc. Nếu không, cung chủ sẽ tức giận. Lương Hoành Nghĩa ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa một cô gái trên mình. Chân chính để cho hắn kinh ngạc chính là cô gái này. Thái hư tầng 8 thiên lại và thái hư đỉnh cấp Lâm Hải Viêm không phân cao thấp. Phải biết thái hư một cái cảnh giới nhỏ chính là ngàn kém vạn đừng. Huống chi Lâm Hải Viêm thực lực. Không phải giống vậy thái hư đỉnh cấp à. Ngụy Dĩnh đâm ra cuối cùng một kiếm, xuyên thủng Lâm Hải Viêm thân thể. Mà Lâm Hải Viêm một trưởng mang theo cuồng bạo đợt khí, vậy thương tổn tới Ngụy Dĩnh. Lâm Hải Viêm thân thể đổ xuống đất. Lần này, hắn không có đứng lên. Mà Ngụy Dĩnh cũng không chịu nổi, thân thể của nàng lay động, một tiệc quần áo trắng lại dính máu tươi. Nàng cũng đã đến cực hạn. Cũng may nàng rơi xuống ngay tức thì. Ô mang bay tới, nâng Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh đưa ra nhún máu tay, chạm trước ô mang, cười, ngoan, ta không có sao. Ô mang vậy bị thương. Trận chiến này, 3 ngày, giá quá lớn. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng gần bì kiệt lực. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn một cái Lương Hoành Nghĩa, lạnh lùng nói, Lương Hoành Nghĩa, hiện tại ta 2 người chúng ta, người bất quá 1 người, như thế nào mang ta đi cửa. Ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng rời đi. Vĩnh Hằng Thánh Vương thật ra thì trong lòng không có chắc, hắn không cách nào lại thi triển nhất kích. Lựa chọn duy nhất chính là tự bảo. Võ giả cực hạn, chính là giờ phút này. Nếu như Lương Hoành Nghĩa lựa chọn lui, vậy hết thảy đều còn có chuyển cơ. Nhưng mà, Lương Hoành Nghĩa nhưng là giữ tợn cười, lui, ta vì sao phải lui? Chúng ta 3 người đều đã đến cực hạn. Cố nhiên ta hiện tại chỉ có thể thi triển thái hư cảnh lực lượng, nhưng là, các ngươi đừng quên. Ta đến từ thần quốc Thiên Đạo Cung. Dứt lời,
Lương Hoành Nghĩa đột nhiên lấy ra một khối ngọc bài. Phía trên lại viết thiên đạo hai chữ. Ngọc bội vỡ vụn, thiên đạo lực hội tụ, Lương Hoành Nghĩa thương thế lại hóa giải rất nhiều. Thậm chí, Lương Hoành Nghĩa có thể động. Hắn tay cầm kiếm, từng bước một hướng Ngụy Dĩnh đi tới. Vĩnh Hằng Thánh Vương sắc mặt ngay tức thì đại biến, thiên đạo ngưng huyết ngọc. Ngươi lại có vật này. Thiên đạo ngưng huyết ngọc có thể để cho người chết hồi quang phản chiếu hai tiếng. Nếu như người còn sống sử dụng, vậy liền có thể để cho trọng thương võ giả khôi phục năng lực hành động 10 giây. Cái này 10 giây, đủ để thay đổi hết thảy trước mắt. Ha ha, 10 giây, đủ đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Vĩnh Hằng Thánh Vương, ở giết ngươi trước, trực giác nói cho ta, cái đó nhà đầu phải chết. Bắt đầu từ bây giờ, chính là ta Lương Hoành Nghĩa thu hoạch sinh mạng thời điểm. Kiếm ý cuồng bạo, hướng trọng thương Ngụy Dĩnh đi. Mặc dù không phải là chém ách lực lượng, nhưng là giờ phút này thái hư lực lượng đủ bóp chết Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh trong mắt trợn to, không có sợ hãi chút nào. Nàng đã tận lực. Nàng nhẹ hô hấp, trong mắt chỉ có chấn định, không sợ sống chết. Mắt xem kiếm ý càng ngày càng đến gần, Ngụy Dĩnh không phản kháng. Ung dung không vội vã. Vĩnh Hằng Thánh Vương trong mắt kinh hãi, hắn muốn động thủ, nhưng phát hiện mình thân thể đã định cách. Hắn thương thế không cho phép hắn lại động một cái. Đáng chết. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, kiếm ý muốn đâm thủng Ngụy Dĩnh lồng ngực thời điểm, một đạo quanh thân mang sấm sét bóng người phá không tới. Vòng xoáy lại bị ra sức biến dạng. Náo nhiệt như vậy sự việc, tại sao có thể ít đi ta? Tử tính thanh âm vang lên. Ngụy Dĩnh trong mắt trợn to, Diệp Thần lại tới thật. Hơn nữa chỉ như vậy ngăn ở trước người của nàng. Màn này quá mức quen thuộc. Như Thiên Hàn Sơn một màn kia. Vĩnh Hằng Thánh Vương diễn cảm cổ quái, hắn biết Diệp Thần sẽ ở phía dưới thu hoạch cơ duyên. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn tim hoàn toàn để xuống. Thằng nhóc thúi này, cuối cùng cũng tới. Mà Lương Hoành Nghĩa con người phóng đại, cực kỳ không thể tin. Hắn loáng thoáng nhớ, thằng nhóc này rõ ràng chết. Chính mắt làm chứng. Không có sai. Tại sao lại chết mà sống lại? Ngươi không có chết. Diệp Thần thuận tay ôm Ngụy Dĩnh eo, để cho Ngụy Dĩnh lui về phía sau. Ngụy Dĩnh gương mặt ngay tức thì đỏ ửng, gần đây ưu việt nàng lại biến thành một cái cô bé. Diệp Thần dư quang nhìn lướt qua thiếu nữ khăn che mặt, mở miệng nói, mặc dù không biết ngươi tên gọi là gì, nhưng Diệp Thần lần nữa cảm ơn. Tiếp theo giao cho ta. Một giây kế tiếp, một quyền đánh ra. Lôi đình vô tận phảng phất từ quyền ảnh bên trong lao ra. Lương Hoành Nghĩa tỉnh hồn lại, người chết mà sống lại thì như thế nào? Người bất quá phong môn nhất tầng thiên, dù là ta hiện tại chỉ có thái hư lực lượng, dù là ta trọng thương, người hẳn phải chết. Nhưng mà, lời nói còn không có rơi xuống. Diệp Thần quyền ảnh và Lương Hoành Nghĩa kiếm ý đụng nhau. Vô tận lực lượng bùng nổ. Lương Hoành Nghĩa kiếm ý lại vỡ vụn. Không chỉ như vậy. Hắn bị một quyền đẩy lui. Hắn lui dòng dã 10 bước mới ổn định lại. Sắc mặt tái xanh. Làm sao có thể? Tiểu tử này lực lượng lại có thể mạnh như thế nhiều. Một quyền liền đạt tới thái hư. Cái này, mẹ hắn đùa gì thế? Nhưng mà, Diệp Thần cũng không sẽ dừng lại, sát ý cuộn sạch, lần nữa hướng Lương Hoành Nghĩa đi. Diệp Thần biết, cái này chém ách cường giả trạng thái bình thường nếu như hai người đối kháng. Chính hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Vương hao hết sạch Lương Hoành Nghĩa hết thảy lực lượng, đối phương bây giờ là suy yếu nhất trạng thái. Diệp Thần tuyệt không thể bỏ qua cái này cơ hội. Đầy trời quyền ảnh mang theo sấm sét trực tiếp hạ xuống. Một quyền, 10 quyền, 100 quyền. Lương Hoành Nghĩa bị đánh lần lượt tháo chạy, quanh thân quần áo thậm chí biến dạng. Vô cùng chật vật. Lương Hoành Nghĩa nổi giận. Hắn chưa từng bị một cái phong môn tiểu tử như vậy làm nhục. Tiểu súc sinh, ngươi thật lấy là ta trọng thương trạng thái là có thể mặc cho ngươi khi dễ sao? Hôm nay, ta coi như cháy máu tươi, căn cơ bị hủy, ta cũng muốn ngươi chết. Một giây kế tiếp, Lương Hoành Nghĩa quanh thân lại trôi lơ lửng ra 10 giọt máu tươi. Máu tươi cháy. Lương Hoành Nghĩa khí thế bắt đầu cực độ leo lên. Xa xa Vĩnh Hằng Thánh Vương sắc mặt đại biến. Vội vàng hô, Diệp Thần, mau lui về.
Mau à, một kích này ngươi không chịu nổi. Ngụy Dĩnh cũng là môi đỏ mọng khẽ cắn, bước ra máu tươi. Nàng không muốn để cho Diệp Thần bị thương, nếu như Lương Hoành Nghĩa thật liều chết đánh một trận, nàng vậy sẽ cháy máu tươi, coi như hủy diệt căn cơ, vậy phải bảo vệ Diệp Thần. Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Thần nhưng nhàn nhạt nói, ngươi cháy máu tươi thì như thế nào? Ngươi là thần quốc cường giả thì như thế nào? Hôm nay, ta Diệp Thần thì phải để cho ngươi rõ ràng. Vì sao là luân hồi huyết mạch? Diệp Thần vậy nổi giận. Lương Hoành Nghĩa khí thế không ngừng leo lên, hắn cười lạnh nói, thứ không biết chết sống. Ta! Lời nói còn không có rơi xuống, một đạo kinh thiên gầm thét vang lên. Lăng Phong thần mạch, cho ta mở ra. Ta muốn ngày này, vì ngươi thần phục. Hạ một viên, Lương Hoành Nghĩa leo lên hơi thở ngưng. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy cách đó không xa thanh niên đan điền lại thả ra một đạo cực mạnh chùm tia sáng. Chùm tia sáng bên trong thành kiếm. Nắm chặt thanh niên trong tay. Mấu chốt, một kiếm này lực lượng không phải phong môn cảnh, không phải thái hư giai đoạn trước. Mà là thái hư đỉnh cấp. Một cái phong môn nhất tầng thiên làm sao có thể trong cơ thể có thái hư đỉnh cấp lực lượng. Trời ạ! À, còn chưa cùng hắn phản ứng, thiên địa thương khung biến sắc. Đảo phi lôi động đất. Một đạo xuyên qua bầu trời kiếm ý lăng không chém xuống. Vậy vòng xoáy to lớn bị chém thành hai nửa. Đảo phi lôi vậy hóa là hai nửa. Mà vậy uy phong lẫm lẫm Lương Hoành Nghĩa lại là tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Máu tươi của hắn còn chưa hoàn toàn cháy, liền chết ở Diệp Thần trong tay. Cả thế giới tựa như yên tĩnh. Ngụy Dĩnh mắt đẹp chỉ có kinh hãi, nàng theo bản năng che miệng lại, chẳng ngờ gọi ra. Nhưng mà, còn có thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đó là Ngụy Dĩnh chưa từng thả ra kinh ngạc tiếng. Mà Vĩnh Hằng Thánh Vương giống như hóa đá. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp tiểu tử này. Triệt để bị hắn rung động đến. Bụi bẩm bình tĩnh. Diệp Thần thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, à, Lăng Phong thần mạch vẫn là thả. Lại phải từ từ hấp thu năng lượng, bất quá bây giờ nhìn lại, mình Lăng Phong thần mạch tựa hồ có thể phóng thích thái hư đỉnh cấp lực lượng, chỉ tiếc quá không ổn định. Lần kế tràn đầy năng lượng không biết lúc nào. Cái này linh võ đại lục cũng không có như vậy nhiều vạn ma đất cơ duyên. Diệp Thần xoay người, ánh mắt nhìn về phía Ô Mang và Ngụy Dĩnh. Nói, đúng rồi còn không biết ngươi tên gọi là gì. Nhưng mà, Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Ngụy Dĩnh liền xoay người cưỡi Ô Mang rời đi. Ta đi, ngươi Ô Mang mượn trước ta, sau này ta sẽ để cho nó trở về tìm ngươi. Nói xong, Ngụy Dĩnh liền rời đi. Diệp Thần có chút bối rối. Thần bí thiếu nữ này vậy quá cổ quái, mình giàu gì cũng coi là nàng ân nhân cứu mạng, một câu cảm ơn đều không. Chẳng lẽ không thích nói chuyện? Diệp Thần nhìn thiếu nữ thân ảnh đi xa, nhướng mày một cái này bé gái hình bóng làm sao như thế quen mắt. Sau đó, Diệp Thần liền hướng Vĩnh Hằng Thánh Vương đi tới. Mà giờ khắc này, Viêm Khôn vậy đi tới Vĩnh Hằng Thánh Vương bên người, mở miệng nói, Vĩnh Lão, ta tiếp theo đi theo ngươi còn là theo chân đại ca. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn một cái Viêm Khôn, trầm tư chốc lát, nói chuyện này còn không có nhanh như vậy kết thúc. Ngươi tựa hồ thu hoạch không ít cơ duyên, nhưng còn chưa đủ, theo ta đi một chuyến, lần này, ta muốn ngươi tiến vào sinh tử kiếp. Viêm Khôn nhìn một cái Diệp Thần, chắp tay nói, đại ca, sau này chúng ta tạm biệt. Ta muốn đổi được mạnh hơn. Nói xong, hai người liền rời đi. Ở trước khi rời đi, Vĩnh Hằng Thánh Vương mở miệng nói, Diệp Thần, hiện tại ngươi có chuyện trọng yếu hơn tới xử lý, ta không chỉ hoãn ngươi, chờ ta cầm Viêm Khôn đưa đi sau này. Ta sẽ đến tìm ngươi. Có chuyện, có lẽ nên nói cho ngươi. Nói xong, vòng xoáy bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần một người. Lúc này thần hỏa học viện, phòng hiệu trưởng bên trong, một đám phong môn cảnh giáo viên đều ở chỗ này, mặt của bọn họ sắc nhìn như đều có chút ngưng trọng. Cát Thanh chậm rãi nói, các vị ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, bất quá, Diệp Thần là học viện chúng ta học sinh, cũng coi là các vị nửa tên đệ tử. Hắn là chúng ta thần hỏa học viện tất cả mọi người kiêu ngạo, nếu chúng ta có thể cùng hắn cùng hưởng quang vinh, thì không nên xuất hiện khó khăn lúc đó, gánh hắn đi. Đây là, trong đó một người khí chất văn nhã nam tử, cau mày nói. Cát hiệu trưởng, Diệp Thần hắn quả thật rất xuất sắc, nhưng là hiện tại hắn đã chết,
bình thường tình huống học viện chúng ta học sinh ra chuyện, chúng ta quả thật có trách nhiệm là hắn báo thù, nhưng là, đó cũng là ở điều kiện cho phép dưới tình huống, hiện tại chúng ta phải đối mặt là vượt qua xa học viện chúng ta lực lượng à. Phối hợp chúng ta, bất quá là làm hy sinh vô vị thôi. Trọng yếu nhất phải, Diệp Thần, hắn đã chết, Linh Võ Đại Lục rất thực tế, bất luận ngươi đã từng huy hoàng bực nào, chết, liền kết thúc, hiện tại, vì Diệp Thần đáng chúng ta làm như vậy sao? Văn Nhã Nam Tử lời vừa nói ra, không ít người cũng trầm mặc cúi đầu, tránh khỏi Cát Thanh ánh mắt, bởi vì bọn họ ý tưởng, cùng cái này Văn Nhã Nam Tử như nhau. Cát Thanh ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, hắn biết, Văn Nhã Nam Tử nói không sai, lý trí cách làm, quả thật chính là đối với có liên quan Diệp Thần chuyện, không nghe thấy không hỏi. Nhưng mà, hắn Cát Thanh, không làm được. Thật không làm được. Cát Thanh nhìn vậy Văn Nhã Nam Tử, chậm rãi nói các vị có nghĩ tới hay không, nếu như Diệp Thần không có chết, mà chúng ta chỉ như vậy để cho bạn hắn xảy ra chuyện, đối với chúng ta Thần Hỏa Học Viện mà nói, ý vị như thế nào? Diệp Thần, ta rất hiểu, hắn là cầm chúng ta Thần Hỏa Học Viện làm nửa nhà, nếu là có người đối với Thần Hỏa Học Viện bất lợi, Diệp Thần nhất định sẽ đứng ra. Nhưng mà, nếu như ngay cả chúng ta vào lúc này cũng phản bội Diệp Thần đâu? Cát Thanh biết mình ý tưởng rất không thực tế, bước lên huyền đệ nhất vô danh, cùng với Từ Gia ba tên thái hư tồn tại, không phải tốt như vậy lừa gạt. Diệp Thần không có chết, cái kết quả này, gần như tại ảo tưởng. Nhưng là, dù vậy, đi qua mấy ngày này vùng vẫy, Cát Thanh vẫn là không muốn tin tưởng Diệp Thần liền chết như vậy. Có lẽ, đây là hắn ngoan cố, là hắn mù quáng mê tín, là hắn ở mình lừa gạt mình. Bất quá, hắn vẫn là quyết định kiên trì mình ý tưởng, không có gì căn cứ, nếu không phải là nói. Đó chính là bởi vì, hắn đối với Diệp Thần tín nhiệm. Hắn tin tưởng, Diệp Thần sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Văn Nhã Nam Tử chân mày nếp nhăn được sâu hơn, đối với Cát Thanh quăng tới ánh mắt, không nhường chút nào cùng mắt đối mắt trước, mở miệng nói. Không có chết, viện trưởng, thứ cho ta nói thẳng, ý tưởng của ngài rất khó để cho bất kỳ có lý trí người đồng ý, ta biết nếu ngài tâm ý đã quyết, ta cũng khuyên không được ngài, nhưng là, ta thành tựu linh lực học phái lãnh tụ, muốn là học phát các thầy phụ trách, hiện tại, ta chính thức dẫn linh lực học phái phần lớn đạo sư, cự tuyệt tham dự ngài lần này hành động, cáo từ. Thần Hỏa Học Viện, mặc dù giáo viên có đồn trưởng, nhưng đại khái lên cũng phân là học phái, có lấy luyện khí, trận pháp, phù lục, đan đỉnh, tuần thú cùng làm chủ bàng môn phái, có lấy linh khí, luyện thể, công pháp, võ cùng làm chủ linh lực phái, cũng có lấy thần vận đại đạo quy luật, ý cảnh cùng làm chủ thần ý phái. Mà mới vừa nói chuyện tên kia Văn Nhã Nam Tử, chính là linh lực phái đầu lĩnh, tên là Triệu Thị Thanh. Triệu Thị Thanh tiếng nói vừa dứt, thì có một hai chục tên phong môn đạo sư, đi theo hắn cùng chung rời đi phòng hiệu trưởng. Cát Thanh khẽ thở dài một tiếng, nhưng không có ngăn cản. Mà Ngô Lão, chính là cạnh môn phái thủ lãnh, Ngô Lão nhìn một đám cạnh môn phái đạo sư, đột nhiên giơ tay lên một cái, đem một chuôi nhìn như giản dị không có gì lạ, thậm chí có điểm sần sùi trường kiếm, để lên bàn. Mấy tên tu hành cùng thần hồn, luyện khí có liên quan đạo sư, lúc này hai tròng mắt sáng lên, hai miệng đồng thanh kinh hô, hồn khí. Ngô Lão thấy vậy, lại là tự hào cười một tiếng, có chút mênh mông tự đắc nói, chuôi này hồn khí, không thua gì trên thị trường bất kỳ thái hư cảnh hồn khí. Là ta đệ tử Diệp Thần nơi chế tạo. Nói xong, vậy mấy tên đạo sư lập tức hai tròng mắt tỏa sáng, bọn họ nhìn ra được chuôi này hồn khí, rất đặc biệt, bọn họ đã muốn nghiên cứu một chút. Ngô Lão tiếp tục nói, các ngươi chắc đã nhìn ra, đây không phải là một chuôi thông thường thái hư cảnh hồn khí, muốn nói chỗ nào đặc biệt mà. Hi hi, các ngươi, sợ rằng không nghĩ tới sao, chuôi này hồn khí là do hồn đồ sắt phôi nơi luyện thành. Cái gì? Vậy mấy tên đạo sư kêu lên một tiếng, khó có thể tin nhìn Ngô Lão, mọi người đều biết hồn khí sử dụng vật liệu là vô cùng đắt giá, đặc biệt là thái hư cảnh hồn khí. Làm sao có thể dùng hồn đồ sắt phôi, cái này loại phổ thông đến không thể thông thường hơn nữa vật liệu tiến hành chế tạo đâu. Thật là, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm à. Làm sao, không tin, ha ha, không tin, chính các ngươi kiểm tra một chút thì biết, ta tin tưởng lấy các ngươi nhãn lực, có thể nhìn ra chút gì tới.
Vậy mấy tên đạo sư nghe vậy, lúc này không kịp chờ đợi vọt tới vậy hồn khí trường kiếm trước, tỉ mỉ kiểm tra. Không lâu sau, cái này mấy người cũng là một bộ ngây người như phỗng thần sắc. Mặc dù, đi qua Diệp Thần chế tạo, bọn họ không là vô cùng khẳng định cái này trường kiếm vốn là vật liệu là cái gì, nhưng có thể khẳng định là, những cái kia vậy phải dùng tới cao cấp vật liệu, cũng không có xuất hiện ở đây hồn khí trên trường kiếm. Nói cách khác, cái này thanh trường kiếm, thật rất có thể, là dùng hồn đồ sắt phôi chế tạo. Sợ hãi, quá kinh sợ. Có thể làm được loại chuyện như vậy kỹ thuật, gọi là khoáng thế nghịch thiên thần kỹ, hoàn toàn không quá đáng à. Ngô lão ha ha cười một tiếng nói, các ngươi hẳn rất rõ ràng, ta vậy đồ nhi chế tạo chuôi này hồn khí sử dụng thủ đoạn, có kinh khủng dường nào, các ngươi ở luyện khí, thần hồn nhất đạo, đều có nơi xem qua, cho dù không có, bàng môn người cũng hẳn rất biết rõ như vậy thần kỹ, đối với chúng ta ý vị như thế nào. Nếu như chúng ta lần này xuất thủ, trợ giúp ta vậy đồ nhi, lấy Diệp Thần tính cách tuyệt không biết cái gì biểu thị cũng không có, đến lúc đó, cho dù không thể toàn bộ truyền thụ, cái này kinh thế tuyệt kỹ một chút ra lông, còn thì nguyện ý thố lộ chứ. Ta không miễn cưỡng các ngươi, hiện tại, các ngươi nghĩ xong làm sao làm sao. Những cái kia bàng môn đạo sư hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ lấy bàng môn nhập đạo, năng lực chiến đấu, thì không bằng những cái kia lấy tu hành linh lực, thần ý làm chủ cùng cấp tồn tại. Cho nên từ trước đến giờ bọn họ đều có chút bị người coi thường một đầu, cho dù là ở nơi này thần hỏa học viện bên trong cũng giống vậy. Nhưng, có Diệp Thần cái này hồn khí chế tạo phương pháp, liền hoàn toàn khác nhau. Những thứ này bàng môn lưu phái các thầy, từ bây giờ về sau, liền có thể chân tránh hãnh diện. Cái này, vẫn luôn là bọn họ mơ ước à. Lúc này, không thiếu bàng môn đạo sư, đều là mặt đầy vẻ hưng phấn đáp. Chúng ta nguyện ý tham dự lần này hành động. Mà thần ý phái, lại cùng linh lực phái kém không nhiều chỉ để lại mấy người. Đồng thời, thần hỏa học viện trên quảng trường, hình tử đường, cơ huyền các người, vậy đang đối với toàn viện bọn học sinh hô to nói. Các vị, Diệp Thần là ai tin tưởng ta không cần nói nhiều, hắn là chúng ta thần hỏa học viện, thậm chí là chúng ta thần hỏa người kiêu ngạo. Hắn là một cái nghiền ép bước lên huyền bảng một đám thiên tài. Không sợ tại linh võ tất cả đại hào môn kinh thế yêu nghiệt, người như vậy các ngươi tin tưởng hắn lại chết như vậy sao? Những cái kia thần hỏa học viện học sinh, cũng không khỏi nhớ lại Diệp Thần ở trên diễn võ trường vậy cực kỳ tươi đẹp biểu hiện, mà không thiếu năm thứ nhất học sinh, cũng nhớ lại Diệp Thần ở Thăng Long thi đấu bên trong, lực chiến đủ tu, cứu bọn họ một mạng chuyện. Có thể nói bọn họ thiếu Diệp Thần một mạng. Lúc này, không ít người cũng hô to nói, không tin. Hình tử đường các người tiếp tục nói, như vậy, chúng ta có thể để cho học viện kiêu ngạo thất vọng sao? Chúng ta muốn cho Diệp Thần xem thường chúng ta sao? Chẳng ngờ, giống nhau một màn, cũng ở đây Huyền Nguyệt Tông diễn ra. Mà lúc này, đang có ào ào, ước chừng đến gần vạn người đại quân, đang hướng Huyền Nguyệt Tông chỗ ở núi Phi Phượng tới, mà đây mấy chục ngàn người đại quân bên trong, lại liền một cái tinh khiếu cảnh trở xuống tồn tại cũng không có. Cái này quả thực quá kinh khủng. Những võ đạo này các cường giả hơi thở, nối thành tức giận, thậm chí cả ngày không cũng làm biến sắc. Vậy khí sơ sắc tiêu điều, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Càng sợ hãi phải, cái này mấy chục ngàn người bên trong, chỉ là phong môn cảnh tồn tại, thì có ước chừng trăm người. Mà thái hư cảnh cường giả, thì có 10 người chi hơn. Đội hình như vậy, ở linh võ đại lục bên trên, cơ hồ là sở hướng phi mỹ à. Cho dù Huyền Nguyệt Tông là linh võ đại lục nhất lưu thế lực, nhưng là, ở như vậy trước mặt đại quân, cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Muốn cùng chống lại, không khác nào lấy trứng chọi đá. Mà trong đó, Từ Gia và Hướng Gia, đều là phái tới hai người thái hư cảnh cường giả, dẫu sao người trong tộc vẫn là cần một người chấn giữ. Lúc này, Từ Gia đương đại gia chủ Từ Hầu, đang mặt đầy nụ cười cùng Hướng Gia đương đại gia chủ Hướng Cường chuyện trò vui vẻ. Từ huynh, người nói đến lúc đó Vô Danh công tử sẽ như thế nào phân phối huyết mạch kia? Ha ha, Vô Danh công tử cùng chúng ta 10 gia tộc lớn hợp tác, cũng không phải một hai lần, dĩ nhiên là sẽ không bạc đãi chúng ta, bất quá, cho dù là một chút cũng đủ rồi. Một chút liền vậy là đủ rồi. Hướng Cường có chút không tin, thằng nhóc kia huyết mạch, thật như vậy nghịch thiên.
Từ Hầu cười mỉa nói, cái này, Hướng Dương hiền chất, hẳn tràn đầy nhận thức mới là. Ngươi có biết, ngày đó vậy ma đầu nhưng mà lấy tinh khiếu tu vi, ngạnh kháng Vô Danh công tử vẫn thần kiếm hơn 10 kiếm à? Không thể không nói, huyết mạch hắn, quả thật rất đặc thù, rất cường đại. Diệt Huyền Nguyệt Tông, máu này mạch chính là chúng ta. Nghe bọn họ giọng, giống như là nói một chuyện nhỏ không đáng kể, bọn họ sự chú ý, đều đặt ở huyết mạch bên trên, mà đối với Huyền Nguyệt Tông, căn bản cũng không có người để ý, tựa như đem một thế lực tiêu diệt, từ trong tay cướp người, giống như là mang nhấc chân, giết chết một con kiến vậy đơn giản như nhau. Những người này, hoàn toàn không có đem Huyền Nguyệt Tông, coi vào đâu ý kiến. Bất quá bọn họ vậy điều tra qua, Diệp Thần và rất nhiều thế lực cao cấp có liên lạc, vì cẩn thận và hoàn toàn xóa bỏ, lúc này mới phái ra như thế nhiều cường giả. Bọn họ muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hướng Cường cùng chung quanh một đám thái hư tồn tại nghe vậy, đều là mặt lộ vô cùng là vẻ tham lam. Như vậy huyết mạch lực, cho dù đối với bọn họ mà nói, đều là chí bảo à. Đây quả thực là cho bọn họ cực mạnh thủ đoạn bảo vệ tánh mạng à. Hơn nữa nói không chừng đối với thọ nguyên còn có thể có tăng lên đâu. Những thứ này thái hư cảnh tồn tại, ở nơi này linh võ đại lục bên trên, thông thường mà nói vậy cũng coi là hoành hành vô kỵ, chỉ cần không chọc tới người thần quốc hoặc là ma vực cự đầu, không làm chết tự tiện xông vào một ít hoang cổ cấm địa mà nói, trên căn bản vậy sẽ không gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là, thái hư cảnh cho dù mạnh mẽ, thọ nguyên dẫu sao còn là có hạn, đại đa số thái hư cảnh tồn tại ở linh võ đại lục bên trên, đều không phải là bởi vì gặp phải nguy cơ mà chết, mà là bởi vì tu vi không cách nào tiến thêm một bước, mà đèn cạn dầu. Cho dù, ước chừng đạt được một chút Diệp Thần huyết mạch, không cách nào để cho bọn họ có vậy gần như không chết năng lực, nhưng từ Diệp Thần đồng hồ giờ xem ra, sinh mệnh lực của hắn gần như vô cùng à. Như vậy, rất có thể cho bọn họ mang đến mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí hơn 10.000 năm thọ nguyên tăng lên à. Thời gian, đối với những thứ này thái hư tồn tại mà nói, liền là bảo vật vô giá. Hơn nữa, nghiền ép một cái thông thường nhất lưu thế lực mà thôi, rất dễ dàng không phải sao. Thượng cổ gia tộc cao cấp đều có thái hư cảnh cường giả tồn tại, bất quá, mấy chục thế lực cao cấp, cũng không phải là người người cũng phái ra mạnh nhất tồn tại tới. Một ít chỉ có một người nửa bước thái hư hoặc là thái hư cường giả thế lực, vẫn là phải lưu lại gã cường giả kia chấn giữ gia tộc bên trong, dẫu sao cũng không ai muốn bị kẻ thù vào lúc này thừa dịp hư mà vào. Nhưng, dù vậy, 10 tên thái hư tồn tại, cũng là đủ kinh khủng. Mọi người cười nói bây giờ, khoảng cách núi Phi Phượng, cũng đã càng ngày càng gần. Mà lúc này Diệp Thần, đã tới đến gần đảo Phi Lôi một tòa đô thành bên trong không gian phi đính quảng trường. Đang chuẩn bị ngồi phi đính, đi thần hỏa học viện. Hắn cố nhiên có phi thuyền, nhưng không đủ nhanh. Hắn coi như muốn tìm Từ gia, Vô Danh các người báo thù, cũng không gấp tại tạm thời, huống chi, hắn vậy không biết Từ gia và Vô Danh chỗ ở vị trí, vẫn là phải trước trở lại về học viện một chuyến. Diệp Thần đang xếp hàng chờ đợi mua phiếu tiến vào phi đính, đây là, đứng ở Diệp Thần trước người một người trẻ tuổi nam tử tựa hồ có chút nhàm chán. Đột nhiên đối với đồng bạn mở miệng nói, Liễu Huynh, người có biết hay không, gần đây có một kiện náo động linh võ đại lục xảy ra chuyện lớn. Được gọi là Liễu Huynh tên kia nam tử có chút không hiểu hỏi, ta gần đây đều đang bế quan, thế nào? Chẳng lẽ là linh võ đại lục hoàng thất cái đó 150kg công chúa, rốt cuộc có người muốn? Ha ha, đó cũng không phải, nhưng là, cho dù vậy công chúa có người muốn, chuyện này so với hơn nữa náo động. À, nam tử họ Liễu rõ ràng hứng thú, truy hỏi nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên xem. Diệp Thần trước người nam tử cố làm thần bí gần sát nam tử họ Liễu bên tai nói, hi hi, người có nghe nói hay không qua một cái tên, gọi là Diệp Thần. Cho dù tên kia nam tử cố ý thấp giọng, lấy Diệp Thần thính lực, tự nhiên vẫn là nghe được, nguyên bản hắn còn có chút nồng nhiệt nghe hai người nói chuyện. Vậy có chút hiếu kỳ có chuyện gì so với kia 150kg công chúa xuất giá, còn muốn náo động. Lúc này, tùy tiện nghe được mình tên chữ, không khỏi sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ đến, mình ở đảo Phi Lôi lên, càn quét buổi đấu giá, đè giết một đám thiên tài, nhân vật nổi tiếng, lại cùng bước lên huyền đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt Vô Danh đánh một trận,
quả thật coi như náo động cực kỳ. Vậy nam tử họ Liễu nghe vậy, cũng là cười ha ha một tiếng nói, ta lấy vì ngươi muốn nói gì đâu. Diệp thần, ta dĩ nhiên biết, cho dù ta đoạn thời gian này đều đang bế quan, nhưng Diệp thần ở bay sấm chuyện trên đảo hành động, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ linh võ đại lục liền chứ. Bất quá à, rất đáng tiếc, cái này Diệp thần mặc dù là một vạn cổ yêu nghiệt, cuối cùng vẫn là bỏ mình. Diệp thần mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ, nếu như cái này hai người, biết bọn họ trong miệng đã rơi xuống Diệp thần, liền đứng ở phía sau mình, sẽ là cái gì diễn cảm đâu. Có thể đứng ở Diệp thần trước người nam tử, nhưng là quỷ dị cười một tiếng nói, người đây là chỉ biết một, không biết hai chứ. À, còn có chuyện gì? Ngươi không biết, Diệp thần chết sau đó, không biết là vô danh công tử, vẫn là vậy từ ra, hướng ra người, lại theo dõi Diệp thần huyết mạch. Bọn họ còn tra ra, Diệp thần phụ nữ bên người, ngay tại linh võ đại lục Huyền Nguyệt Tông. Hiện tại, cái này linh võ đại lục hai đại thế gia, liên hiệp một đám nhà giàu có cường giả, đang hướng Huyền Nguyệt Tông đi đâu. Nguyên bản, còn mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười Diệp thần, nghe được câu này ngay tức thì, nụ cười ngay tức thì đóng lại. Thậm chí, liền thân thể, đều bắt đầu cứng lên. Vậy cho dù đối mặt nguy cơ sinh tử, cũng có thể giữ lạnh nhạt sắc mặt, lập tức trắng bệch. Long có nghịch lân, Diệp thần cũng có. Người phụ nữ chính là Diệp thần nghịch lân, độc chiếm. Ai đụng, người đó phải chết. Đứng ở Diệp thần trước người nam tử, vốn là còn muốn nói tiếp, nhưng vào lúc này, một cái tay, khoác lên hắn đầu vai bên trên. Đồng thời, hắn sau lưng, truyền đến một cái băng hàn đè nén thanh âm nói, người mới vừa nói chuyện, cẩn thận nói cho ta nghe. Tên kia nam tử mặt lộ vẻ bất mãn, nói cho ngươi nghe. Ngươi là ai à? Cái này nam tử cũng là một người phong môn cảnh nhất tầng thiên tồn tại à? Ở linh võ đại lục vậy tính luôn lưu cường giả, cũng không phải là ai cũng có thể đối với hắn hô tới quát lui. Hắn vừa quay người tử đang chuẩn bị mở miệng giày người nọ, có thể làm hắn thấy Diệp thần cặp mắt lúc đó, nhưng là không khỏi dùng mình một cái, lời đến khóe miệng, vậy miễn cưỡng nuốt xuống. Diệp thần cặp mắt kia, quá dọa người. Tên này phong môn cảnh nam tử, lại chỉ là và Diệp thần đối với tầm mắt, liền sinh ra một loại đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dạng. Nếu không phải là nói, hắn bây giờ, giống như bị một đầu có thể đem toàn bộ linh võ đại lục hủy diệt hầu như không còn, không người nào có thể ngăn cản thái cổ hung thú theo dõi vậy. Hơn nữa, đầu này thái cổ hung thú, hiện tại đã tức giận tới cực điểm. Cho dù không nói Diệp thần ánh mắt kia, mang cho hắn cảm giác bị áp bách, hắn vậy cảm nhận được rõ ràng liền Diệp thần xa như vậy siêu phong môn cảnh tồn tại hơi thở. Lúc này, tên nam tử này tử vội vàng nở nụ cười, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, dè dặt đem hết thảy cặn kẽ sự việc nói cho Diệp thần. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Diệp thần chợt thân hình chớp mắt, xuất hiện ở đám người bầu trời, mắt nhìn xuống dưới người một đám tu võ người, mở miệng nói, xin lỗi các vị. Tại hạ có việc gấp, muốn mượn cái này không gian phi đĩnh dùng một chút, sợ rằng phải trễ nãi các vị hành trình, xin các vị đổi ngồi xuống một chuyến đi. Mọi người nghe vậy, không khỏi bàn luận sôi nổi, không ít người cũng bất mãn nhìn về phía Diệp thần, nhưng là cũng không dám lớn tiếng than phiền, dẫu sao, Diệp thần là một người phong môn tồn tại, phần lớn người không chọc nổi. Nhưng mà, cho dù không chọc nổi, Diệp thần vậy không có quyền lực nhập đội bọn họ chứ. Cho dù ai cũng sẽ bất mãn. Lúc này, một người tu vi phong môn đỉnh cấp, tay cầm quạt xếp công tử trẻ tuổi ca, cau mày nhìn về phía Diệp thần nói. Các hạ lấy vì mình là ai? Cho dù các hạ là phong môn cảnh cường giả, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ cũng chưa có việc gấp liền sao? Thật giống như, không cần thiết vì ngươi việc gấp, mà lãng phí mình thời gian chứ. Diệp thần quét tên kia công tử trẻ tuổi một mắt. Thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói, tại hạ Diệp thần. Trong chốc lát, toàn bộ phi đĩnh quảng trường, cũng lâm vào yên lặng bên trong. Vậy nguyên bản đánh lại đong đưa quạt xếp, một bộ thanh cao điệu bộ công tử ca nghe vậy, ngay tức thì liền trợn tròn mắt, trong tay quạt xếp rớt xuống đất cũng không có phát giác, chỉ là ngây ngốc nhìn Diệp thần. Phải biết, hiện tại linh võ đại lục bên trên, phàm là có chút thân phận người, cũng không có thể không biết Diệp thần tồn tại à. Đây chính là tinh khiếu cảnh giới liền giết trong nháy mắt một đám bịt cửa siêu cấp quái vật à.
liên tội liên đới trấn quảng trường, bảo vệ trật tự tên kia phong môn cường giả, vốn là muốn đi lên ngăn cản Diệp Thần, nghe vậy cũng là sống ở tại chỗ, hoàn toàn ngây ngẩn. Nhưng mà rất nhanh, tên kia công tử ca liền phản ứng lại, hoài nghi nhìn Diệp Thần, người trước mắt này, thật sự là Diệp Thần sao? Mặc dù, người này bề ngoài và tin đồn bên trong Diệp Thần kém không nhiều, có thể Diệp Thần không phải ở tràng đại chiến kia bên trong chết được không thể chết lại sao? Huống chi, Diệp Thần mặc dù thực lực nghịch thiên, nhưng mà cũng bất quá là tinh khiếu cảnh giới à? Người trước mắt, rõ ràng là phong môn tồn tại. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần không chỉ có không có chết, hơn nữa còn ở ngắn thời gian ngắn, đột phá đến phong môn. Nghĩ tới đây, liền liền tên kia nam tử mình, đều lộ ra một chút giễu cợt nụ cười. Hắn nếu là tin, vậy chính là người ngu. Không chỉ là hắn, rất nhiều người tựa hồ cũng phản ứng lại. Tên kia công tử ca cười mỉa nhìn chằm chằm Diệp Thần nói. Vị huynh đài này, ta biết vị kia Diệp công tử gần đây quả thật rất nổi danh, oanh động toàn bộ linh võ đại lục, nhưng là, người vì mình thuận lợi, vậy chưa đến nỗi mang ra chết người danh tiếng, ở trước mặt nhiều người như vậy gắn chứ. Ha ha, ta xem à, đừng nói ngươi là Diệp Thần, liền liền liên quan tới Diệp Thần sự việc, ngươi cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi chứ. Ngươi muốn gắn, vậy trước cầm tu vi áp chế ở tinh khiếu cảnh lại gắn à. Mọi người đều biết, Diệp Thần mặc dù thực lực nghịch thiên, tu vi cũng chỉ có tinh khiếu cảnh. Mọi người nghe vậy rối rít phụ họa, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vậy có chút khinh thường, phong môn cường giả thì thế nào, vì tạm thời thuận lợi liền trộm dùng người khác danh tiếng. Người như vậy, những thứ này tu võ người vẫn là xem thường. Mà tên kia trấn giữ quảng trường cường giả, vậy phản ứng lại, nhìn về phía Diệp Thần thần sắc, không khỏi có chút tức giận, mình lại thật thiếu chút nữa bị thằng nhóc này trấn trụ. Lúc này, thì phải trước để cảnh cáo Diệp Thần, đừng ở chỗ này gây rắc rối. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi mặt lộ một nụ cười khổ, đây coi là chuyện gì xảy ra. Ta gắn chính ta. Từ trước, những người khác đều là bởi vì hắn tu vi yếu, bởi vì hắn yên lặng không nghe thấy mà xem thường hắn, có thể hiện tại, người khác lại bởi vì hắn tu vi cao, bởi vì hắn nói ra mình tên chữ, mà cho rằng hắn ở gắn, ở giả mạo người khác. Cái này thật là có chút, để cho người dở khóc dở cười. Bất quá, bây giờ không phải là có thể từ từ giải thích thời điểm, Diệp Thần không có cái đó thời gian. Diệp Thần không phải một người thích tranh cãi vô lý, tùy ý chà đạp người khác quyền lực người, nhưng sự việc luôn là phân cái nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Mình người trọng yếu nhất có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, nếu như mình vẫn còn ở nơi này thong thả tai tai xếp hàng, ngồi phi đĩnh nói, vậy hắn liền là thật ngu xuẩn. Diệp Thần không giải thích nữa, chỉ là đối mọi người ở đây, hơi chắp tay, nói một tiếng, các vị, đắc tội. Một khắc sau, một cổ hàm chứa thần tính uy áp, ma khí, sát khí tuyệt mạnh thần hồn lực, ngay tức thì bao phủ toàn bộ phi đĩnh quảng trường. Thần sát hải. Thần sát hải vừa ra, vậy mấy trăm tên chờ đợi lên thuyền hành khách, cùng với tên kia phong môn cảnh công tử, và tên kia trấn giữ quảng trường phong môn cường giả, lại toàn bộ ở nháy mắt tức thì, mặt hiện vô cùng kinh hãi thần sắc. Sắc mặt trắng bệch, lạnh cả người mồ hôi cuồng trào, ánh mắt điên cuồng run rẩy. Bọn họ thân thể, nhưng không có động tác gì, thậm chí liên chiến run rẩy cũng không có. Không phải bọn họ chẳng ngờ, mà là bọn họ không làm được à. Bọn họ cả người trên dưới mỗi một cái tế bào, tựa như đều đã đống kết, liền mình thần hồn, mình ý thức, đều phải hoàn toàn tan rã ở nơi này một phiến vô cùng là kinh khủng thần sát bên trong. Bọn họ đối với mình thân thể, thậm chí thần hồn, cũng hoàn toàn mất đi quyền khống chế à. Hết thảy, đều tựa như lâm vào Diệp Thần nắm trong tay bên trong, Diệp Thần muốn bọn họ sinh, chính là sinh, muốn bọn họ chết, chính là chết. Không có một tia một hào sức đề kháng, cho dù là vậy hai người phong môn tồn tại, cũng không ngoại lệ. Thần sát hải, chỉ kéo dài ngắn ngủn một giây đồng hồ, Diệp Thần liền thu thần thông. Mà chỉ là cái này một giây đồng hồ, tất cả mọi người liền tựa như trải qua trăm ngàn lần sinh giống như chết à. Vào giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã không có chút nào hoài nghi cùng khinh thường. Trong mắt bọn họ, có, chỉ là sâu đậm kính sợ. Bọn họ không tưởng tượng nổi, trừ Diệp Thần, trên cái thế giới này còn có cái nào phong môn tồn tại,
mới có thể có kinh khủng như vậy thần hồn lực. Cho dù là vô danh, vậy không làm được chứ. Diệp Thần mặt mang vẻ áy náy nói với mọi người, xin lỗi, tại hạ cũng là bị bất đắc dĩ, ta người thân, bằng hữu, đồng môn, sư trưởng, hiện tại cũng ở vào vô cùng nguy hiểm tình huống bên trong, ta phải tranh đoạt từng giây từng phút chạy tới bọn họ bên người, hy vọng các vị được cái thuận lợi. Dứt lời, Diệp Thần giơ tay lên một cái, tại chỗ các hành khách, trong tay liền đều nhiều hơn một cái túi đựng đồ. Mọi người có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Thần, biết được liền Diệp Thần đúng là hắn tự mình sau đó, bọn họ cũng đã hiểu Diệp Thần tại sao phải nhường bọn họ sửa đổi hành trình. Diệp Thần nói, túi đựng đồ này bên trong, có 1000 cực phẩm thần vân thạch, coi như là ta đối với mọi người bồi thường. Mọi người nghe vậy, lần nữa trợn mắt há mồm nhìn về phía Diệp Thần. Khiếp sợ! Quá khiếp sợ! 1000 cực phẩm thần vân thạch à! Đây chính là thần quốc tiền à! Đối với phong môn tồn tại mà nói, đều là một khoản tài sản không nhỏ à! Khoản tiền này, đã vượt qua ngồi lần này phi đính giá vé triệu lần à! Hơn nữa, là tại chỗ mấy trăm người đều có phần à! Diệp Thần cái này tùy tùy tiện tiện ra tay một cái, chính là mấy trăm ngàn cực phẩm thần linh đá. Nguyên bản, Diệp Thần càn quét thiên thần buổi đấu giá, mọi người còn không có gì thực cảm, hiện tại, bọn họ là triệt để cảm nhận được Diệp Thần hào khí. Cái gì nhân vật nổi tiếng cao cấp, cái gì tiêu tiền như nước, và Diệp Thần một so, vậy nhằm nhò gì à? Rất nhanh, Diệp Thần liền bị tên kia trấn thủ quảng trường phong môn tồn tại, mời lên liền không gian phi đính, Diệp Thần cấp bậc này cường giả. Tự nhiên có tư cách để cho hắn đối đãi đặc biệt. Dẫu sao, Diệp Thần là có mạnh cướp cả tòa phi đĩnh năng lực. Chỗ tòa này đô thành, thuộc về thần phong đế quốc phạm vi thế lực, mà đây tên có chút đen gầy phong môn cường giả tên là Phan Vinh Xuân, là đế quốc sai phái quản lý, trấn thủ chỗ này phi đĩnh quảng trường. Diệp Thần vừa đi, một bên diễn cảm nghiêm túc đối với Phan Vinh Xuân hỏi, Phan Huynh, lần này nếu chỉ có ta một người, có phải hay không có thể lấy khoảng cách ngắn nhất, trực tiếp lái về phía Huyền Nguyệt Tông vùng lân cận đâu? Phan Vinh Xuân gật đầu nói, tự nhiên có thể. Bất quá, Diệp Thần sắc mặt vẫn là có chút ngưng trọng, cho dù trực tiếp đi Huyền Nguyệt Tông, phi đính tốc độ, vẫn hơi chậm. Phan Huynh, không biết có biện pháp gì hay không, có thể đem phi đính tốc độ, tăng lên tới trình độ cao nhất. Phan Vinh Xuân nghe vậy, mặt hiện vẻ do dự nói cái này. Hiển nhiên có chút nỗi niềm khó nói dáng vẻ. Diệp Thần nhưng là hai tròng mắt sáng lên, nếu Phan Vinh Xuân do dự, liền thuyết minh nhất định là có biện pháp. Lúc này hắn trịnh trọng nhìn về phía Phan Vinh Xuân nói, Phan Huynh, chuyện này đối với ta vô cùng trọng yếu, Phan Huynh không cần cố kỵ, bất kỳ trách nhiệm, Diệp mỗ một người gánh vác, mời nói không sao. Phan Vinh Xuân trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, có là có, nếu không phải cố phi đính hao tổn. Cũng cung cấp nhiều linh thạch cung cấp có thể, dĩ nhiên thần vân thạch tốt hơn, có thể đem phi đính tốc độ tăng lên đến mức tận cùng. Chỉ là, như thế một tới, chiếc này phi đính, cũng coi là hoàn toàn bị hỏng, tối đa chỉ có thể chạy xong một lần hành trình. Cái này phi đính, nhưng mà hoàng thất tài sản à, nếu không phải đứng ở trước mặt hắn là Diệp Thần, hắn là tuyệt sẽ không thổ lộ. Diệp Thần cười một tiếng, mặc dù, hắn ở trên trời thần trên buổi đấu giá. Cơ hồ xài hết trên người tất cả thần vân thạch, nhưng sau đó những cái kia nhà giàu có con em trước đi tìm cái chết, túi đựng đồ của bọn họ, Diệp Thần có thể không có rơi xuống, tại chiến đấu kẻ hở bên trong liền bỏ vào trong túi. Phải biết, những nhà giàu có này công tử nhưng mà chuẩn bị nhiều cực phẩm thần vân thạch tới tham gia thiên thần buổi đấu giá à. Cho dù bọn họ một cái, hai người mang theo tài sản, tuy kém hơn Diệp Thần, chung vào một chỗ nhưng là đặc biệt kinh khủng. Cho nên nói, hắn hiện tại thứ không thiếu nhất, chính là thần vân thạch. Lúc này, Diệp Thần tiện tay đem một cái túi đựng đồ ném cho Phan Vinh Xuân, cười nhạt nói. Phan Huynh, người trước xem, những thứ này thần vân thạch có đủ hay không, nhiều hơn những cái kia liền giao cho Phan Huynh, ta muốn những thứ này thần vân thạch mua một chiếc phi đính vẫn là có thể, chiếc này phi đính, liền làm là bán cho Diệp mỗ đi, hoàng thất sẽ không có ý kiến, ngược lại. Ta cảm thấy đế quốc đế vương có lẽ còn sẽ thật to khen thưởng Phan Huynh vậy không nhất định. Phan Vinh Xuân nghe vậy, có chút hiếu kỳ đem thần niệm dò vào túi đựng đồ bên trong, một khắc sau hắn liền hoàn toàn si ngu. Hắn nguyên vốn là có chút đen gầy,
lần này, nhìn qua càng giống như là người gỗ một loại. Hắn đây là bị thần vân thạch, sáng chói hôn mê đầu à? Nguyên bản, hắn lấy là Diệp Thần Hào ném mấy trăm ngàn cực phẩm thần vân thạch, đã là hào đến cực hạn. Nhưng mà hiện tại, hắn mới phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa còn là sai vô cùng à. Túi đựng đồ này bên trong, chừng hơn triệu cực phẩm thần vân thạch à. Mấy con số này, thật là muốn cho người điên cuồng. Đừng nói là một chiếc không gian phi đính, mua 10 chiếc, 20 chiếc, 30 chiếc đều là dư sức có thừa à. Mà Diệp Thần đâu, cầm túi đựng đồ này ném cho hắn, giống như ở ném cái gì đồ lặt vặt vậy, tùy ý cực kỳ. Giống như, cái này bút đủ để cho một cái đế quốc lộ vẻ xúc động số tiền lớn, đối với Diệp Thần mà nói căn bản cái gì cũng không coi là à. Phan Vinh Xuân cảm giác, mình suy nghĩ, cũng xu hướng tại hỏng mất. Hắn hiện tại coi như là biết tại sao Diệp Thần có thể càn quét phòng đấu giá thiên thần, cũng ở đấu giá sau khi kết thúc, bị một đám thiên tài, nhà giàu có đuổi giết. Xem Diệp Thần như vậy không đem tiền làm tiền người, người muốn dùng tiền đánh bại hắn, vậy căn bản chính là nằm mơ. Cuối cùng bị đánh sưng mặt, chỉ sẽ là chính ngươi mà thôi. Cho nên, những người này chỉ có thể sử dụng bạo lực. Nhưng, rất đáng tiếc là, Diệp Thần ở bạo lực lên, vậy vẫn đem bọn họ nghiền ép được hoàn toàn. Mà ở cực hạn rung động sau đó, Phan Vinh Xuân chính là mừng như điên. Mừng như điên đến tim đều phải nhảy ra ngoài à. Lại không nói, khoản tiền này hắn có cần hay không toàn bộ nộp lên cho đế quốc thành tựu làm tổn hại phi đĩnh giao phó, dẫu sao hơi lưu lại chút số lẻ, đều là một khoản hắn cả đời cũng kiếm không tới số tiền lớn. Cho dù toàn bộ nộp lên, hoàng thất vậy nhất định sẽ thật to ban thưởng hắn à. Hắn ở đế quốc bên trong địa vị, tất nhiên nước lên thuyền lên. Quan hàm tăng vọt. Đây quả thực, giống như là nằm mơ như nhau à. Gặp Diệp Thần, giống như gặp thần minh như nhau, đem một cái kỳ tích đập vào hắn trên đầu. Có thể nói, Diệp Thần tùy tùy tiện tiện, liền hoàn toàn thay đổi vận mạng hắn. Phan huynh, nhìn Phan Vinh Xuân ngẩn người, Diệp Thần không khỏi được nhắc nhở một câu, hắn bây giờ thời gian, rất trọng yếu. Nghe được Diệp Thần thanh âm, Phan Vinh Xuân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cả người, giống như là đánh máu gà vậy, vô cùng tích cực, vô cùng cung kính đối với Diệp Thần nói. Diệp công tử, đủ, quá vậy là đủ rồi. Bắt đầu từ bây giờ, nhỏ hết thảy nghe ngài phân phó. Coi như là đế vương ở chỗ này, ta cũng chỉ sẽ nghe lệnh của ngài một người. Ngài chờ, ta hiện tại liền đem cái này phi đính tính năng, tăng lên tới trình độ cao nhất. Bảo đảm ở ngài đến Huyền Nguyệt Tông sau đó, liền trực tiếp hóa là sắt vụn. Diệp Thần nhìn cái này Phan Vinh Xuân hình dáng, cũng không khỏi được có chút sững sốt, xem ra, hắn vẫn là có chút đánh giá thấp sức mạnh của Kim Tiền à. Bất quá, mắt gặp Phan Vinh Xuân thì phải đi phi đính buồng lái phóng tới, Diệp Thần vẫn là kéo lại Phan Vinh Xuân, hỏi, nếu như đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, chúng ta đến Huyền Nguyệt Tông, cần phải bao lâu? Phan Vinh Xuân trầm ngâm chốc lát nói, nửa ngày. Không, 5 giờ, chỉ cần 5 giờ, liền có thể đến. Diệp Thần nghe vậy, tinh thần chấn động. 5 giờ, giữ hắn tính toán, hẳn còn miễn cưỡng tới kịp. Lúc này, ngừng đặt ở trên quảng trường một chiếc không gian phi đính, đột nhiên bây giờ, toàn thân bộc phát ra một hồi vô cùng là chói mắt hồng quang. Một khắc sau, phi đính phun khí quản bên trong phun trào ra một hồi hàm chứa vô cùng là đậm đà năng lượng bảy màu ngọn lửa, do siêu cường độ cao hợp kim chế thành phi đính thân thuyền, lại là phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng vậy ca lên tiếng. Một khắc sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa, vậy phi đính ngay tức thì hóa là một đạo cơ hồ không cách nào bắt đỏ thấm quang ảnh, vọt vào cửa không gian, thoáng qua biến mất ở thời không đường hầm bên trong. Huyền Nguyệt Tông. Lúc này Huyền Nguyệt Tông không có năm xưa náo nhiệt cùng tường hòa, ngược lại, hiển lộ ra nhất phái khí sơ xác tiêu điều. Huyền Nguyệt Tông núi trước cửa trên quảng trường, đứng rất nhiều đệ tử, bọn họ từng cái, đều rất yên lặng, rất nghiêm túc đứng ở nơi đó. Mặc dù, đứng ở núi trước cửa đệ tử không thiếu, nhưng là, nếu như so sánh với trước đó vài ngày Huyền Nguyệt Tông, có thể nói khác nhau trời vực. Thương Dạ nhìn trước mắt những đệ tử này, trong mắt mơ hồ lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Mặc dù, trước mắt đệ tử, liền Huyền Nguyệt Tông nguyên bản nhân số 10% cũng chưa tới,
nhưng, nói thật hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy lưu lại. Nhận được mấy chục thế lực cao cấp, liên hiệp linh võ hai gia tộc lớn, xâm phạm Huyền Nguyệt Tông tin tức lúc đó, Thương Dạ liền trực tiếp ở tất cả đệ tử trước mặt, tuyên bố tin tức này. Hơn nữa tuyên bố, Huyền Nguyệt Tông cùng Diệp Thần cùng chết sống, nhưng, hắn sẽ không miễn cưỡng tất cả mọi người đều muốn ở lại Huyền Nguyệt Tông, không muốn để lại, hiện tại, liền có thể thối lui ra. Dẫu sao, đối mặt những thứ này siêu cường thế lực liên quân, Huyền Nguyệt Tông không khác nào con kiến hôi, không cần phải để cho tất cả mọi người cùng nhau chịu chết. Một phen hỗn loạn sau đó, lúc này, thì có hơn một nửa người rời đi. Một ngày sau, những người còn lại bên trong, lại có một nửa người rời đi. Cho đến ngày thứ ba, lưu lại, liền chỉ có trước mắt 10% đệ tử. Nhưng, cho dù chỉ có 10%, Thương Giả cũng đã đặc biệt an ủi. Những đệ tử này, đều là có thể cùng Huyền Nguyệt Tông cùng chết sống tồn tại. Bọn họ tư chất có lẽ không phải Huyền Nguyệt Tông bên trong tốt nhất những cái kia, nhưng, bọn họ đối với tông môn trung tim nhưng thắng được những người khác xa vậy. Thương Dạ đột nhiên hướng về phía mọi người mỉm cười nói, các vị ở tại đây, phần lớn người cũng không có gặp qua Diệp Thần chứ. Mọi người không nói gì. Thương Dạ tiếp tục nói, nhưng, các ngươi cũng nghe nói qua Diệp Thần tên chữ, đúng không? Đúng, mọi người cao giọng hô lớn, quần tình sục sôi, không ít người thần sắc, cũng lộ vẻ được có chút kích động. Thương Dạ gật đầu một cái, Diệp Thần danh tiếng hiện tại đã truyền khắp linh võ đại lục. Rất nhiều người có thể lưu lại, trừ đối với tông môn trung tim, cũng có đối với Diệp Thần kính sợ. Huyền Nguyệt Tông mặc dù là nhất lưu thế lực, nhưng ở linh võ đại lục bên trên, đã từng nhưng mà đỉnh cấp qua à. Đáng tiếc, những cái kia đại năng chết rời đi, hiện tại bất kỳ một người nào thế lực cao cấp, đều có thể ung dung đem Huyền Nguyệt Tông nghiền ép. Thế lực bình thường đệ tử có thể ngay cả tiếp xúc đến thế lực cao cấp người cơ hội cũng không có, nhưng Huyền Nguyệt Tông đệ tử, thân là nhất lưu thế lực người, nhưng vừa vặn không hề thiếu như vậy cơ hội, không ít người cũng hoặc hơn hoặc bớt tiếp xúc qua những cái kia các nhân vật nổi tiếng. Kết quả, có thể tưởng tượng được. Nguyên bản vô cùng kiêu ngạo Huyền Nguyệt Tông đệ tử, lại bị những cái kia cao cấp danh môn công tử, các tiểu thư tùy ý lăng nhục, giễu cợt. Mà bọn họ không thể làm gì. Bọn họ đã từng ảo tưởng qua, có thể đem những thứ này các nhân vật nổi tiếng dẫm ở dưới chân. Có thể tìm về mình đã từng là kiêu ngạo, có thể để cho bọn họ rõ ràng, Huyền Nguyệt Tông đệ tử cho dù không phải xuất thân từ thế lực cao cấp, cũng không phải các ngươi những con nhà giàu này có thể tùy ý mạo phạm. Nhưng là, bọn họ tu vi càng mạnh, liền càng có thể phát hiện, mình cùng những cái kia cao cấp danh môn các đệ tử chênh lệch, có bao nhiêu to lớn. Nguyên bản, bọn họ đều cơ hồ buông tha, đều đã đón nhận, muốn ở các nhân vật nổi tiếng trước mặt cúi đầu thực tế. Có thể đây là, một cái tin truyền đến bọn họ trong tai. Diệp Thần ở trên trời thần trên buổi đấu giá nghiền ép một đám danh môn con em. Cái này làm được bọn họ không làm được chuyện người đàn ông, nhưng vừa vặn lại là bọn họ đồng môn. Huyền Nguyệt Tông đệ tử, Diệp Thần. Trong chốc lát, Huyền Nguyệt Tông mọi người, đều là cùng có vinh yên. Bọn họ có tự tin, cho dù lại đối mặt những cái kia nhân vật nổi tiếng các đệ tử, cũng có thể kiêu ngạo ưỡn ngực. Bởi vì, bọn họ và Diệp Thần như nhau cũng là Huyền Nguyệt Tông con em, Huyền Nguyệt Tông ra một cái Diệp Thần, liền không có ai còn dám xem nhẹ Huyền Nguyệt Tông người. Diệp Thần danh tự này, thành tất cả Huyền Nguyệt người tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Nhưng mà hảo cảnh không dài, rất nhanh, bọn họ liền lấy được khác một cái tin. Diệp Thần chết, bị bước lên huyền bảng đệ nhất thiên tài vô danh giết. Bọn họ kiêu ngạo, bọn họ tôn nghiêm, cũng theo đó chết. Thương Dạ ngưng mắt nhìn mọi người, chợt quát to, Diệp Thần, thật đã chết rồi sao? Các ngươi thật tin tưởng hắn đã chết rồi sao? Cái vấn đề này, cũng đã từng xuất hiện ở đây nhóm các đệ tử trong lòng. Nhưng lúc này, mọi người nhưng là không chút do dự, gần như điên cuồng hét lớn, không tin. Không tin, không tin. Trong chốc lát, tiếng kêu chấn thiên, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông, tựa hồ cũng đang lúc mọi người kêu gào bên trong lay động. Bọn họ không tin, tuyệt không tin. Bởi vì, Diệp Thần trói lọi, đã hoàn toàn đóng dấu vào những đệ tử này trong linh hồn, vô luận là ai, vô luận phát sinh cái gì, đều không cách nào xóa đi. Cho nên, Diệp Thần nhất định còn sống. Coi như người của toàn thế giới,
nói cho bọn họ Diệp Thần chết, bọn họ vậy vẫn tin tưởng, Diệp Thần còn sống. Được, Thương Giả trong mắt vui vẻ yên tâm, càng ngày càng nồng đậm, Diệp Thần đem những cái kia danh môn phế vật, dậm ở dưới chân, chúng ta thân là Huyền Nguyệt Tông người, chẳng lẽ chỉ sợ bọn họ sao? Không sợ. Thương Giả trên gương mặt cũng khó hiện lên lau một cái cảm xúc mạnh mẽ nói, ngày hôm nay, sẽ để cho những thứ này đám khốn kiếp, tốt tốt kiến thức một chút chúng ta Huyền Nguyệt Tông thực lực. Để cho bọn họ biết, chúng ta Huyền Nguyệt Tông tuyệt không phải có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm. Các vị chắc hẳn cũng đã từng nhận thế lực cao cấp khí chứ. Ngày hôm nay, chính là các người báo thù thời khắc, kêu bọn họ biết, gạt ta Huyền Nguyệt người, chết. Huyền Nguyệt các đệ tử, từng cái kích động ánh mắt cũng đỏ lên, gân giọng điên cuồng hét lên, gạt ta Huyền Nguyệt người, chết. Gạt ta Huyền Nguyệt người, chết. Lúc này, một tòa treo thần nguyệt các bảng hiệu gác lửng bên trong, Phần Anh, Tôn Di, Tử Ngưng ba phụ nữ, đều ở đây bên trong, cái này thần nguyệt các, chính là Diệp Thần ban đầu vì các nàng xây dựng gác lửng. Ba người ánh mắt đều là sưng đỏ, hiển nhiên, những ngày qua khóc không ít lần, nhưng lúc này, vẻ mặt của bọn họ nhưng cũng rất trầm tĩnh. Tôn Di nhìn xem tay mình tim, mắt đẹp bên trong, có chút do dự, đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Ngưng nói, Tử tỷ tỷ, nếu như đến lúc cần thiết, liền phiền toái ngươi. Tử Ngưng gật gật đầu nói, yên tâm, nàng tự nhiên biết, Tôn Di nói là ý gì. Trong ba người, chỉ có Tôn Di và Diệp Thần phát sinh qua quan hệ. Hơn nữa Tôn Di cũng biết mình huyết mạch thay đổi. Vô Danh cùng với những cái kia cao cấp nhà giàu có muốn tìm chỉ sợ là mình. Nếu quả thật đến tuyệt lộ, Diệp Thần huyết mạch chỉ có thể rơi vào những cái kia đồ vô sỉ trong tay mà nói, nàng chỉ có ra tay giết Tôn Di sau đó, lại tự sát, đây cũng là nàng tại sao xuất hiện ở nơi này, mà không có ở bên ngoài ứng chiến nguyên nhân. Đây là, một phiến mây đen đè hướng Huyền Nguyệt Tông bầu trời, theo tới, còn có một hồi ầm, ầm vang lớn, cả tòa núi Phi Phượng, đều bắt đầu mơ hồ lay động. Thương Giả đôi mắt híp lại nhìn về phía trước. Nơi đó truyền đến một đạo lại một đạo tuyệt mạnh chấn động tùng hơi thở. Vậy vạn người đại quân, rậm rạp chằng chịt, từ xa nhìn lại, thật là giống như một phiến không ngừng rung động sóng người vậy, hướng Huyền Nguyệt Tông đè xuống. Cái này cao cấp nhà giàu có liên quân, rốt cuộc đã tới. Mặc dù Thương Giả đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, có thể làm hắn thật thấy cái này mấy chục ngàn người lúc đó, trong lòng vẫn là không nhịn được lột bột một chút. Đám người này bên trong, lại không có một cái là thấp hơn tạo hóa cảnh. Hơn nữa, chỉ là phong môn tồn tại, liền ước chừng trăm người. Nhìn lại mình bên này sao? Huyền Nguyệt Tông mặc dù là nhất lưu thế lực, có thể trong môn vẫn là lấy vận may tinh khiếu đệ tử làm chủ à. Tinh khiếu tồn tại, cũng đã là phượng mao lân giác, còn như đến gần phong môn đệ tử. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nửa bước phong môn và phong môn cảnh. Vậy đã có thể trở thành trưởng lão à? Không chỉ có số người xa xa không đạt tới đối diện, liền chất lượng cũng kém đối diện hết mấy đẳng cấp à? Cái này cũng chưa tính đối diện thái hư cảnh, nửa bước thái hư những thứ này siêu cấp cường giả. Thái hư cường giả, đối với linh võ vẫn còn ở phẩm cấp bên trong tông môn mà nói, đều là truyền thuyết tồn tại. Bây giờ Huyền Nguyệt Tông, đối kháng, tương đương với 10 còn sống truyền thuyết à? Từ hầu. Hướng Cường đi ở trận liệt trước, nhìn lướt qua Huyền Nguyệt Tông đệ tử, các trưởng lão, lại là trực tiếp phốc thử một tiếng, bật cười lên. Sau đó, vậy vạn người lại là cùng nhau cười to, tiếng cười truyền khắp cả tòa núi Phi Phượng. Từ hầu đầy mắt vẻ trào phúng nhìn về phía Thương Dạ, hướng về phía Hướng Cường nói, Hướng huynh, đây chính là cái gọi là nhất lưu thế lực. Làm sao sẽ rác dưới thành cái bộ dáng này? Xem được ta đều phải ói. Thật là giống như một chất cứt chó đặt ở trước mặt như nhau, liền cái này. Vậy vọng tưởng ngăn trở chúng ta, có lầm lẫn không? Hướng Cường cười ha ha một tiếng nói, Từ huynh, nói không chừng, đám phế vật này là tới cầu xin tha thứ đâu. Nếu không, chúng ta để cho bọn họ biểu diễn một chút tập thể quỳ xuống. Thả qua bọn họ vậy không phải là không thể suy tính một chút. Từ hầu nói, Hướng huynh thật đúng là trạch tâm nhân hậu à. Vừa nói. Từ hầu nhìn về phía Thương Dạ, lúc này Thương Dạ, đã là mặt đầy hàn xương, hắn thân là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn, lúc nào có người dám ở trước mặt hắn như vậy làm nhục qua hắn tông môn.
Thương Dạ từ nhỏ ở Huyền Nguyệt Tông lớn lên, hắn cả đời này có thể nói là hoàn toàn dâng hiến cho tông môn chính là hắn toàn bộ, chính là nhà hắn. Hiện tại, lại có người ở trước mặt hắn, ở đệ tử của hắn trước mặt, không chút kiêng kỵ làm nhục, chê bai nhà hắn. Là một người, cũng sẽ giận. Ha ha, Từ Hầu cười lạnh một tiếng nói, phế vật, người đó là cái gì sắc mặt? Còn sẽ nổi giận, không nghĩ tới Huyền Nguyệt Tông cứt chó, còn rất có cá tính. Ừ, ánh mắt này, xem được bổn tôn rất không thoải mái à. Hắn thanh âm bỗng lạnh ba phần nói, hiện tại, lập tức quỳ xuống bổn tôn trước mặt, Từ Đào đôi mắt. Huyền Nguyệt Tông mọi người, đều là mặt liền biến sắc. Linh võ đại lục cao cấp 10 gia tộc lớn, quả nhiên liều lĩnh. Bá đạo. Thương Dạ nghe vậy, trong mắt lửa giận bay lên đến trình độ cao nhất, khí tức quanh người điên cuồng phóng thích, cho dù hắn biết, mình không thể nào là Từ Hầu đối thủ, mình đối với Từ Hầu kết quả, chỉ có chết. Nhưng, cho dù là chết, cũng tốt hơn chịu nhục. Huống chi, hắn thân là Huyền Nguyệt trưởng môn, vứt không chỉ là mình mặt, còn có toàn bộ Huyền Nguyệt Tông, tất cả Huyền Nguyệt đệ tử mặt à. Trong đó, vậy bao gồm Diệp Thần mặt. Thương Dạ không sợ chết, nhưng là, hắn nhưng sợ bởi vì mình, để cho người khác xem thường Diệp Thần. Hắn không cho phép như vậy. Bởi vì, Diệp Thần chính là Huyền Nguyệt kiêu ngạo. Nhưng mà, còn không được Thương Dạ có động tác, thiên địa linh khí, bỗng nhiên cuồng biến, điên cuồng co rúc lại, ở Thương Dạ đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện một dấu bàn tay. Một đạo to lớn vô cùng. Tựa như có thể đem cả tòa núi Phi Phượng đè tháp khủng bố trưởng ấn. Từ Hầu, lại trực tiếp ra tay. Trưởng ấn xuất hiện ngay tức thì, tại chỗ Huyền Nguyệt người, đều là sắc mặt cuồng biến. Kinh khủng kia trưởng lực, ở trong mắt bọn họ đã đến gần thiên địa oai liền à. Một trưởng ra, tựa như thương khung gầm thét, chư thần gầm thét, tựa như cả thế giới đặt ở đỉnh đầu bọn họ. Mồ hôi lạnh, tất cả mọi người trên mình, đều là mồ hôi lạnh cuồng lưu. Gần như nghẹt thở. Trong đó, tự nhiên vậy bao gồm Thương Dạ. Thái hư tồn tại, nhất định chính là chân thần giống vậy mạnh mẽ à. Thương Dạ quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, ở nơi này trưởng ấn phong tỏa dưới, tránh là không thể nào. Thậm chí quang là muốn chống cự, liền đã đạt tới Thương Dạ cực hạn. Một khối kiếm hình ngọc bội, từ Thương Dạ trong ngực bay ra, ở hắn đỉnh đầu, hình thành một đạo kiếm quang sáng chói. Ngọc bội này, là Huyền Nguyệt Tông bảo vật chấn tông, là ở Huyền Nguyệt Tông bên trong, truyền thừa vạn năm thần vật. Có thể Từ Hầu nhìn vậy cái ngọc bội, nhưng là mặt hiện vẻ khinh thường. Ầm một tiếng vang thật lớn, một trường đè xuống, cả tòa núi Phi Phượng, cũng lay động kịch liệt đứng lên, đất đá văng tung tóe, gần như tan vỡ. Từ Hầu tùy ý thu bàn tay về, nhìn như nhàn nhã vô cùng, tựa như mới vừa rồi hắn căn bản không có động thủ. Chỉ là tùy ý đánh bay một con muỗi thôi. Có thể, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là một cái vô cùng to lớn, thâm thúy trong cái hố sâu. Bị Từ Hầu tiện tay một trưởng, đánh ra trong cái hố sâu. Phải biết, đây chính là Huyền Nguyệt Tông trước Sơn Môn à. Nơi này mặt đất, tự nhiên cũng là dùng tới cùng vật liệu củng cố qua, nhưng ở Từ Hầu dưới trưởng, thật là so đậu hũ còn muốn yếu ớt gấp trăm ngàn lần à. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, các đệ tử, cũng đờ đẫn, si ngu. Cái này, thật sự là người sao? Sư phụ, ngay tại lúc này, một tên thanh niên vô cùng là đau buồn gào thét một tiếng, chợt lách người, rơi vào trong cái hố sâu bên trong, đỡ Thương Dạ, người này, chính là Thương Dạ đệ tử, Mạnh Hành Vân. Lúc này Thương Dạ, cả người là máu, toàn thân xương cốt, bắp thịt, đều bị Từ Hầu nhất kích, oanh được bị thương nặng. Hình dáng vô cùng thê thảm, trọng thương sắp chết, hơi thở suy yếu tới cực điểm. Tên này uy chấn linh võ, thống lĩnh Huyền Nguyệt cường giả, lại chỉ như vậy bị đối phương một trưởng nghiền ép. Đây cũng là thái hư và bịt cửa chênh lệch. Mạnh Hành Vân mang Thương Dạ, trở lại Huyền Nguyệt Tông trận liệt bên trong, một đám đệ tử, trưởng lão, nhìn Thương Dạ hình dáng, cũng không khỏi cặp mắt mông lung, lệ quang dạo dực. Thương Dạ thành tựu Huyền Nguyệt trưởng môn. Ngày thường mặc dù luôn là thần sắc nghiêm túc, cho người một loại lạnh mạc, bất cận nhân tình cảm giác, nhưng trên thực tế, hắn đối đãi Huyền Nguyệt người, nhưng là chân tâm thật ý, so người bất kỳ đều phải thành khẩn à. Có thể nói, Thương Dạ là thật cầm Huyền Nguyệt Tông mọi người,
làm mình người thân đối đãi. Mà hiện tại, còn có thể ở lại Huyền Nguyệt Tông người, đối với thương giả tự nhiên cũng là kính yêu có thừa, một đám đệ tử cửa, cơ hồ là đem thương giả, coi thành chí thân trưởng bối đối đãi. Thấy mình người thân, bị người bị thương thành bộ dáng này, bọn họ làm sao có thể không bi thương, làm sao có thể không đổ lệ. Làm sao, có thể không tức giận. Lúc này, không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng, gạt ta Huyền Nguyệt người, tất giết liền. Huyền Nguyệt Tông mọi người cùng kêu lên quát to, gạt ta Huyền Nguyệt người, tất giết liền. Trong chốc lát, kêu gào chấn thiên, đằng đằng sát khí. Từ Hầu thấy vậy, hơi cau mày, hắn một trưởng này, vốn là dự định đem Huyền Nguyệt mọi người bên trong tim đánh được hoàn toàn hỏng mất, nhưng, có chút ngoài dự liệu của hắn phải, thương dạ mặc dù trọng thương được chỉ còn lại một hơi, nhưng vẫn không có chết. Mà hơn nữa bất ngờ phải. Một trưởng này không chỉ không có đem những con kiến hôi này ý chí chiến đấu đả diệt, ngược lại tốt xem để cho bọn họ hơn nữa đoàn kết, càng thêm kiên định. Bất quá, Từ Hầu cũng chỉ là cười nhạt mà thôi, người biết bởi vì một đám côn trùng ở ngươi trước mặt dương nanh múa vuốt, mà có cảm giác gì đặc biệt không? Phải nói có lời, cũng chỉ buồn nôn thôi. Bỏ mặc những thứ này Huyền Nguyệt phế vật như thế nào kiên định, như thế nào tức giận, vậy không thay đổi được bọn họ là con kiến hôi sự thật. Linh võ đại lục, là dựa vào thực lực nói chuyện. Bất quá, Từ Hầu vậy không có hứng thú tiếp theo ra tay. Hắn đường đường xuất thân linh võ 10 đại gia tộc Thái Hư cường giả, ra tay một lần cũng được đi, đối phó một đám đê tiện phế vật, sao có thể thân lực thân là. Đó không phải là tự hạ thân phận sao? Từ Hầu tùy ý phất phất tay, đối với sau lưng mọi người nhàn nhạt nói, đem những phế vật này quét sạch sẽ đi, bổn tôn không muốn lãng phí thời gian. Từ Hầu sau lưng những cái kia tinh khiếu, phong môn tồn tại, nghe vậy đáp lại một tiếng, trên mặt đều là toát ra tàn nhẫn, giữ tợn nụ cười. Cho dù những cái kia siêu cường người không ra tay, hai bên thực lực, cũng là chênh lệch khác xa, cái này căn bản là một phe tàn sát thôi. Ai lại không hưởng thụ tàn sát đâu. Lúc này, vậy vạn người hô quát một tiếng, liền rối rít thân hình chuyển động, hướng Huyền Nguyệt Tông Sơn Môn, đánh tới. Huyền Nguyệt Tông đệ tử, từng cái sắc mặt kiên định, không có chút nào lùi bước. Bọn họ biết, bọn họ không thể lui. Lui, chính là chết. Đối mặt thực lực xa mạnh hơn đối thủ của mình, muốn kéo đối phương bước chân, liền chỉ có liều mạng. Diệp Thần là bọn họ kiêu ngạo, là bọn họ trong lòng tín ngưỡng, là Diệp Thần để cho bọn họ có đứng ngạo nghễ linh võ đỉnh cấp cảm giác, cho dù chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhưng, đối với bọn họ mà nói, một cái chớp mắt này huy hoàng, liền đáng bọn họ làm hy sinh hết thảy. Thậm chí, là bọn họ tánh mạng. Mà ở đó chút thế lực cao cấp võ giả, xông vào Huyền Nguyệt Tông Sơn Môn sau đó, ở vào Huyền Nguyệt Tông vị trí trung tâm một tọa bên trong đại điện, Bạch Chấn Đường cặp mắt bên trong, bỗng sạch bóng bạo tránh, hét lớn một tiếng, mở trận. Bạch Chấn Đường, Long Diệp Thiên, Duẫn Triệt ba người, cả người linh lực hướng trước người tinh thạch bơm vào đi. Trong nháy mắt một đạo dáng vóc to pháp trận, liền đem toàn bộ Huyền Nguyệt Tông bao phủ ở bên trong, đồng thời, vậy mấy chục ngàn tu võ người cùng một đám nửa bước thái hư, phong môn cường giả, ngăn cách mở. Những cái kia tiến vào trận pháp bên trong danh môn cường giả cũng là ngẩn ngơ, trận pháp này hiển nhiên đối với bọn họ có cực lớn áp chế. Giết! Mạnh Hành Vân hét lớn một tiếng, thương giả bị trọng thương, hắn đã sớm lửa giận sôi trào, tay cầm một chuôi trường kiếm màu vàng. Tiến vào đám người bên trong, kiếm quang chớp mắt, liền đem một người còn không có hoàn toàn phản ứng lại tinh khiếu võ giả, chém thành hai đoạn. Huyền Nguyệt Tông đệ tử thấy vậy, đều là tinh thần chấn động, bị kích phát huyết tính, không muốn sống tựa như hướng vậy vạn người đại quân lướt đi. Từng cái giống như phong ma, ở trận pháp phụ trợ dưới, lại là trong chốc lát cùng vậy mấy chục ngàn đại quân, rằng co không nghỉ. Mà bị ngăn cách tại đại trận ra một đám thái hư tồn tại. Nhưng là thong thả, ngược lại còn xem được nồng nhiệt, một bộ xem trò vui hình dáng. Bởi vì, tại đại trận bên trong chiến đấu một đám võ giả, và bọn họ không có quan hệ gì. Những thứ này thái hư tồn tại đều là một mình tới, dẫu sao, một người thái hư cường giả đã đủ đại biểu thuộc quyền thế lực, không phải sao. Mà phái tới thái hư cường giả thế lực, ở thế lực cao cấp bên trong, cũng thuộc về thực lực đứng đầu nhà giàu có đại phái, dẫu sao. Có thể phái tới một người thái hư cường giả,
liền thuyết minh cái thế lực này, chí ít có hai người thái hư tồn tại. Còn như những cái kia nửa bước thái hư cường giả, diễn cảm cũng rất đặc sắc. Nửa bước thái hư, vẫn không thể hoàn toàn đại biểu một cái thế lực cao cấp, cho nên, chỉ có thể mang dưới quyền võ giả cùng chung tới đủ số, nếu như đem Huyền Nguyệt Tông nghiền ép, đạp bể, vậy thì tiện thôi, cho dù có vài tổn thất, cũng là cực kỳ nhỏ. Có thể hiện tại, hai bên trong chốc lát lực lượng tương đương, như vậy bọn họ đội ngũ thương vong, liền sẽ thẳng tắp lên cao à. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn còn là chỉ có thể nhìn, không thấy cái này một đám thái hư tồn tại, cũng còn xem được nồng nhiệt sao. Những thứ này nửa bước thái hư, nào dám quét bọn họ hưng đâu. Cho dù bọn họ biết rõ, những thứ này đứng đầu nhà giàu có là đang mượn trước cái này cơ hội suy yếu mình, cũng giống như vậy. Mà lúc này, Huyền Nguyệt Tông núi trước cửa, đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, một cái lại một cái thi thể, làm nền ở trên mặt đất. Từ bắt đầu khiếp sợ tỉnh lại sau đó, những cái kia nhà giàu có võ giả, vậy dần dần trọng chỉnh tư thế, vốn là bọn họ tổng thể thực lực, liền xa xa áp đảo Huyền Nguyệt Tông bên trên, cho dù có trận pháp áp chế, vậy vẫn có thể chiếm cứ thượng phong. Dần dần, càng ngày càng nhiều Huyền Nguyệt Tông đệ tử, hoặc là bị một đao chém bể, hoặc là bị một quyền đánh giết, hoặc là bị lửa cháy mạnh đốt thành than cốc, chết số người, càng ngày càng nhiều. Ầm một tiếng nổ vang, một cây đại chùy mang uy thế vô biên, hướng trong khi giao chiến Mạnh Hành Vân, bất thình lình đập tới, Mạnh Hành Vân sắc mặt biến đổi, hắn lúc này, căn bản không kịp né tránh, đành phải một bên khua kiếm bước lui kẻ địch, một bên nâng lên một cái tay khác ngăn cản hướng vậy cây đại chùy. Sắc sắc một tiếng, máu tươi bạo bắn, Mạnh Hành Vân một cái tay, lại trực tiếp bị đánh thành xương máu. Mạnh Hành Vân thụt lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bên trong, tất cả đều là tia máu, giống như một đầu bị buộc nhập tuyệt cảnh bên trong dã thú. Giống nhau tình trạng, ở sơn môn này trước không ngừng diễn ra, Huyền Nguyệt Tông còn sót lại trưởng lão, đệ tử, cơ hồ người người trên mình, cũng mang theo thương thế. Nhưng dù vậy, những cái kia nhà giàu có võ giả mặt mũi, cũng không gặp chút nào ung dung. Bởi vì, những thứ này Huyền Nguyệt Tông người cho dù trọng thương, cho dù đã tàn phế, chỉ cần còn có thể động, chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, cũng sẽ giống như một người điên xông lên. Cái này loại đối thủ, đổi là ai, đều sẽ có một chút sợ hãi chứ. Phốc thử một tiếng, một thanh trường kiếm xuyên thủng một người Huyền Nguyệt Tông đệ tử thân thể, tên kia dùng kiếm võ giả, khóe miệng mới vừa hiện lên một cái nụ cười châm chọc, nhưng mà một khắc sau, hắn nụ cười, liền đọng lại. Bởi vì, hắn thấy được vậy cơ hồ một giây kế tiếp sẽ chết đi Huyền Nguyệt Tông đệ tử, cũng cười, cười được điên cuồng, cười được quỷ dị. Đệ tử kia chợt bắt hắn lại tay, thân thể bắt đầu biến hình, bành trướng, tản mát ra một cổ khí tức hủy diệt. Ầm một tiếng, đệ tử này, lại là tự bảo. Liền thần hồn cũng cùng nhau nổ, chỉ vì cùng đối thủ, lấy mạng đổi mạng. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, Huyền Nguyệt Tông mọi người tiêu diệt. Bất quá là vấn đề thời gian, nhưng, những nhà giàu có này võ giả, nhưng là càng đánh càng rút tay rút chân. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không ai muốn trở thành là bị những thứ này người điên trước khi chết, kéo xuống nước người kia. Từ hầu các người thấy vậy, nhướng mày một cái, bọn họ vốn là muốn xem hai bên chảy máu, giống như xem một bầy kiến hôi lẫn nhau tranh đấu vậy, có thể hiện tại những nhà giàu có này các võ giả bó tay bó chân, cho dù có thể đánh bại Huyền Nguyệt Tông mọi người. Cũng phải lãng phí không ít thời gian. Như vậy, cũng có chút ngán. Nếu không phải chảy máu, há không phải là nhàm chán náo nhiệt sao? Từ hầu các người, coi như muốn suy yếu cái khác thế lực cao cấp, có thể hiện tại vậy lười được đợi thêm nữa. Từ hầu nhàn nhạt nói, đám phế vật này, chỉ hoãn được quá lâu. Một người nửa bước thái hư, nhân cơ hội mở miệng nói, từ gia chủ, không bằng để cho chúng ta ra tay phá trận pháp này. Đám kia Huyền Nguyệt Tông đám người ô hợp, còn không phải là tùy ý nghiền ép. Các ngươi, Từ Hầu khinh thường nhìn người nọ một mắt, giễu cợt nói, ngươi lấy là đại trận này tốt như vậy phá. Nhìn như, cái này Huyền Nguyệt Tông vậy vẫn là có chút nội tình, cho dù các ngươi những thứ này nửa bước thái hư đồng loạt ra tay, muốn phá trận vậy phải hao phí nửa giờ. Nếu như ta không đoán sai, Huyền Nguyệt Tông ở trên cao cổ cũng là thế lực cao cấp, thậm chí so ta Từ gia còn mạnh hơn. Chỉ tiếc, hiện tại sớm thì không phải là thượng cổ. Hơn nữa,
chúng ta có như vậy nhiều thời gian lãng phí. Người nọ không khỏi mặt hiện vẻ lúng túng, ngậm miệng không nói. Từ Hầu chuyển hướng đứng ở một bên hai người Thái Hư tồn tại nói, Thái Huynh, Trịnh Huynh, có thể hay không mời ngươi hai người ra tay. Huyền Nguyệt Tông cửa này đại trận, cần hai người Thái Hư tồn tại xuất thủ, mới có thể ngay tức thì kích phá. Thái Hoa và Trịnh Nhược Hổ gật đầu một cái, đi trận kia đi về phía trước đi. Hai người nhìn vậy đại trận phòng vệ màn sáng, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là hơi nhíu mày. Cái này hai người đều là Thái Hư sơ kỳ tồn tại, nếu như bọn họ muốn một kích phá trận vẫn là có chút miễn cưỡng, cần đem công kích uy lực, tăng lên tới trình độ cao nhất. Lúc này, Thái Hoa đôi tay run một cái, một chuôi trường thương xuất hiện ở trong tay, mà Trịnh Nhược Hổ chính là ngút trời linh lực lăn, bị thương hổ chỉ, tản mát ra kinh người sát khí. Hai người phóng người lên, hư treo giữa không trung, Thái Hoa trường thương bên trên vô tận sát ý ngưng tụ, biến ảo thành một cái chín đầu ma rắn, ngẩng đầu hí dài, thế có thể nuốt trời, hung ác vô song. Mà Trịnh Nhược Hổ khí tức quanh người chút nào không kém, hổ chỉ bảo khí xông lên tiêu, vô biên sát khí tràn ngập, sư tử gầm tiếng chấn động khắp nơi, sát khí đằng chuyển bây giờ, ẩn hiện một đầu đen nhánh cự sư, giống như địa ngục bên trong, giết hại vạn vật tử vong hóa thân vậy, rung động hư không. Cái này hai người toàn lực ra tay, uy thế mạnh, có thể nói sợ hãi. Liên liên Từ Hầu, Hướng Cường cùng thực lực cao hơn bọn họ một bậc 10 gia tộc lớn cường giả, đều là chân mày khều một cái, ánh mắt bên trong, thoáng qua vẻ kinh dị. Đồng thời, những nhà giàu có này các cường giả, tất cả mặt lộ vẻ tàn nhẫn nụ cười, vô cùng là khinh thường nhìn những cái kia vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Huyền Nguyệt rác dưới. Cái này hộ sơn đại trận vừa vỡ, tiêu diệt những con kiến hôi này, bất quá là dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ thôi. Những thứ này ngu xuẩn, đến bây giờ còn đang chống cự. Ha ha, thật là cười đến rụng răng. Thái Hoa, Trịnh Nhược Hổ hai người đôi mắt bên trong, sạch bóng bạo tránh, bọn họ hơi thở đã đạt đến đỉnh cấp, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vẫn còn ở hãn dũng bính sát Huyền Nguyệt đệ tử bên trong một đám người, nhưng là đột nhiên ánh mắt lóe lên, thân hình động một cái, liền hướng phía sau thối lui. Những người này, bao gồm phong môn, nửa bước phong môn trưởng lão, tinh khiếu đệ tử, vận may đệ tử, xem số người chừng 100-200 người. Những người này, chính là đối kháng Huyền Nguyệt người bên trong, mạnh nhất một nhóm người đâu. Bọn họ muốn làm gì? Một đám nhà giàu có võ giả, đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ, mới vừa rồi còn xem người điên giống vậy kẻ địch, làm sao đột nhiên lui. Những võ giả này, tự nhiên muốn thừa thế truy kích, áp chế đối phương, nhưng chung quanh những cái kia Huyền Nguyệt đệ tử, nhưng là rối rít không để ý đang giao thủ đối thủ, không để ý hết thảy xông về những thứ này muốn truy kích người, kết quả, dĩ nhiên là bị đối thủ bắt cơ hội, trực tiếp trọng thương. Có thậm chí ngay tức thì liền bị giết chết. Có thể còn sót lại người đâu. Bọn họ mặt lộ vẻ điên cuồng, lao thẳng tới những cái kia người truy kích đi. Oanh oanh oanh. Những thứ này Huyền Nguyệt đệ tử, lại là không chút do dự tự bảo. Người truy kích bên trong một phiến kêu thảm thiết, chết chết, bị thương tổn thương. Mà đây chút Huyền Nguyệt đệ tử, lấy sinh mạng làm giá, thành công là những cái kia rút lui người, tranh thủ được xuất thủ cơ hội. Không tệ. Chính là ra tay. Huyền Nguyệt Tông, còn có một lá bài tẩy. Diệp Thần cho bọn hắn lá bài tẩy. Vậy 100-200 người, động tác nhất trí cổ tay lộn một cái, ở bọn họ trong tay, đều là xuất hiện một thanh trường kiếm. Một chuôi hình dáng giản dị, chế tạo sần sùi trường kiếm. Giết, Mạnh Hành Vân quát lên một tiếng lớn, bọn họ liều giết liền lâu như vậy, cùng chính là hiện tại. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo hồn lực chập chờn ở Huyền Nguyệt Tông núi trước cửa dạo rực lên. Trong đó, có hơn 100 đạo nhắm ngay vậy hai người đang phải ra tay Thái Hư tồn tại, còn dư lại mấy chục nói, chính là nhắm ngay trước mặt một đám nhà giàu có võ giả. Trịnh Nhược Hổ, Thái Hoa, sắc mặt biến đổi, vậy trăm hơn đạo hồn lực chập chờn, thậm chí cũng để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm hơi thở à. Nhưng mà, lúc này đến xuất thủ thời khắc mấu chốt, căn bản không dừng được à. Một khắc sau, ông, mấy trăm vạch trần không chi âm, ở Huyền Nguyệt Tông núi trước cửa, gào thét mà qua. Vậy mấy trăm đạo hồn khí, liền ở mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, rối rít nổ tung. Một nổ tung,
kinh khủng hồn lực, liền cuốn tới. Mà lúc này, Trịnh Nhược Hổ và Thái Hoa điên cuồng gầm thét một tiếng, rốt cuộc đem lực lượng hướng Huyền Nguyệt Tông hộ sơn đại trận, đánh đi. Ma rắn cuồng vũ, sư tử gầm xé trời, hung hăng đụng vào phòng vệ màn sáng bên trên. Mặt đất chấn động, bầu trời biến sắc, hư không đang không ngừng nổ tung, cả tòa núi Phi Phượng cũng thuộc về sụp đổ bên bờ. Sắc sắc một tiếng, một đạo vết nứt ở phòng vệ màn sáng bên trên xuất hiện, tiếp theo, liền bắt đầu nhanh chóng tràn ngập. Tiếng ầm ầm bên trong, vậy đạo phòng vệ màn sáng, rốt cuộc, hoàn toàn bể nát. Đồng thời, chủ trì đại trận Bạch Chấn Đường ba người, cũng là chợt phun ra búng máu tươi lớn, hơi thở ngay tức thì uể oải xuống. Có thể, đại trận bể tan tành ngay tức thì, Thái Hoa, Trịnh Nhược Hổ, cùng với vậy một đám nhà giàu có cường giả, cũng bị vậy phảng phất cơn sóng thần giống vậy vô tận hồn lực, hoàn toàn chìm ngập. Huyền Nguyệt Tông mọi người thấy vậy, đều là mặt hiện vui mừng. Thành công, bọn họ sát chiêu, thành công. Diệp Thần tổng cộng cho thương giả không thiếu hồn khí, trong đó một phần là thiên hồn kiếm khí, khác một phần là thần sát hải khí. Như lực lượng này toàn bộ bùng nổ, uy lực cực kỳ khủng bố. Phốc phốc, Thái Hoa, Trịnh Nhược Hổ, thất khiếu bên trong, phun trào máu tươi, thân hình run lên, từ không trung rơi xuống, mà vậy còn sót lại hơn 10.000 tên nhà giàu có võ giả, cũng là ở ngắn ngủi yên lặng sau đó, bạo phát ra chấn thiên kêu thảm thiết. Toàn bộ thông. Huyền Nguyệt Tông trước sơn môn, không ngừng vang lên, thân thể ngã xuống thanh âm. Một cái lại một cái nhà giàu có võ giả, đều là ánh mắt trống rỗng, sắc mặt thật thà mới ngã xuống đất, nhìn dáng dấp, thần hồn là triệt để mất đi. Huyền Nguyệt Tông mọi người trên mặt vui mừng, càng ngày càng đậm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đột ngột, một đạo tiếng cười nâng lên, trên không trung vang vọng. Một đạo tràn đầy giễu cợt, tràn đầy khinh thường tiếng cười. Từ Hầu tiếng cười. Lúc này, Từ Hầu, Hướng Cường cùng một đám thái hư cảnh cường giả, đều là sắc mặt cân nhắc nhìn Huyền Nguyệt Tông các đệ tử, thật giống như, đang thưởng thức thằng hề tức cười biểu diễn. Một đám nửa bước thái hư sắc mặt, chính là có chút khó coi, bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi, không có càng nhiều. Chuyện gì xảy ra? Huyền Nguyệt Tông đệ tử, các trưởng lão nụ cười đọng lại. Bọn họ tại sao phải cười? Tại sao, tiếng cười nghe như vậy châm chọc? Mình đám người sát chiêu, không phải thành công không? Không phải có hiệu quả sao? Tại sao có thể như vậy? Đây là, Huyền Nguyệt Tông các đệ tử, lần nữa đưa mắt về phía núi trước cửa. Hai đạo thân ảnh, có chút run rẩy, từ dưới đất bò dậy. Trịnh Nhược Hổ và Thái Hoa, xoa xoa trên mặt máu tươi, mặt không thay đổi nhìn Huyền Nguyệt Tông mọi người. Trong mắt của bọn họ, là sôi trào lửa giận, cùng với trình độ cao nhất sát ý lạnh như băng. Huyền Nguyệt Tông mọi người ánh mắt, dao động, kinh hãi. Đây chính là trên trăm đạo, đến gần thái hư phẩm cấp hồn khí tẩy rửa à. Cho dù như vậy, lại không có giết chết cái này hai tên thái hư tồn tại. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Càng làm cho bọn họ suy nghĩ trống không phải, trước mắt nhà giàu có võ giả, mặc dù chết mấy ngàn người, nhưng mà. Còn lại người, mặc dù từng cái hơi thở có chút uể oải, mặt đầy máu tươi, mặt mũi thống khổ, cũng đều còn sống à. Hơn nữa, còn có năng lực chiến đấu dáng vẻ. Vẫn không phải Huyền Nguyệt Tông còn sót lại người, có thể chống cự nổi con số. Lần này, Huyền Nguyệt Tông các đệ tử trong mắt, hoàn toàn toát ra một cổ vẻ tuyệt vọng. Tựa như, linh hồn bị rút sạch vậy. Bọn họ mặc dù nguyện ý là Diệp Thần bị chết, thấy chết không sờn, không oán không hối hận, nhưng, bọn họ vậy vẫn là người à. Là có máu có thịt, có cảm tình người à. Không phải cái gì chỉ biết là giết hại máy móc. Bọn họ đã, đem có thể làm hết thảy, làm được trình độ cao nhất. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn là không cách nào đền bù thực lực chênh lệch. Làm sao có thể không ngừng vọng, đổi thành ai, cũng sẽ tuyệt vọng. Cái này, ngược lại không phải là nói Diệp Thần hồn khí, uy lực không được. Bình thường mà nói, cho dù sử dụng hồn khí chính là những thứ này phần lớn thần hồn lực vậy, thậm chí rất miễn cưỡng. Mới có thể vận dụng hồn khí Huyền Nguyệt người, uy lực sẽ giảm bớt nhiều. Có thể ở số lượng đền bù dưới, không nói trong nháy mắt giết, vẫn có thể để cho hai người thái hư tồn tại, trình độ nhất định mất đi chiến lực,
mà vậy như vậy số lượng võ giả, vốn là cũng nên bị hoàn toàn mất đi mới đúng. Nhưng mà, muốn trách thì trách, những người này đều là nhà giàu có võ giả à. Bọn họ được hưởng, nhưng mà giống vậy linh võ giả, không cách nào tưởng tượng thu võ tài nguyên à. Cho dù bọn họ bản thân tư chất, thực lực, ở cùng cấp bên trong, không hề coi là đặc biệt hơn người tồn tại, nhưng ở những tài nguyên kia trồng dưới, liền lấy được một cái kinh khủng tăng lên. Phương diện khác còn dễ nói, thần hồn phương diện chênh lệch, cùng xuất thân giống vậy cùng cấp so sánh, đó chính là cực lớn à. Tại sao? Bởi vì, hồn tinh tồn tại. Hồn tinh, có thể cực lớn trong trình độ chống đỡ thần hồn công kích. Cho nên, Huyền Nguyệt Tông sát chiêu, không có đạt tới bọn họ mong muốn hiệu quả. Chỉ có thể nói, vận khí không tốt. Bất quá, đừng xem Thái Hoa, Trịnh Nhược Hổ mặt không cảm giác hình dáng, thật ra thì bọn họ trong lòng, cũng có chút nghĩ mà sợ à. Tại sao? Hai người bọn họ thức hải bên trong, đều có một quả hồn tinh nổ bể à. Nếu như, lại nhiều mấy chục chuôi hồn khí nói, sợ rằng thần hồn của bọn họ, thật thì phải lưu giống. Đáng tiếc, không có nếu như. Từ Hầu nhìn về phía một đám Huyền Nguyệt Tông đệ tử, cười lạnh nói, ha ha, tiếp theo vùng vẫy à. Một đám phế vật, giấy giụa thế nào đi nữa, vậy không thay đổi được mình là phế vật sự thật, các ngươi còn có cái gì hậu thủ, tiếp tục thi triển à. Bổn tôn xem các ngươi những thứ này thằng hề biểu diễn, thật đúng là thật buồn cười, tiếp theo diễn à. Bổn tôn còn không có xem đủ đây. Huyền Nguyệt người trên gương mặt, cũng nổi lên xấu hổ vẻ, hai quả đấm nắm chặt, nhưng không cách nào phản bác. Không dám phản bác. Tại sao? Bọn họ thủ đoạn, đã dùng hết. Hiện tại phản bác, chính là tự tìm cái chết. Bọn họ không sợ chết, nhưng mà bọn họ chết, ai tới bảo vệ tôn di các nàng. Cho dù chịu nhục, bọn họ cũng phải hết tất cả có thể, trì hoãn thời gian. Dẫu sao, ở bọn họ trong lòng, còn có một cái hy vọng. Diệp thần, không có chết. Diệp thần, đang chạy tới nơi này tới. Lúc này Diệp thần, đứng tại phi đính trên bong, đúng chiếc phi đính, tăng tốc độ đến một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ, hơn nữa, vẫn là tại không gian đường hầm bên trong, bước ngang qua vô số khoảng cách, cực hạn xuyên qua. Nhưng, Diệp thần vẫn là nóng nảy. Hắn lo lắng tự mình tới không đạt tới. Hắn là một cái không sợ trời, không sợ đất người, hắn là một người cho tới bây giờ sẽ không cầu trời, sẽ không cầu nguyện người. Có thể hiện tại, hắn nhưng không khỏi ở đáy lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện mình, có thể đuổi kịp. Hai tiếng. Hắn biết, lại còn hai tiếng, hắn là có thể đến Huyền Nguyệt Tông. Sư tôn, trưởng môn, các ngươi nhất định phải chống nổi à. Nhưng là, vào giờ phút này, Từ Hầu nhìn trầm mặc một đám Huyền Nguyệt Tông mọi người, nhưng là ngán, phiền. Hắn đối với Thái Hoa, Trịnh Nhược Hổ cùng với còn dư lại một đám nửa bước thái hư tồn tại nói, Thái Huynh, Trịnh Huynh, cùng với nửa bước thái hư các vị, đám này con kiến hôi, mới vừa rồi để cho các người rất khó chịu chứ. Ta người này, có giúp người thành đạt, những phế vật này liền giao cho các người nghiền ép, cho hả giận đi, đừng kéo dài nữa, sớm kết thúc một chút, đạt được vậy nhiệt chướng huyết mạch sau đó, chư vị tới ta Tử gia hưởng thụ một chút tiệc ăn mừng. Thái Hoa, Trịnh Nhược Hổ, cùng với một loại nửa bước thái hư nghe vậy đều là tinh thần chấn động. Đa tạ Từ huynh tác thành. Đa tạ Từ gia chủ tác thành. Mấy chục tên nửa bước thái hư, hơi thở dâng trào, đồng thời thân hình động một cái, đi tới Huyền Nguyệt Tông núi trước cửa. Phốc 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 phốc. Hơn ngàn tên người Huyền Nguyệt, miệng phun máu tươi hướng sau bay ngược. Cả người xương cốt nổ tung, kinh mạch biến dạng, trọng thương thê thảm, thoi thóp. Khủng bố. Quá khủng bố. Những thứ này nửa bước thái hư tồn tại, lại ước chừng chỉ bằng hơi thở, liền đem cái này hơn ngàn người trọng thương. Xu hướng tại tử vong à. Có thể, để cho những nhà giàu có này cường giả có chút bất ngờ chính là, dù vậy, trước mặt những thứ này linh võ rác dưới, lại không có chút nào lui bước. Liền một bước, cũng không có lui. Bất quá, những thứ này nửa bước thái hư tồn tại, nhưng là thần sắc nhàn nhạt, không sợ chết con kiến hôi. Chẳng lẽ thì không phải là con kiến hôi? Bọn họ cả người hơi thở dâng trào, linh lực phun trào, liền muốn ra tay, đem một đám Huyền Nguyệt Tông đệ tử nghiền thành bụi đất.
Nhưng vào lúc này, từng cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử lại điên cuồng hét lên, chủ động vọt vào những cái kia nhà giàu có vậy võ giả đám người bên trong, tự bạo, điên cuồng tự bạo. Bọn họ biết, một khi những thứ này nửa bước thái hư tồn tại xuất thủ, mình các người, chỉ có chết mà thôi. Chết, bọn họ không sợ, có thể bọn họ không cam lòng à. Bọn họ không cam lòng, lại chết như vậy, bọn họ là Diệp Thần đồng môn, bọn họ trên mình, còn có bảo vệ Diệp Thần người phụ nữ, Diệp Thần huyết mạch trách nhiệm à. Chỉ như vậy, bị địch nhân nghiền ép, trong nháy mắt giết, bọn họ còn có mặt mũi đối với những cái kia đã là Diệp Thần chết trận đồng môn sao? Lúc này, tất cả Huyền Nguyệt người, đều là lửa giận phần thiên, bọn họ hận, bọn họ giận. Bọn họ hận những thứ này không biết xấu hổ nhân vật nổi tiếng thế lực, bọn họ giận mình không thể ra sức. Nếu như cứ như vậy chờ chết, bọn họ lại phải lấy cái gì mặt mũi, đối mặt cái đó cho bọn họ mang tới kiêu ngạo Diệp Thần. Cho nên, bọn họ muốn tự bảo, muốn liều mạng, vì ngăn cản những địch nhân này, làm cố gắng cuối cùng, đem trong cuộc đời một điểm cuối cùng lực lượng, một giọt máu cuối cùng dịch, đều dùng để bảo vệ bọn họ trong lòng kiêu ngạo. Cái này, chính là Huyền Nguyệt người huyết tính, cái này, chính là Huyền Nguyệt người ngạo cốt. Chỉ có như vậy, bọn họ mới nhận vì mình, có tư cách trở thành Diệp Thần đồng môn. Huyền Nguyệt người, đến chết quang vinh. Những đệ tử này, có còn rất trẻ, vẫn còn ở không buồn không lo tuổi tác, nhưng mà chỉ như vậy bỏ mình, hắn sinh mạng, còn chưa kịp tách thả ra hào quang, liền mất đi. Có thảm hay không? Thảm. Rất thảm rất thảm. Nhưng là, không có một người chút nào câu oán hận. Không có một người, cảm thấy hối hận. Những cái kia nhà giàu có võ giả cả kinh, thì phải lui về phía sau, nhưng mà, đột nhiên bây giờ, một đạo vô hình cương khí, chắn trước mặt bọn họ. Âm tiếng vang liên tục, đất rung núi chuyển. Nhưng mà, trước mặt bọn họ cương khí mạnh, nhưng liền một chút gợn sóng, cũng không có tung lên. Những thứ này Huyền Nguyệt người, cho dù hợp lại lên tánh mạng, hợp lại lên hết thảy, nhưng cũng chỉ là vô lực vùng vẫy sao. Chỉ là, trong không khí, để lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Những cái kia nửa bước thái hư tồn tại, đầy mắt mỉa mai nhìn những cái kia không ngừng liều chết Huyền Nguyệt người, cười lạnh nói các ngươi, là ngu si sao. Chỉ bằng các ngươi những phế vật này tự bảo, có thể đột phá bọn ta cương khí phòng vệ. Ha ha. Bất quá là không không chịu chết thôi, bất quá, nói chuyện cũng tốt, lộ vẻ được chúng ta động thủ, dính vào trên người các ngươi mùi vị. Những người này tự bảo, thật là giống như là từng cái khí cầu tan vỡ vậy, mà bọn họ cương khí phòng vệ đâu. Là tường đồng vách sắt, coi như nổ 100 triệu cái, 1 tỷ cái khí cầu, thì thế nào? Có thể cầm tường đồng vách sắt nổ sụp sao? Cười chết người. Nếu, từ hầu các người cho phép bọn họ ra tay. Bọn họ tự nhiên không thể nào lại mặc cho mình thế lực võ giả hao tổn. Trong Thần Nguyệt Các, nghe ngoài phòng kêu gào, tiếng nổ, Phần Anh, Tôn Di, mặt đẹp bên trên tràn đầy không đành lòng, tràn đầy đau tim vẻ, các nàng biết những thứ này Huyền Nguyệt Tông đệ tử, cũng là vì các nàng ở chịu chết à. Đặc biệt là Tôn Di, mặt nàng sắc vô cùng trắng bệch, nhìn như đã kế cận hỏng mất. Huyền Nguyệt Tông người, đối với nàng một mực rất tốt, nàng cũng không thuộc về Huyền Nguyệt Tông, thậm chí không thuộc về Linh Võ Đại Lục, nhưng mà những người này, nhưng không có chút nào ngăn cách đón nhận mình, đem nàng làm mình người thân vậy đối đãi. Đối với các người như vậy, nàng thì như thế nào nhẫn tim, để cho bọn họ vì mình như vậy đi chết, như vậy không cần thiết hy sinh. Nàng không đành lòng, thật không đành lòng. Còn như Tử Ngưng, lúc này nàng hai tròng mắt đã là đỏ tươi một phiến, cả người hơi thở rối loạn không dứt. Gần như xu hướng tại nhập ma. Nàng từ nhỏ chính là ở Huyền Nguyệt Tông lớn lên, Huyền Nguyệt Tông giống như nhà nàng, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, đệ tử, đều là của nàng người nhà, hiện tại, mình người thân, từng cái chết trận, ngã xuống trước cửa nhà, nàng cơ hồ đều muốn điên. Nàng muốn xông ra, muốn liều giết, muốn cùng các thân nhân chết cùng một chỗ. Nhưng mà, nàng không thể làm như vậy. Bởi vì, nàng là Huyền Nguyệt Tông một đạo phòng tuyến cuối cùng, là sau cùng người bảo hộ. Tử Ngưng mở ra cửa sổ, liền nhìn về chỗ sơn môn, lấy tu vi thị lực, tự nhiên có thể đem trước sơn môn phát sinh hết thảy, thấy rất rõ ràng, cơ hồ giống như phát sinh mình trước mắt vậy. Nàng cắn môi mình, liều mạng áp chế mình tâm trạng, môi cũng rỉ ra máu,
máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi, nhỏ xuống trước. Tử Ngưng nhưng thủy chung không có rời đi tầm mắt. Nàng không cách nào tham chiến, nhưng lại không thể không nhớ trước mắt một màn này, đây là nàng đối với mình trừng phạt. Nàng phải đem một màn này, vững vàng in vào trong lòng của mình. Trọn đời không quên. Nàng hận, thật hận, nàng ngưng mắt nhìn những thứ này sát thương nàng đồng môn hung thủ khuôn mặt, chính là thành quỷ, vậy sẽ không bỏ qua những người này. Những người này hành động đã thực hiện, không khác nào giết cả nhà của nàng, đều là không đội trời chung cừu địch. Trịnh Nhược Hổ nhìn những cái kia tự bạo Huyền Nguyệt đệ tử, hừ lạnh một tiếng, có chút phiền, Huyền Nguyệt đệ tử người còn không thiếu, như vậy tự bạo, quá chậm, hắn lười được các loại, lúc này giương tay một cái, hắc sư hư ảnh chấp động, quyền ý đằng tiêu, liền hướng mọi người nghiền ép đi. Không có pháp trận phòng vệ, Trịnh Nhược Hổ cái này tiện tay một quyền, vậy đủ để tiêu diệt tất cả Huyền Nguyệt người. Nhưng vào lúc này, sơn môn bầu trời hư ảnh chớp mắt, ba cái bóng người chắn vậy sư ảnh quyền ý trước, ầm một tiếng, ba đạo hư ảnh đều là bay ngược, hung hăng nện xuống đất, bất quá, quyền kia ảnh, vậy tiêu tán. Trịnh Nhược Hổ chân mày khều một cái này ba người chính là Bạch Chấn Đường, Duẫn Triệt, cùng Long Diệp Thiên. Trận pháp bị phá, bọn họ bị cắn trả, một thong thả lại sức, liền chạy tới chiến trường. Làm cái này ba tên thái thượng trưởng lão, thấy trước sơn môn vậy từng đạo vết máu, một cái bộ hài cốt lúc đó, trong mắt bi thương vẻ, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Cái này ba tên trải qua vô số tang thương, ngang dọc linh võ nhiều năm cường giả, trong chốc lát, lão lệ tung hoành. Lúc này, bọn họ mặc dù đỡ được đối phương một quyền, có thể, thương thế trên người, vậy càng nghiêm trọng hơn. Trịnh Nhược Hổ một quyền bị ngăn cản, sắc mặt âm trầm. Cả người hơi thở phun trào, liền phải toàn lực ra tay, nhưng đột nhiên bây giờ, bầu trời bên trong, nhưng là vang lên một hồi sấm sét. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt, cũng hiện ra vẻ kinh dị. Một chiếc phi đính, ngang trời xuất hiện. Từ Hầu ánh mắt trầm xuống, chiếc này phi đính hắn nhận được. Là Vọng Nguyệt Lâu phi đính. Thông thường mà nói, phi đính chỉ có thể ở không gian trong hầm tạt qua, bất quá. Nếu như thái hư tồn tại xuất thủ, vậy không phải là không thể trực tiếp phá vỡ không gian, để cho phi đính tiến vào. Chỉ là, làm như vậy phi đính phải chịu đựng không gian chảy loạn, đối hắn tổn hại cực lớn. Đây là, mấy đạo vô cùng là khí thức cường đại, từ phi đính bên trên bay lên, rậm rạp chẳng chịt bóng người, rơi vào Huyền Nguyệt Tông núi trước cửa. Đám người này bên trong, có Sở gia gia chủ Sở Hoành, Sở gia trưởng lão Sở Tinh. Cửu U Quốc cung Phùng Hô Duyên Kiệt, Mã Thiên Nguyên, Thần Hỏa Học Viện Cát Thanh, Linh Võ Hoàng Thất Lão Tổ Tư Không Liệt, Huyền Nguyệt Tông Bí Cảnh bốn tên trưởng lão, Phần Thiên Tộc Tộc trưởng Phần Thiên Cương, cùng với bọn họ lãnh đạo học sinh, tộc nhân. Nguyên lai, Sở gia vì lần này bảo vệ Huyền Nguyệt Tông, đã sớm liên lạc xong những thế lực này, tiếp nối mọi người tới, vậy vì vậy, làm trễ nãi một chút thời gian. Từ Hầu, Hướng Cường các người thấy vậy, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Người khác không nhận biết Sở gia, Cửu U Quốc người, bọn họ những thứ này thế lực cao cấp cường giả, vẫn là biết. Thật đáng sợ, chỉ là thái hư cảnh cường giả, thì có ước chừng 6 người à. Hơn nữa, trong đó 4 người hay là đến từ Cửu U Quốc Hoàng Thất, cùng Cửu U Quốc nhà giàu có Sở gia. Trước không nói bọn họ mang tới lực lượng, chính là bối cảnh này, liền không là từ gia, hướng gia có thể so sánh à. Một cái Sở gia cơ hồ là có thể lực áp từ gia cùng hướng gia. Càng đừng đề ra, còn có Hoàng Thất con vật khổng lồ này tồn tại. Sở Hoành ánh mắt lóe lên, thật ra thì, nếu như Sở gia có thể dốc toàn bộ ra nói, liền đủ để lắng dịu cuộc tao loạn này, nhưng mà, Sở gia một tất cả trưởng lão nhưng hết sức phản đối, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể mang tới cùng chi quan hệ hơi tốt Sở Tinh. Còn như Cửu U Quốc bên kia, Cửu U Quốc đế vương mặc dù không chịu được Cửu công chúa khổ khổ cầu khẩn, cuối cùng đồng ý ra tay, có thể vì đối phó Mục gia, hắn đã phái ra 10 tên thái hư cường giả, lực lượng trong tay, chân thực không nhiều lắm à, cũng chỉ có thể phái 2 người thái hư cung phụng tới trước. Nhưng, Sở gia cùng Cửu U Quốc vào sân, đã đủ để làm người ta kinh hồn bạt vía. Từ thắng các người đều là không nhìn được mặt lộ sợ hãi vẻ, tại sao có thể như vậy? Diệp Thần thằng nhóc này vẫn cùng Sở gia, Cửu U Quốc Hoàng Thất có giao tình. Cái này, cũng quá nghịch thiên đi. Nhà giàu có mặt của mọi người sắc,
cũng không khỏi khó coi. Sở Hoành ánh mắt sắc bén đâm thẳng Từ Hầu, lạnh lùng mở miệng nói, Từ gia chủ, Diệp thần cùng ta quan hệ không cạn, muốn động hắn. Ta Sở gia không đồng ý, ngươi sẽ không thật dự định cùng ta Sở gia khai chiến chứ? Thậm chí cùng Cửu U quốc khai chiến. Cửu U quốc cung phụng Hồ Duyên mãnh liệt vậy nhàn nhạt nói, đế vương có lệnh, Diệp thần có ân tại Cửu công chúa, Phạm Huyền Nguyệt tông người, chém. Trong chốc lát, vậy một đám thái hư cường giả đều trầm mặc, Diệp thần huyết mạch tuy tốt, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể chia được một tơ à. Đáng vì cái này một chút huyết mạch, cùng Sở gia, Cửu U quốc kết oán sao? Mà những cái kia Huyền Nguyệt tông còn sống môn nhân, chính là vô cùng kích động nhìn về phía Sở Hoành các người. Bọn họ không biết, Diệp thần lại có năng lượng lớn như vậy. Và Sở gia, Cửu U quốc hoàng thất một so, chính là linh võ thế lực cao cấp lại coi là cái gì? Từ Hầu sắc mặt không ngừng biến đổi, nhưng đột nhiên bây giờ, hắn cặp mắt sáng lên, hướng về phía Sở Hoành cười nói, Sở gia chủ, ngươi nói ngươi Sở gia không đồng ý. Ta muốn hỏi một chút, là Sở gia không đồng ý, vẫn là ngươi không đồng ý. Nếu không, làm sao chỉ mang theo một người thái hư tồn tại qua tới. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Hồ Duyên mãnh liệt nói, Hồ Duyên huynh, các ngươi Cửu U quốc gần đây thật giống như chọc tới thần quốc nuôi, rất phiền toái chứ. Còn có dỗi rãnh tim, quản nơi này việc vớ vẩn. Sở Hoành và Hồ Duyên mãnh liệt đều là nhướng mày một cái. Nếu là có thể trực tiếp khuyên lui Từ Hầu các người, dĩ nhiên là tốt nhất, dẫu sao, mặc dù bọn họ tới, nhưng đối phương chừng 10 tên thái hư, mấy chục tên nửa bước thái hư, mặc dù Sở gia, Cửu U quốc 4 tên thái hư, thực lực mạnh hơn so với linh võ đại lục vậy thái hư tồn tại, có thể tổng thể mà nói, hay là đối phương thực lực tăng thêm một bậc. Từ Hầu biết, hiện tại Từ gia đã ở Vô Danh nắm trong tay dưới, nếu Vô Danh dặn dò muốn đoạt được Diệp thần huyết mạch, như vậy, liền tuyệt không thể tay không mà về. Vô Danh khủng bố, hắn nhưng mà rất rõ ràng, nếu như chuyện này thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn nhìn lướt qua một đám các đồng minh thần sắc, trong mắt một hồi lóe lên, mở miệng nói các vị. Các ngươi có nghĩ tới hay không, vậy Diệp thần, còn sống. Cái gì? Từ Hầu lời vừa nói ra, người ở tại tràng cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Từ Hầu tại sao nói cái này? Hắn là nhất không nên cho rằng Diệp thần người còn sống à? Từ Hầu ánh mắt chớp động nói hắn còn sống, thật ra thì cũng không phải là không thể nào, sinh mệnh lực của người này vốn là cực kỳ kinh khủng, không phải sao? Mà Diệp thần nếu là còn sống, chúng ta thì như thế nào, các ngươi có nghĩ tới không? Nhà giàu có mọi người, đều là sắc mặt liền trắng. Diệp thần tinh khiếu cảnh, liền có thể có tương đương thái hư thực lực, như vậy lại cho hắn một chút thời gian, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, uy hiếp như vậy quá khủng bố. Để cho người kinh hồn bạt vía. Bọn họ ngươi xem ta xem ngươi, Từ Hầu bây giờ nói cái này, chẳng lẽ là muốn lui. Từ Hầu đột nhiên nâng cao âm lượng, lớn tiếng nói, nhưng mà. Việc đã đến nước này, các ngươi cảm thấy, cho dù chúng ta hiện tại lui, Diệp thần, sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Cho nên, bảo đảm nhất biện pháp chỉ có một. Đoạt được cái này ma đầu huyết mạch, đoạt được Diệp thần người phụ nữ, giao cho Vô Danh công tử. Vô Danh công tử được máu này mạch sau đó, thực lực tất nhiên bạo tăng, chỉ có hắn mới có thể trở thành chúng ta dựa vào. Hắn có thể đánh bại Diệp thần một lần, là có thể đánh bại Diệp thần hai lần. Mà Diệp thần nếu như còn sống, cái đầu tiên muốn giết hắn chính là Vô Danh công tử à. Hiện tại, các ngươi còn không biết, nên làm như thế nào sao? Từ đầu chí cuối, chúng ta lựa chọn, cũng chỉ có một. Còn như Sở gia, Cửu U quốc. Ha ha, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Vô Danh công tử đã đối với ta nói, lần này chúng ta sau khi thành công, hắn rất có thể thuận thế đột phá thái hư cảnh. Hơn nữa còn là thái hư cảnh trung kỳ. Vô Danh công tử phong môn cảnh liền có lực địch thái hư thực lực, nếu như hắn đột phá thái hư, cái gì Cửu U quốc, cái gì Sở gia, ha ha, há lại là Vô Danh công tử đối thủ. Đi qua Từ Hầu phen này kích động sau đó, những cái kia nhà giàu có người đều là hô to nói thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo, thay trời hành đạo. Sở Hoành ánh mắt trầm xuống, chợt giương tay một cái, hơn ngàn chuôi hồn khí trường kiếm, rơi vào Huyền Nguyệt Tông, thần hỏa học viện chi trong tay của người. Nhà giàu có mọi người thấy vậy,
sắc mặt biến đổi. Bọn họ mới vừa, nhưng mà ăn rồi không thiếu đau khổ à. Lại tới. Hơn nữa còn là hơn ngàn chuôi. Lần này, bọn họ là thật sợ. Sở Hoành lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi xác định còn đánh nữa không? Mặc dù, Sở Hoành từ bên này mua hồn khí đã coi như là vọng thần lâu vật, hắn không thể tùy ý sử dụng, bất quá, Sở Hoành vẫn là lợi dụng quyền hạn điều dụng 1000 chuôi, đây cũng là hắn cực hạn. Hơn nữa, nếu là thật dùng hết cái này 1000 chuôi hồn khí, tương đương với để cho Sở gia hao tổn dù sao cũng thần vân thạch à. Nói như vậy, hắn thậm chí liền Sở nhà vị trí gia chủ, cũng không giữ được. Bất quá, kim tiền, địa vị, thì như thế nào? Sở Hoành giống vậy không tin, Diệp Thần đã chết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, Diệp Thần cam kết với hắn qua, nhất định sẽ cứu sống Sở Doanh. Diệp Thần làm sao có thể chết? Hắn chết, như thế nào thực hiện mình cam kết? Chỉ là Diệp Thần cái cam kết đó, liền để cho Sở Hoành có không để ý hết thảy bảo vệ lý do của hắn. Diệp Thần, là hắn Sở Hoành nữ nhi coi trọng người đàn ông à. Chỉ có Từ Hầu, nhưng vẫn duy trì ổn định, nhìn Sở Hoành cười lạnh nói, Sở gia chủ, hảo thủ bút à, bất quá ngươi thật lấy là ở biết Diệp Thần có rất nhiều hồn khí sau đó, chúng ta sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao. Vừa nói, tay hắn một chút, một đạo vô hình chập chờn ở trong không khí dâng lên. Mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp Từ Hầu trước người xuất hiện một cái cả người trong suốt, dài đối với cánh, giống như voi nhỏ sinh vật. Không ít người hướng Từ Hầu ném tới không hiểu ánh mắt, đây là cái gì? Nhìn như, cũng chính là một cái tướng mạo cổ quái yêu thú thôi, vậy không có gì đặc biệt à? Chỉ bằng đồ chơi này, có thể ngăn vậy ngàn chuôi hồn khí. Từ Hầu thấy vậy, nhàn nhạt nói con thú này tên làm thức ăn hồn yêu, rất nhỏ yếu. Nhưng là lại có một loại thiên phú thần thông, có thể chiếm đoạt tất cả loại hồn lực chập chờn. Cái này thực hồn yêu, nghe nói ở trong thần quốc, đều là thuộc về vô cùng là hiếm thấy tồn tại, toàn bộ linh võ vậy cứ như vậy một đầu chứ. Chính là vô danh công tử ban cho ta, công tử liệu sự như thần, sớm liền đoán rằng có thể sẽ có loại chuyện này phát sinh. Mới vừa rồi Huyền Nguyệt Tông người sử dụng hồn khí lúc đó, hắn không có thả ra thực hồn yêu. Bất quá là bởi vì không cần thiết mà thôi, dù sao, chết những cái kia võ giả cấp thấp, cũng không phải Từ gia thuộc hạ. Nhà giàu có mọi người nghe vậy, đều là tinh thần chấn động. Mà Sở Hoành sắc mặt, liền hoàn toàn âm trầm xuống, đối phương vẫn còn có hậu thủ. Cái này thực hồn yêu thiên phú thần thông có kinh khủng dường nào, người khác không biết, Sở Hoành nhưng mà rất rõ ràng, vật này thậm chí ở trong thần quốc đều là cực kỳ vật hiếm thấy à. Ai có thể nghĩ tới, vô danh lại có thể cầm ra được. Cái này linh võ đại lục, có thể khắc chế hơn ngàn chuôi thái hư hồn khí vật rất ít, có thể hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở đối diện. Huyền Nguyệt Tông, Thần Hỏa Học Viện, bí cảnh các người đều là nụ cười đọng lại, không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ lần này kết nối với trời, cũng đứng ở đối diện. Chẳng lẽ cái này vô danh mới là thượng thiên xem trọng thiên tài, mà không phải là Diệp Thần. Liền liền Sở Hoành như vậy cường giả, cũng hơi có chút dao động. Cho dù hơn ngàn chuôi thái hư cảnh hồn khí, rất mạnh, có thể đối mặt thực hồn yêu, Sở Hoành vậy không có lòng tin. Bất quá, Sở Hoành cũng coi là trải qua gió to sóng lớn người, hắn ngay tức thì liền chấn định lại, mặt hiện kiên quyết vẻ, chợt quát lên, công kích. Đồng thời cổ tay lộn, cầm một chuôi tựa như thủy tinh chế thành trường kiếm, cả người linh lực kích động, ngay tức thì ra tay. Hướng về phía vậy thực hồn yêu một kiếm chém tới. Từ Hầu hơi biến sắc mặt, một kiếm này cực kỳ kinh khủng. Cho dù thái hư tồn tại, Sở Hoành tiện tay một kiếm cũng để cho hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Tên này những năm gần đây lại vẫn ẩn núp liền tu vi. Bất quá, hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng, trong tay một quả hộ thân thần vật ánh sáng lớn thả, huyễn hóa ra một đạo bình phong che chở che ở thực hồn yêu, mà hướng cường ánh mắt chớp mắt. Tay cầm trường đao, quát lên một tiếng lớn chém ra một đạo âm khí dày đặc kinh thiên đao mang, cùng kiếm kia mang đụng vào nhau. Đao mang mất đi, nhưng kiếm mang nhưng cũng nạo mấy thành, rơi vào Từ Hầu phòng vệ bình phong che chở bên trên, cùng nhau quy về hư không, vậy thực hồn yêu nhưng là không chút tổn hao nào. Đây là, vậy ngàn chuôi hồn khí vậy rốt cuộc nổ tung, vô tận hồn lực chập chờn cuồng trào, trong chốc lát tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác.
đúng cái thiên địa đều ở đây cái này hồn lực bên trong vặn vẹo, biến hình. Nhưng mà, một khắc sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Đầu kia thực hồn yêu, đột nhiên nâng lên thật dài mũi voi, phát ra một tiếng hí, nháy mắt tức thì, thời gian phảng phất có trong nháy mắt cấm chỉ. Ngay sau đó, vậy hiện lên nhà giàu có mọi người vô cùng hồn lực, liền rối rít hướng thực hồn yêu cuồng dũng tới. Mà bị kinh khủng kia đến làm người ta hít thở khó khăn hồn lực đợt sóng chìm ngập, thực hồn yêu nhưng là không có chút nào dị thường, ngược lại lộ vẻ được đặc biệt mừng rỡ, kích động. Có thể, theo không ngừng chiếm đoạt, thực hồn yêu vậy dần dần bắt đầu giãy giụa, trong suốt thân thể vậy bắt đầu dính vào lũ lũ đỏ tươi. Từ Hầu nhướng mày một cái. Quá nhiều. Vậy ngàn chuôi hồn khí phóng thích ra năng lượng, quá to lớn. Cho dù thực hồn yêu có chiếm đoạt hồn lực năng lực thiên phú, cũng có chút không nuốt nổi. Giống như một người coi như lại có thể ăn, cũng chỉ có ăn no, ăn chống đỡ thời điểm. Âu, thực hồn yêu phát ra một tiếng thống khổ gầm to, trong miệng máu tươi chảy ròng, toàn bộ thân thể, vậy hoàn toàn biến thành đỏ tươi vẻ. Bất quá, lúc này vậy ngàn chuôi hồn khí bên trong ẩn chứa hồn lực, vậy hoàn toàn bị hấp thu không còn. Từ Hầu hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặt lộ vẻ cười nhạt, vung tay lên đem thực hồn yêu thu hồi, nhà giàu có cả đám các loại, đều là mặt hiện đại hỉ vẻ. Cái này ngàn chuôi hồn khí đi một lần, bọn họ uy hiếp lớn nhất, liền biến mất à. Dẫu sao nếu bàn về thái hư cường giả, mình bên này nhưng mà so với đối phương nhiều hơn tốt mấy người, cuộc chiến đấu này thoạt nhìn là thắng chắc. Giết, Từ Hầu biết, không nói Sở ra thái độ gì, Sở Hoành tự mình nếu ngàn chuôi hồn khí đều dùng. Căn bản không phải phô trương thanh thế, là thật vì vậy Diệp Thần liều mạng, đã như vậy đó chính là không chết không thôi. Lúc này không giết, còn đợi lúc nào? Từ Hầu hiển nhiên cũng có đại chiến kinh nghiệm, lúc nào khai chiến cũng có chú trọng, lúc này, chính là mấy phe khí thế mạnh nhất, đối phương khí thế thời điểm yếu nhất, chính là ra tay cơ hội. Lúc này, vậy từng cái thái hư, nửa bước thái hư tồn tại, rối rít ra tay, tìm tới đối thủ của mình. Mà một đám phong môn, tinh khiếu, vận may võ giả, vậy chiến thành một đoàn. Sở Hoành, Sở Tinh, Hồ Duyên Kiệt, Mã Thiên Nguyên đến từ cửu U quốc võ đạo căn cơ, mặc dù không bằng thần quốc, nhưng cũng vượt qua linh võ đại lục rất nhiều, nếu như một đối một nói, cho dù không làm được trong nháy mắt giết, cái này bốn không người nào nghi cũng có thể hung hăng áp chế linh võ thái hư tồn tại, đứng ở chỗ bất bại. Nhưng mà, lần này nhà giàu có thế lực, tổng cộng có 10 tên thái hư cường giả à. Đồng thời còn có một đám nửa bước thái hư tồn tại, cũng không cho khinh thường. Sở Hoành bốn tên đến từ cửu U quốc cường giả bên người, bóng người chớp mắt, mỗi một người đều bị hai người thái hư tồn tại, trước sau vây quanh. Cát Thanh chính là ánh mắt chớp động, đối mặt Thái Hoa, Trịnh Nhược Hổ hai người. Cát Thanh mặc dù không phải là cửu U quốc người, chỉ là thông thường thái hư tồn tại, nhưng... Thái Hoa và Trịnh Nhược Hổ lúc trước ra tay phá trận lúc đó, bị trên trăm chuôi hồn khí tổn thương thần hồn, thực lực đã giảm đi. Mà Hoàng Thất Lão Tổ Tư Không Liệt, cùng là thái hư tồn tại, nhưng mà tên này Lão Tổ bề ngoài nhìn qua vẫn là người trung niên, nhưng trong thực tế đã từ từ già đi, hành tương tự mộc, vậy chỉ còn lại vạn năm thọ nguyên thôi, thực lực đã bắt đầu hạ xuống, thậm chí không phải vậy thái hư cường giả đối thủ. Nhưng, dù vậy... Tư Không Liệt vậy vẫn là một người thứ thiệt thái hư tồn tại, hắn cả người hơi thở mãnh liệt, ngăn cản một đám ý đồ xông vào Huyền Nguyệt Tông Sơn Môn, ép hướng Thần Nguyệt Các nửa bước thái hư tồn tại. Một đám nửa bước thái hư, dừng chân một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Tư Không Liệt. Bất quá, nhưng cũng không có lui. Vậy mà nói, nửa bước thái hư đối mặt trạng thái bình thường thái hư tồn tại, chỉ có thể bị nghiền ép, trong nháy mắt giết. Chênh lệch không phải một chút xíu lớn. Nhưng, có lúc, số lượng vẫn có thể đền bù chênh lệch nhất định. Nhà giàu có một phe nửa bước thái hư, chừng 20-30 người à. Dưới sự liên thủ, vậy không phải là không thể cùng một trận chiến. Tư Không Liệt hừ lạnh một tiếng, đôi giơ tay lên một cái, linh lực cuồng quyển ra, nhiệt độ chung quanh, ngay tức thì tăng vọt, mà hắn cả người, cũng giống như hóa thân làm một cái nóng bỏng mặt trời. Một cái trông rất sống động, lân chảo rõ ràng rồng lửa, vây quanh Tư Không Liệt quanh thân quanh quẩn, ngẩng đầu gầm thét, hướng trong đó một người nửa bước thái hư tồn tại đằng phi đi. Tên kia nửa bước thái hư,
sắc mặt cuồng biến, khoát tay thả ra một mặt cốt thuẫn ngăn cản ở trước người, cả người linh lực điên cuồng rót vào trong đó, cốt thuẫn nhanh chóng phồng lớn, đem cả người đều bao bọc ở liền trong đó. Mà cái khác một loại nửa bước thái hư, cũng là rối rít ra tay, công hướng rồng lửa kia. Đụng chạm kịch liệt, vậy thả ra cốt thuẫn nửa bước thái hư bị đánh được đảo phi nhi xuất, cốt thuẫn bên trên, cũng là một phiến nám đen. Bất quá, Tư Không Liệt nhưng là hơi cau mày, một kích này, bị đỡ được. Trong chốc lát, mấy chục tên nửa bước thái hư, cùng Tư Không Liệt chiến thành một đoàn. Toàn bộ Huyền Nguyệt Tông Sơn Môn, trở thành vô cùng thảm thiết chiến trường. Những cường giả kia, mặc dù đang trong chiến đấu, cũng có bị thương, chảy máu, có thể, chết nghiêm trọng nhất, vẫn là đám kia các võ giả bình thường. Mặc dù có tân sinh lực lượng gia nhập, có thể tổng thể mà nói, Huyền Nguyệt Tông một khối vẫn là thuộc về hoàn cảnh xấu bên trong. Không khỏi được bị nhà giàu có một đám võ giả hướng trong sơn môn đè đi. Mà càng mấu chốt chính là, Sở Hoành các người, mặc dù thực lực hơn người, nhưng đồng thời đối mặt hai người cùng cấp tồn tại, vẫn là bội cảm áp lực, lại cũng bị áp chế. Nửa giờ sau đó, mọi người đã từ sơn môn chiến đến bên trong tông, từ bên trong tông, chiến đến sau núi. Huyền Nguyệt Tông phòng, cung điện, lúc này đã hóa là phế tích, đã từng vậy tiên cảnh giống vậy chỗ, hiện tại nhưng giống như nhân gian luyện ngục. Mà nhà giàu có mọi người, vậy dần dần hướng Thần Nguyệt Các đến gần. Hiện tại cho dù là phần anh, tôn gì cũng có thể rõ ràng thấy Huyền Nguyệt Tông, bí cảnh, thần hỏa học viện người, bởi vì các nàng đẫm máu đánh giết, thề mà chiến. Từ Huyền Nguyệt Tông Sơn Môn, đến Thần Nguyệt Các trước, lúc này đã bày khắp thi thể. Bọn hắn người thân, bọn hắn bằng hữu, bọn hắn đồng môn, bọn hắn sư đoàn trưởng thi thể. Trong Thần Nguyệt Các ba người phụ nữ, lúc này không có người nào rơi lệ. Bởi vì, nước mắt đã chảy khô. Nhìn trước mắt cái này giống như luyện ngục giống vậy hình ảnh, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi tràn ngập lên liền thống khổ cùng tuyệt vọng. Lúc này, Cát Thanh đang cua múa trường kiếm, chặt chẽ áp chế Trịnh Nhược Hổ, cho dù Trịnh Nhược Hổ hai quả đấm cuồng oanh, hắc sư gầm thét, vậy thì không cách nào nghịch chuyển, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí trong mắt đã nổi lên một chút sợ hãi. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền nguy hiểm, Cát Thanh trong mắt tinh quang bạo tránh, kiếm ý ngang dọc, giận quát một tiếng, huyền võ hám thiên kiếm. Chí cường kiếm ý ngưng tụ, một kiếm ra, tựa như có thể đem ngân hà xuyên qua. Có thể liền tại sát na này bây giờ, một chuôi mang ma rắn hư ảnh trường thương, đột nhiên vạch qua hư không, đâm về phía Cát Thanh, tốc độ nhanh, có thể nói tuyệt thế. Phốc thử một tiếng, huyết quang văng lên, Cát Thanh một kiếm chưa hoàn toàn đánh ra, chuôi này trường thương, đã đâm trúng hắn thân thể. Hộ thân pháp bảo bình phong che chở, không có sức ngăn cản cái này vô cùng lão đạo, mạnh mẽ, cơ hồ không thể bắt bẻ cực kỳ một thương. Cát Thanh sắc mặt hơi chậm lại, chợt biến chiêu, kiếm quang quét về phía Thái Hoa, đem bức lui. Thái Hoa hơi thở, dần dần suy rơi xuống, kịch liệt thở hào hển, liền dung mạo cũng nhanh chóng giả nua đứng lên, hiển nhiên mới vừa vận dụng nào đó loại kích thích tiềm lực thủ đoạn. Bất quá, hắn lúc này, nhưng là mặt lộ vẻ cười nhạt, bởi vì Cát Thanh thảm hại hơn. Cát Thanh giữa eo bị chọc ra liền một cái lỗ thủng to, máu tươi ngay tức thì nhiễm đỏ áo quần, hắn tầm mắt lay động, mơ hồ, hơi thở lại là điên cuồng ngã xuống trước, hắn liền lùi mấy bước, cơ hồ thì phải té ngã trên đất, đành phải đem trường kiếm chống đất, mới chống đỡ mình thân thể, không có ngã xuống. Một kiếm này, lại trực tiếp đem Cát Thanh trọng thương, cơ hồ mất đi chiến lực. Từ hầu, hướng cường các người, đều là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Đừng xem chỉ là Cát Thanh đánh bại mà thôi, ít đi một người thái hư cường giả, tương đương với nói, chiến cuộc thăng bằng đã bị đánh vỡ. Thắng lợi thiên xứng, đã hướng bọn họ một phe này ái mộ. Trịnh Nhược Hổ nhìn trọng thương Cát Thanh, nanh cười một tiếng, mới vừa rồi lão già này thiếu chút nữa đem hắn chém chết, bây giờ là thời điểm thật tốt tính sổ một chút. Hắn quyền ý phun trào, thì phải hướng Cát Thanh nện xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu, đột nhiên vang lên. Dừng tay. Mọi người sững sốt một chút, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp Thần Nguyệt Các bên trong, đi ra ba người phụ nữ. Ba tên vô cùng là đẹp, lại phong cách khác xa cô gái. Tử Ngưng, Phần Anh, Tôn Di đi ra,
đi tới trước mặt mọi người. Nhà giàu có một đám võ giả, nhìn về phía cái này ba người phụ nữ, đều là hai tròng mắt mở to, trong mắt hiện ra vô cùng là thần sắc tham lam. Cực phẩm, đều là cực phẩm à. Bọn họ không phải không gặp qua người đẹp, nhưng là, Tử Ngưng ba người, ở người đẹp bên trong, đều là thuộc về cao cấp tồn tại à. Càng mấu chốt chính là, ba người mặc dù đều là tuyệt đẹp, nhưng lại đẹp được mỗi người mỗi vẻ, khí chất không cùng, cái này ba người phụ nữ cùng chung xuất hiện ở bọn họ trước mắt, nhất định chính là một chàng thị giác thịnh yến à. Liên liên từ hầu, hướng cường các người nhìn cái này ba người, đều là ánh mắt chớp động, giống như là chó sói nhìn thấy dê vậy, lộ ra đê hèn nụ cười. Liên bọn họ như vậy thái hư tồn tại, đều động tâm liền à. Hơn nữa, vô danh muốn, bất quá là diệp thần huyết mạch mà thôi, hắn đối với những đàn bà khác cũng không thèm để ý, cho nên những phụ nữ này, tương đương với nói là mặc cho từ hầu các người tự đi xử trí. Còn như xử trí như thế nào? Ha ha, đối với người đẹp, đặc biệt là các nàng như vậy cao cấp người đẹp, còn có thể xử trí như thế nào? Huyền Nguyệt Tông, bí cảnh cùng cả đám thấy vậy, sắc mặt cuồng biến, phần thiên cương lúc này đã chiến được cả người là máu, nửa người đều phải bị đánh nát. Hắn nửa quỳ xuống, quay đầu thấy đi ra thần Nguyệt các phần anh, tràn đầy tia máu hắn cặp mắt cơ hồ thì phải trừng ra hốc mắt, không để ý thương thế điên cuồng hét lên. Anh Nhi, các ngươi đang làm gì? Lui về thần Nguyệt các, cho ta lui về thần Nguyệt các. Phần thiên cương biết rõ con gái mình, cũng chính vì vậy, hắn lúc này hơn nữa sợ hãi. Bạch Chấn Đường các người cũng là lớn hét, Tử Ngưng. Mang Tôn Di và Tiểu Anh trở về. Nơi này không các ngươi chuyện, đừng làm chuyện điên rồ. Ha ha, đây là, Từ Hầu cười, giễu cợt cười. Chuyện ngu xuẩn, thật sự là chuyện ngu xuẩn sao? Ta xem, không chỉ có không phải chuyện ngu xuẩn, vẫn là vô cùng sáng suốt quyết định chứ. Nếu không phải Tôn Di cô nương xuất hiện, các ngươi cảm giác được mình còn có thể kiên trì bao lâu? Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Di, nói Tôn cô nương, ngươi làm rất tốt, ngươi cũng không cần lo lắng, dẫu sao mà, ngươi hiểu được, chúng ta những thứ này xuất thân nhà giàu có cường giả, có thể và giống vậy tên nhà quê không giống nhau, đều là văn nhã chi sĩ, rất hiểu được thương hương tiếc ngọc, giống như ngươi vậy cô gái xinh đẹp, chúng ta làm sao nhẫn tim, tổn thương ngươi đâu. Hắn đột nhiên lộ ra một chút dâm nụ cười nói, ngươi có thể cân nhắc một chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận, không chỉ có sẽ không có cái gì uy hiếp tánh mạng, hơn nữa còn có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Ta Từ gia căn bản không phải một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt Tông, có thể so với, như thế nào? Nhà giàu có mọi người nghe vậy, đều là hiểu ý vui vẻ cười to đứng lên. Bảo vệ Tôn Di mọi người, chính là gắt gao cắn răng, mặt đầy lửa giận trợn mắt nhìn những cái kia nhà giàu có người, thật là muốn nổi điên. Tại sao? Những người này, quá không biết xấu hổ, thật là làm cho người ta chán ghét. Những người này, nơi nào là cái gì nhà giàu có? Còn cái gì văn nhã chi sĩ? Đơn giản là không bằng heo chó xúc sinh, cầm thú à? Từ Hầu âm hiểm cười, thành thật mà nói, phần anh, Tử Ngưng các người, lớn lên quả thật không tệ, nhưng hắn thân là Từ gia gia chủ, thiếu người đẹp sao? Dĩ nhiên không thiếu, hắn chi sở dĩ như vậy. Bất quá là vì làm nhục Diệp Thần, hướng Diệp Thần trả thù thôi. Diệp Thần mặc dù chết, nhưng mà đắc tội hắn Từ gia, là chết liền có thể giải quyết sao? Hắn Từ Hầu, không chỉ có muốn tiêu diệt Diệp Thần cả nhà, còn muốn cho Diệp Thần chết cũng không thể nhắm mắt. Phải vĩnh viễn hành hạ Diệp Thần. Quái thì trách, Diệp Thần bại bởi vô danh, quái thì trách, hắn Từ Hầu có như vậy cơ hội. Mà lúc này Tôn Di nhưng tựa như không có nghe thấy mọi người lời nói vậy, nàng mắt đẹp bên trong tràn đầy kiên định, lẩm bẩm rất nhanh liền kết thúc. Dứt lời, nàng quay đầu, nhìn về phía Tử Ngưng, nhàn nhạt nói, Tử tỷ tỷ, động thủ đi. Tôn Di ý tưởng rất đơn giản, Huyền Nguyệt Tông và tất cả cái thế lực người, sở dĩ sẽ tử thủ ở chỗ này bên trong, bất quá là bởi vì phải bảo vệ mình mà thôi, nếu như nàng chết, mọi người không liền có thể chạy trốn sao? Tử Ngưng gật đầu một cái, chợt mang vỗ một trường, thì phải hướng Tôn Di đánh, nàng biết không có kiên trì tiếp cần thiết, từ bây giờ hình thức xem ra, mình một phe này bại cục đã định. Nhưng vào lúc này, Từ Hầu vậy âm trầm thanh âm, nhưng vang lên lần nữa. Muốn chết, ngươi lấy là chết, hết thảy đều kết thúc.
Tay hắn động một cái màu máu bình ngọc xuất hiện ở trước người của hắn. Ha ha, Vô Danh công tử sẽ không có cân nhắc đến các ngươi muốn tự sát sao? Vốn đang lấy vì ngươi không có như thế ngu xuẩn, bây giờ nhìn lại, là đánh giá cao ngươi à? Cảm thụ huyết sắc kia bình ngọc tản ra quỷ dị chập chờn, Tử Ngưng hơi cau mày, không khỏi dừng lại tay. Nàng mơ hồ có một loại dự cảm xấu, một trường này đi xuống, sẽ không có kết quả gì tốt. Từ Hầu cười lạnh nói, bình ngọc này tên là nạp bình máu, cho dù ngươi một trường này uy lực, có thể đem đối phương đánh thành hư không, có cái này nạp bình máu, cũng có thể lấy ra dung luyện ra thi thể tản ra máu, ngươi tiếp tục đánh à? Ha ha! Dĩ nhiên, cho dù có cái này nạp bình máu, khẳng định cũng sẽ có tổn thất, ngươi muốn chết thật. Đối với chúng ta mà nói cũng là thật phiền toái. Từ Hầu cân nhắc đánh giá Tử Ngưng ba người nói, không bằng như vậy, các ngươi ba cái, đi bây giờ tới đây quỳ xuống đầu hàng nói, chúng ta liền rút lui binh, thả qua những người này như thế nào? Nha, đúng rồi, các ngươi có thể không nên nghĩ sai, chúng ta chỉ là muốn thăm các ngươi thành ý. Nhà giàu có mọi người, lại là một hồi cười to. Tử Ngưng ba người ánh mắt, hoàn toàn ảm đạm, tuyệt vọng. Tinh thần hỏng mất. Liền chết, cũng không chết được. Liền cuối cùng này quyền lực, cũng không có. Thượng thiên, thật muốn như vậy đối đãi với các nàng sao? Cho ta chết. Cát Thanh chợt gầm thét một tiếng, không để ý thương thế, một kiếm chém về phía trước người Trịnh Nhược Hổ. Hắn hận, hận mình bất lực, hận mình nhỏ yếu, nếu không phải hắn trúng Thái Hoa một thương, đưa đến chiến cuộc thăng bằng tan vỡ, Tôn Di các nàng làm sao sẽ gặp bị khuất nhục như vậy? Hắn thật là, không có mặt mũi đối với Diệp Thần. Cho nên, hắn biết rõ mình một kiếm này, có thể mang tới bất quá là cái chết của mình mất, hắn cũng muốn liều mạng. Cho dù là chết, cũng tốt hơn để cho Diệp Thần người phụ nữ, bởi vì vì mình mà chịu nhục hàng triệu gấp vạn lần à. Diệp Thần một phe mọi người, cơ hồ đều là ý tưởng giống nhau, trong chốc lát, kêu giết chấn thiên, tất cả mọi người, cũng không muốn sống nghênh hướng kẻ địch. Bất quá. Nhà giàu có mọi người nhưng là sắc mặt sửng dưng, chiến cuộc thăng bằng đã bị phá vỡ, liều mạng hữu dụng không? Tăng tốc độ cái chết của mình mất thôi. Trịnh Nhược Hổ hừ lạnh một tiếng nói, thứ không biết chết sống. Tiện tay một quyền đánh ra, bịch một tiếng, Cát Thanh thân thể, liền xem diều đứt dây vậy bay ngược, máu tươi ói như điên, ngực bị trực tiếp đánh được sụp đổ, xu hướng tại sắp chết. Phế vật, Trịnh Nhược Hổ nanh cười một tiếng, quyền lực lay động. Lại là đếm quyền hướng Cát Thanh đánh tới, nhưng hắn lại không có đem hết toàn lực. Làm sao có thể, nhanh như vậy giết chết Cát Thanh đâu? Cái này lão phế vật, không phải mới vừa áp chế mình, áp chế rất thoải mái sao? Ha ha, để cho hắn như thế dễ chết đi, không phải tiện nghi hắn sao? Trong chốc lát, Cát Thanh thân thể, liền bên trong trăm quyền, bắt đầu nổ tung, xương cốt, nội tạng, cơ hồ toàn bể, cho dù sống sót. Cũng kém không nhiều, là một người phế nhân chứ. Trịnh Nhược Hổ một cước đạp trúng Cát Thanh mặt, tùy ý chuyển động bàn chân, đem Cát Thanh thân thể cũng đạp tới mặt đất bên trong. Nhìn hơi thở yếu ớt Cát Thanh, Trịnh Nhược Hổ mặt hiện một chút không thú vị vẻ, cái này thì kết thúc. Đánh tiếp nữa, Cát Thanh thì phải trực tiếp chết chứ. Bất quá, cũng kém không nhiều nên đưa chó chết này về Tây, sau đó, hắn liền muốn cùng Thái Hoa liên thủ. Trước đem vậy hoàng thất lão già kia diệt đi, cứ như vậy, chiến đấu căn bản là kết thúc, vậy mấy chục tên nửa bước Thái Hư vừa vào trận, Thái Hư trở xuống tồn tại, cũng chỉ sẽ bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Trịnh Nhược Hổ mặt lộ vẻ cười nhạt, hắn nhưng mà coi trọng hết mấy tướng mạo cũng không tệ người phụ nữ à. Kết thúc chiến đấu sau đó, vậy có khác một phen gợi cảm, không phải sao? Đặc biệt là cái này loại có tình có nghĩa, dẫu có chết người phụ nữ bất khuất. Hắn vậy lười được sẽ ở Cát Thanh nơi này kỳ kèo, hãy nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, tiến hành hưởng thụ đi, Trịnh Nhược Hổ liếm môi một cái, đều có chút không kịp đợi. Hắn chậm rãi giơ chân lên, một cước này đi xuống, Cát Thanh thì sẽ hoàn toàn biến thành một bãi thịt nát. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ầm một tiếng vang thật lớn, ở trên bầu trời vang lên. Không gian bể tan tành, một đạo to lớn kẽ hở vô căn cứ mà hiện. Mà ở kẽ hở xuất hiện ngay tức thì, liền có một đạo toàn thân đốt được lửa đỏ, còn không ngừng nổ tung, mang ngọn lửa cùng điện mang phi đính, lấy chớp mắt vậy tốc độ,
vọt ra khỏi không gian kẽ nứt. Một khắc sau, ùng ùng long. Cái này phi đính một lao ra không gian kẽ nứt, lại liền trực tiếp nổ. Một đóa vô cùng to lớn, cơ hồ bao phủ đúng phiến bầu trời hỏa vân, xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người. Người ở tại tràng, đều là không khỏi sững sốt một chút, mà Trịnh Nhược Hổ vậy giống như vậy, hắn chân trong chốc lát không có đạp. Mà đang ở cái này mọi người sững sốt một chút ngay tức thì, hỏa vân bên trong thoáng hiện một bóng người. Một đạo cho dù lấy tại chỗ thái hư tồn tại thị lực, đều cơ hồ không cách nào bắt bóng người, thật nhanh bắn về phía Huyền Nguyệt Tông núi trước cửa. Một phần tỷ giây bên trong, Trịnh Nhược Hổ cặp mắt mở to, con người bắt đầu co rúc lại, hắn cảm thấy một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở, có vật gì tới. Nhưng là, hắn căn bản không né tránh kịp nữa, phản ứng à. Ở nơi này ý thức mới vừa hiện lên ở hắn trong đầu lúc đó, ầm một tiếng vang dội, núi Phi Phượng chấn động kịch liệt, một cổ vô cùng cường đại lực trùng kích, hướng bốn phía phóng xạ ra, mọi người chỉ cảm thấy được thiên địa rung. Không cách nào dùng lời nói hình dung gió lớn, cuốn tới. Núi Phi Phượng chỗ ở chỗ này dãy núi, muôn vàn đỉnh núi, bắt đầu sụp đổ. Nhưng quỷ dị chính là, cái này kế cận tan vỡ, sụp đổ núi Phi Phượng, hết lần này tới lần khác không có sao. Đây là chuyện gì xảy ra? Không cách nào hiểu. Thật là không tuân theo suy luận à. Nếu là thật có người, có thể làm được như vậy chuyện, người này đối với lực lượng khống chế. Nhất định đến làm chư thiên thần ma, đều phải hơi lộ vẻ xúc động bước. Mà Trịnh Nhược Hổ bóng người, thì ở nơi này vang lớn bên trong, hoàn toàn từ thế gian biến mất, liền một tia một hào dấu vết, cũng không có để lại. Vô ảnh vô tung. Ở Trịnh Nhược Hổ nguyên bản đứng chỗ, thay vào đó, là một người chàng trai bóng người. Một người cả người nhuốm máu nam tử bóng người. Máu kia, dĩ nhiên là máu Trịnh Nhược Hổ. Mà tên nam tử này tử. Dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Diệp Thần. Diệp Thần. Lúc này, gió lớn bắt đầu ngưng, bụi khói tan hết, mọi người rốt cuộc thấy rõ vậy từ hỏa vân bên trong, giống như thiên thần dáng thế vậy, hạ xuống Huyền Nguyệt Tông đạo nhân ảnh kia. Gương mặt đó là tại chỗ rất nhiều người, cũng rất quen thuộc gương mặt, cho dù không gặp qua Diệp Thần người, vậy từ tin đồn bên trong, biết gương mặt. Là Diệp Thần mặt. Diệp Thần, lại thật không có chết à. Không chỉ có không có chết, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, Diệp Thần đột phá phong môn cảnh. Huyền Nguyệt Tông, Thần Hỏa Học Viện, bí cảnh, không ít người, cũng khóc, rơi lệ. Bọn họ vốn là, đã lâm vào tuyệt cảnh, vốn là đã chuẩn bị xong bị chết, nhưng vào lúc này. Thiên Thần hạ xuống. Chân chính Thiên Thần hạ xuống. Một hai ngày khiến cho, một nửa ác ma. Thiên sứ của bọn họ, địch nhân ác ma à. Cái này là như thế nào một loại cảm động, làm sao có thể không rơi nước mắt à? Nguyên bản, Cát Thanh bại trận, chiến cuộc thăng bằng đã bị phá vỡ, có thể theo Diệp Thần xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi. Một cái vừa xuất hiện liền đem một người thái hư tồn tại nháy mắt dây, thay đổi càn khôn người đàn ông, cái gì không thay đổi được. Diệp Thần. Diệp Thần đã về rồi. Huyền Nguyệt Tông bên trong. Không khỏi vang vọng dậy từng tiếng hoan hô, vang tận mây xanh. Mà có nhiều hơn người, chính là khóc không thành tiếng. Nguyên bản, tôn gì ba phụ nữ trong mắt đã hoàn toàn ảm đạm, thất thần, giống như là tượng gỗ vậy, đứng không nhúc nhích. Có thể làm các nàng thấy rõ ràng cái này từ trên trời giáng xuống thiên thần bộ mặt thật lúc đó, mắt đẹp bên trong, ngay tức thì thần quang tỏa sáng. Diệp Thần trở về. Bọn hắn người đàn ông, trở về à. Diệp Thần chậm rãi đỡ dậy Cát Thanh, trong mắt đã đỏ, vị này đối với hắn mà nói, ông già cũng vừa là thầy vừa là bạn, lúc này lại vì hắn, bị thương thành bộ dáng này, Diệp Thần bên trong tim thật được chấn động. Cát Thanh lúc này, đã nói không ra lời, trong cổ họng tất cả đều là máu tươi, nhưng hắn nhìn Diệp Thần ánh mắt, nhưng là vui vẻ yên tâm, nhưng là thỏa mãn, không có chút nào bất mãn cùng than phiền, cho dù hắn đã phải chết. Diệp Thần hít sâu một hơi. Áp chế dưới mình tâm tình, chợt rạch ra bàn tay, dán vào Cát Thanh mép. Máu tươi, theo Cát Thanh miệng trào vào bên trong cơ thể. Cát Thanh, vốn là nhận vì mình là phải chết, có thể ngay tức thì, hắn ánh mắt biến đổi, máu Diệp Thần tươi vừa tiến vào trong cơ thể hắn, liền hóa thành một cổ vô cùng mênh mông sức sống, che ở hắn căn nguyên. Mặc dù,
vẫn không thể để cho hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng, mệnh tạm thời là giữ được. Khủng bố! Quá khủng bố! Cho dù là thần dược, cũng chưa chắc có thể làm được tình cảnh này đi. Diệp Thần chậm rãi buông xuống Cát Thanh thân thể, đứng dậy, nhìn về phía nhà giàu có mọi người, trong mắt là cực kỳ lạnh như băng. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Là máu! Ác ma! Cửu U chỗ sâu nhất lạnh như băng. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy giết chết qua người khác. Mà bị Diệp Thần ánh mắt quét qua người, cho dù là thái hư tồn tại, đều là không khỏi cả người run rẩy tựa như bị cái gì ngút trời cự thú theo dõi vậy. Không thể nào. Từ Hầu gần như điên cuồng gầm thét, bọn họ mắt xem liền phải thắng à, liền phải lấy được Diệp Thần huyết mạch à, tại sao có thể như vậy? Ngươi không thể nào còn sống à. Từ Hầu chỉ Diệp Thần điên cuồng hét lên, cũng quay đầu đối với nhà giàu có mọi người nói, hơn nữa, hắn coi như còn sống cũng không phải phong môn tồn tại à. Cái này nhất định là giả, nhất định là vậy những người này âm mưu, chúng ta không nên lên làm à. Nói không chừng, cái này chỉ là cái gì ảo thuật thôi. Muốn đường cùng lật bàn mà thôi, mọi người đừng bị gạt. Ảo thuật sao? Diệp Thần lạnh lùng, vậy ngươi xem cái này là không phải cũng là ảo thuật. Hắn giống như hàng tỷ năm cực hàn băng tinh giống vậy ánh mắt, rơi vào vậy một đám nhà giàu có võ giả trên mình. Đôi môi khẽ nhếch, chậm rãi phun ra ba chữ. Thần sát hải. Đó là giống như chân thần uy nghiêm, đó là giống như thiên ma vô cùng sát, đó là một vũng vô cùng sát ý vô tận biển máu, thần niệm là đao, chém chết vạn vật. Cái này thần sát hải, khoảnh khắc bây giờ, liền đem vậy hơn 10.000 tu võ người chìm ngập. Những thứ này ở hồn khí công kích dưới, còn sống sót võ giả, thần hồn không gian, đều là có hồn tinh, hoặc là thần hồn hơn người. Có thể, một phần tỷ giây sau, những người này không một ngoại lệ, thật chỉnh tề ngã về phía sau. Mặt của bọn họ bàng bên trên, thất khiếu bên trong, xông ra máu tươi, những người này thần hồn toàn bộ mất đi. Tĩnh mịch, không cách nào hình dạng, giống như vạn cổ mất đi tĩnh mịch. Không người nào dám tin tưởng mình ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Nhà giàu có một đám thái hư, nửa bước thái hư cường giả, cũng cảm giác mình đầu óc nổ tung, suy nghĩ đã hạ xuống đến đứa bé sơ sinh tiêu chuẩn. Không cách nào hiểu, hoàn toàn không cách nào hiểu. Diệp Thần, lại ra tay một cái giết trong nháy mắt mấy ngàn võ giả. Còn đều là tinh khiếu trở lên, thậm chí không thiếu phong môn cảnh giới võ giả. Đây là người sao? Đây quả thực, là chân chánh ma đầu à. Trình độ cao nhất kinh hãi sau đó, chính là sợ hãi, giống như phải bị lỗ đen black hole trong vũ trụ chiếm đoạt giống vậy sợ hãi cùng không có sức. Đối mặt như vậy quái vật, ai còn mới có thể có chống cự chi tim? Diệp Thần nhìn về phía Từ Hầu, lạnh như băng mở miệng nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy đây là ảo giác sao? Từ Hầu sắc mặt, đã hoàn toàn trắng bệch, ảo giác. Tại sao có thể là ảo giác? Sinh mạng hơi thở tiêu tán, bọn họ những thứ này đối xanh chết có không cùng tầng thứ lĩnh ngộ thái hư tồn tại, nhưng mà cảm ứng rõ ràng à. Nhưng, Từ Hầu vẫn là không muốn tin tưởng, không muốn đối mặt. Bởi vì, quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Một người, một cái vốn là bị cho rằng người đã chết, không chỉ có sống, trở về sau đó, thực lực còn bạo tăng. Hắn cảm giác, mình đầu óc mau không đủ dùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.